Quan thần, hạ tưởng. Tập 116. Nếu ở trên không đủ để nói rõ độ sâu của vấn đề thì thái độ của quan Viễn Khúc khi đảm nhiệm chức bí thư thành ủy thành phố Hạ Giang càng mang hàm ý sâu xa. Chúng ta phải duy trì sự nhất trí cao độ với Trung ương Đảng mà Tổng Bí Thư là trung tâm, tự giác giữ gìn quyền lực của Trung ương, đảm bảo sự thông suốt trong việc thực hiện chính sách của Trung ương tại thành phố Hạ Giang. Ngoài ra, điều gây chú ý hơn chính là, tất cả chủ nhiệm ủy ban kỷ luật của bốn thành phố đều từ Trung ương cử xuống, từ khía cạnh đó cũng đã tiết lộ nhiều tín hiệu chính trị đáng để suy nghĩ kỹ càng. Hơn nữa, việc thay đổi chủ nhiệm ủy ban kỷ luật các tỉnh cũng thể hiện cách nghĩ của Trung ương trong việc dùng người sau này cũng có thay đổi. Trước kia chủ nhiệm ủy ban kỷ luật các tỉnh đều do phó bí thư kiêm nhiệm, nhưng sau khi cắt giảm chức phó, Trung ương cũng vì thế mà đưa ra nhiều điều chỉnh. Để thể hiện quyết tâm chống tham nhũng của đảng cầm quyền, sau năm 2006, toàn bộ mười mấy vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cấp tỉnh nhiệm kỳ mới đảm nhiệm luôn chức ủy viên ban thường vụ cùng cấp. Hàng loạt các hoạt động thể hiện phạm vi bước tiến của Tổng Bí Thư có tính sáng tạo và mức độ mạnh hơn nhiều so với nhiệm kỳ trước. Đồng thời cũng thể hiện cùng với việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 đã gần kề, không những việc điều chỉnh nhân sự của các tỉnh lần lượt hoàn thành bố cục, mà rất nhiều chính sách pháp quy cũng sẽ chuyển thành văn kiện, đảm bảo tính tiếp tục cho nhiệm kỳ sau. Bởi vậy, kết luận mà Hạ Tưởng rút ra từ việc tổng hợp tất cả những phân tích trên là, việc bổ sung ủy viên Bộ Chính trị lần này chắc chắn sẽ phải thực hiện. Tôi nói rồi, không quan tâm đến việc trên trời dưới biển nữa, ủy viên Bộ Chính trị thích kẻ nào thì cứ chọn, tôi cũng chán chẳng buồn để ý. Lão Cổ đặt chén trà xuống, xua tay nói. Không uống trà nữa, đi nào, uống vài chén rượu với tôi. Việc Lão Cổ không can thiệp vào việc bổ sung ủy viên Bộ Chính trị hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hạ Tưởng. Có điều hầu hết những người xuất chúng thì luôn có chuyện phi thường của mình, hắn cũng không muốn hỏi nhiều về suy nghĩ thật của Lão Cổ nhưng trong lòng vẫn có chút hoài nghi. Hạ Tưởng theo Lão Cổ vào trong phòng, thấy trên bàn đã bày biện đầy đủ đồ ăn, còn có cả vịt quay, mới thấy bụng mình đã kêu réo ầm. Hạ Tưởng vừa nếm liền biết ngay những thứ này đều do Cổ Ngọc làm, không khỏi cảm thấy nao nao. Cổ Ngọc cho dù tránh mặt hắn là vì lý do khác, cô vẫn rất quan tâm đến hắn. Hai người không ai nói gì, chỉ tập trung ăn cơm uống rượu. Hạ Tưởng đói đến mức ăn liền một lúc hết nửa con vịt quay. Hạ Tưởng đã cơm no rượu say, Lão Cổ đã có phần ngà ngà say, mới nhắc lại chủ đề, nói đến Tào Vĩnh Quốc. Thủ tướng đã để Tào Vĩnh Quốc đến, nhất định là có ý thúc đẩy gì đó, nếu không thì cũng không tùy tiện mời quan lớn của tỉnh đến. Có lẽ là để tiết lộ một chút ý tứ của ông ta. Tôi nghĩ thủ tướng chắc muốn để Tào Vĩnh Quốc đến vùng Đông Bắc giữ chức bí thư tỉnh ủy. Tay phải Lão Cổ cầm một đôi cầu bằng ngọc, không ngừng xoay chuyển. Còn một ý nữa chắc cậu cũng đã đoán ra, nếu như Diệp Thiên Nam đến tỉnh Yến, sẽ đề nghị cậu tiếp nhận chức phó bí thư tỉnh ủy. Để Tào Vĩnh Quốc đến Đông Bắc, điều này quả thật Hạ Tưởng không đoán được, còn việc để hắn nhậm chức phó bí thư tỉnh ủy thì hắn đã đoán ra, phải thừa nhận, điều kiện quả thật rất hấp dẫn. Với độ tuổi của hắn, giữ chức phó bí thư tỉnh ủy, sau 2-3 năm nếu như không xảy ra sai sót gì, tất nhiên có thể đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh. Phó bí thư tỉnh ủy là chức vụ gần với chủ tịch tỉnh nhất, thậm chí chẳng cần phải qua thời gian làm phó chủ tịch thường trực tỉnh. Thật là một sự hấp dẫn quá mạnh, Hạ Tưởng nói không hề động lòng thì là giả, nhưng nếu nói thực sự phải bắt hắn đứng ra thúc đẩy Diệp Thiên Nam lên làm chủ tịch tỉnh tỉnh Yến làm cái giá để đổi lấy chức phó bí thư tỉnh ủy, hắn vẫn sẽ kiên quyết lắc đầu. Nguyên tắc không thể bị dao động. Nhưng cái khó ở chỗ, hắn có thể không thay thủ tướng chuyển lời đến nhà họ Ngô, cũng có thể không vòng vèo và thúc đẩy, nhưng chắc chắn thủ tướng không chỉ có một con đường duy nhất là hắn để chuyển lời đến nhà họ Ngô. Ngộ nhỡ vì muốn cho Cao Tấn Chu thăng chức mà nhà họ Ngô chấp nhận đề nghị của thủ tướng, thì hắn sẽ thế nào? Nếu như lại thêm cả vấn đề nan giải việc bổ sung ủy viên Bộ Chính trị thì Bắc Kinh hiện nay, mặc dù trời trong nắng ấm nhưng thực chất thì mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt, không biết còn dữ dội hơn cơn giông tố ở Tương Giang biết bao nhiêu lần. Lúc rời khỏi nhà Lão Cổ, trong lòng Hạ Tưởng vẫn có chút tiếc nuối, cuối cùng vẫn không đợi được đến khi Cổ Ngọc về, mà cô ấy cũng không nhắn tin hay gọi điện, sự im lặng của cô khiến hắn ít nhiều cũng có phần lo lắng. Trên đường hắn gọi điện cho Trần Phong, hẹn ngày mai gặp nhau. Khi tới họ nhà Ngô cũng vừa đúng giờ cơm tối. Hạ Tưởng vừa bước vào nhà liền ngây người vì kinh ngạc,
người đang ngồi cười nói vui vẻ cùng ông cụ Ngô lại chính là người quen cũ mà dù thế nào hắn cũng không thể ngờ tới. Chương 1354, ứng cử viên, xác định rõ. Cổ Thu Thực. Gặp Cổ Thu Thực ở Bắc Kinh không có gì là lạ, thậm chí khi thấy Cổ Thu Thực và ông cụ nhà họ Ngô cười nói với nhau hắn cũng không ngạc nhiên. Nhưng khi thấy Cổ Thu Thực và ông cụ nhà họ Ngô nói cười với nhau ở chính nhà họ Ngô thì không thể không khiến Hạ Tưởng kinh ngạc. Chưa bao giờ nghe nói Cổ Thu Thực và ông cụ nhà họ Ngô có mối quan hệ qua lại. Tất nhiên, với tính cách và nhân phẩm Cổ Thu Thực, y và ông cụ nhà họ Ngô có tiếng nói chung, có thể trò chuyện hợp ý, cũng không nằm ngoài dự đoán của Hạ Tưởng. Mấu chốt là Hạ Tưởng cũng hiểu vài phần về tính cách của ông cụ nhà họ Ngô, rất ít người có tư cách trở thành thượng khách của ông. Tầm mắt của ông cụ rất cao, hơn nữa trong những năm gần đây, khi càng ngày càng lớn tuổi thì ông cụ rất ít tiếp xúc với người ngoài, cán bộ cấp tỉnh thông thường muốn gặp ông cũng không hề dễ dàng. Cho dù Cổ Thu Thực là người nối nghiệp của thế hệ tiếp sau, cho dù Cổ Thu Thực được Tổng Bí Thư rất coi trọng, cho dù Cổ Thu Thực như thế nào đi nữa, y cũng chưa chắc lọt được vào mắt ông cụ nhà họ Ngô, ông cụ nhà họ Ngô cũng chưa chắc sẽ mở cửa đón khách. Nhưng cảnh tượng lại sờ sờ ngay trước mắt Hạ Tưởng, khó trách Hạ Tưởng vô cùng kinh ngạc. Chính trị, quả nhiên thay đổi bất ngờ, chuyển biến chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên có một điểm Hạ Tưởng có thể khẳng định, ông cụ nhà họ Ngô đồng ý tiếp Cổ Thu Thực, còn trò chuyện vui vẻ, không phải vì coi trọng thân phận của Cổ Thu Thực. Với vị trí của ông cụ nhà họ Ngô hiện nay, có thể lọt vào mắt xanh, có thể được lòng ông ấy, thân phận và địa vị đã không còn quan trọng. Hơn nữa bây giờ ông ấy cũng không dễ dàng tiếp đón một ai, càng không cần nói đến chuyện tiếp khách đầy đủ lễ nghĩa. Cho nên khi Hạ Tưởng vừa thấy liền kinh ngạc, sau khi kinh ngạc thì âm thầm khâm phục bản lĩnh Cổ Thu Thực. Có thể nói chuyện vui vẻ với ông cụ nhà họ Ngô và khiến ông cụ coi như một vị khách quý, nhân cách và trình độ giao tiếp của y không hề bình thường. Hạ Tưởng vừa xuất hiện, Cổ Thu Thực vội đứng dậy chào. Tôi chờ cậu đã lâu, Hạ Tưởng, cậu lại đủng đỉnh đến muộn, ông cụ cũng có ý kiến với cậu đấy. Cổ Thu Thực cười tủm tỉm, vô cùng thân mật. Bí thư Cổ. Hạ Tưởng cười ha hả, có lẽ vì thực sự nói chuyện với Cổ Thu Thực rất hợp nên hắn vừa thấy Cổ Thu Thực thì trong lòng liền vui vẻ hơn rất nhiều. Thật bất ngờ, chuyện vui bất ngờ đây. Một câu mang hai ý nghĩa, Cổ Thu Thực cười đầy hàm ý, bước sang một bên để Hạ Tưởng đến nói chuyện với ông cụ nhà họ Ngô. Ông cụ nhà họ Ngô không đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu. Cháu say đến mức không biết đường về à, bây giờ mới về. Nếu về muộn thêm chút nữa thì ta đã nhốt cháu ngoài cửa rồi. Lời thì trách mắng nhưng thực ra là quan tâm. Hạ Tưởng cũng không giấu giếm, kỳ thật cũng không cần giấu giếm, hơn nữa cũng không giấu nổi liền nói ra cuộc gặp của hắn với thủ tướng. Cháu bị thủ tướng gọi đi trước nên mới về muộn một chút. Ông cụ nhà họ Ngô và Cổ Thu Thực đều không hề lộ vẻ kinh ngạc với lời của Hạ Tưởng, dường như chuyện đó là đương nhiên vậy. Ngô Tài Dương và Ngô Tài Giang đều không ở đó, chỉ có ba người là ông cụ, Hạ Tưởng và Cổ Thu Thực ngồi bên bàn gỗ, vài món ăn đơn giản, giống như mấy người bạn thân thiết bình thường tụ tập ngồi ăn với nhau, thoải mái và gần gũi. Hạ Tưởng ngồi xuống cuối cùng, trò chuyện vài câu liền nói tới thế cục tỉnh tương. Thật ra tính cách Trịnh Thịnh rất phóng khoáng, cũng rất biết nhìn người, hiện nay ông ta vô cùng coi trọng cậu. Cổ Thu Thực nói về chuyện Trịnh Thịnh, Hạ Tưởng đã dự đoán được. Có điều Cổ Thu Thực cũng nói thêm. Nói một câu không sợ Trịnh Thịnh nghe xong không vui, theo tôi, nếu cậu tới tỉnh Hắc Liêu giữ chức chủ tịch ủy ban kỷ luật tỉnh thì sẽ có thành tích lớn hơn ở tỉnh Tương, bởi vì ông ta không ủng hộ cậu bằng tôi. Nói đùa cũng được, có ý ám chỉ cũng xong, Hạ Tưởng chỉ có thể cười trừ. Có lẽ tạm thời tôi cũng không có cơ hội làm việc dưới sự chỉ đạo của bí thư Cổ. Ông cụ nhà họ Ngô ngồi một bên, trong khi ung dung thản nhiên chỉ có đôi lông mày hơi thay đổi, Cổ Thu Thực thì lại nhướn lông mày, cười hỏi. Vậy là sao? Hạ Tưởng lại cười lắc đầu. Chuyện chính trị thay đổi trong nháy mắt, vùng Hắc Liêu dù sao cũng không phải nơi để bí thư Cổ ở lâu. Cổ Thu Thực cười ha hả. Lợi hại, hậu sinh khả úy. Ông cụ nhà họ Ngô nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, dường như không có hứng thú với cuộc đối thoại giữa Hạ Tưởng và Cổ Thu Thực, lại chuyển đề tài đến Diệp Thiên Nam. Hạ Tưởng, nghe nói trong công việc cháu và Diệp Thiên Nam phối hợp không được nhịp nhàng cho lắm. Giọng điệu của ông cụ rất tùy ý, giống như thuận miệng hỏi, nhưng Hạ Tưởng lại nghe ra ẩn ý, mỉm cười. Cũng không hẳn là không nhịp nhàng,
chỉ có điều trong quan điểm về một số vấn đề cháu và anh ta không hoàn toàn tương đồng với nhau. Thật ra anh ta là phó bí thư, cháu là chủ tịch ủy ban kỷ luật, không có quá nhiều công việc cần cùng giải quyết. Trên thực tế quyền lực của phó bí thư không nhỏ, công việc cần cùng chủ tịch ủy ban kỷ luật giải quyết cũng rất nhiều. Chỉ cần liên quan đến nhân sự, tất nhiên không thoát nổi hội nghị công việc bí thư, cũng không thể không liên quan đến phó bí thư. Trước thời kỳ giảm bớt chức phó, mấy phó bí thư liên hợp lại có thể chi phối hội nghị công việc bí thư bởi vì chiếm ưu thế về quân số. Mà được hội nghị công việc bí thư thông qua liền tương đương với việc được hội nghị thường vụ thông qua. Bởi vậy nói không dễ nghe thì các phó bí thư liên kết với nhau thì chẳng khác nào tạo phản. Sau khi giảm bớt các chức phó, tình hình liền khá hơn nhiều, nhưng quyền hạn của phó bí thư chuyên trách duy nhất vẫn không hề nhỏ. Hạ Tưởng đương nhiên hiểu rõ, nói như vậy chẳng qua là gián tiếp tỏ thái độ. Ông cụ nhà họ Ngô cười ha hả. Quan hệ của Diệp Thiên Nam và Tài Dương khá tốt, cũng có giao tình với Thu Thực, cậu ta lại lớn tuổi hơn cháu, trong nhiều chuyện, nói chung cứ chấp nhận được là xong, đừng làm tổn thương hòa khí. Hạ Tưởng bỗng nhiên kinh hãi. Trong ấn tượng của hắn, ông cụ chưa từng phát biểu cái nhìn cụ thể về công việc của hắn, hôm nay là lần đầu tiên, không ngờ lại là vì Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam, thật quá may mắn, mà y có chỗ dựa gì lại đáng để ông cụ đích thân mở miệng. Hơn nữa y còn có giao tình với Ngô Tài Dương, Cổ Thu Thực. Thật sự là một nhân vật cực kỳ khéo ăn khéo ở. Hạ Tưởng không thể không kinh ngạc và khâm phục. Cổ Thu Thực cũng không tiếp lời, chỉ lặng lẽ cười. Hạ Tưởng nhất thời không tiện trả lời, bởi vì hắn còn không biết tại sao ông cụ nhà họ Ngô nói những lời ấy, chẳng lẽ là thật lòng bảo hắn bắt tay giảng hòa với Diệp Thiên Nam. Nhưng tình thế lúc này sao có thể ngừng tay? Lâm Tiểu Viễn đã bị tạm giam, Thái Giang Vĩ cũng chủ động nói ra rất nhiều chuyện. Bộ máy chuyên chính hùng mạnh của Ủy ban Kỷ luật đã khởi động với tốc độ cao, đang chuẩn bị tấn công các quan chức tham nhũng trong quan trường Thần Đông, còn tạo ra một cơn chấn động không nhỏ. Hơn nữa sau khi xử lý xong ở Thần Đông, Ủy ban Kỷ luật còn muốn dùng Thái Giang Vĩ làm điểm đột phá, tiếp tục công việc ở một thành phố khác. Hắn muốn tận dụng ảnh hưởng còn lại của vụ sập cầu ở Hoài Dương và cơn chấn động quan trường ở Thần Đông, chấn chỉnh lại quan trường Hoài Dương, khôi phục sự trong sạch trong quan trường Hoài Dương. Đang trong thời điểm bước ngoặt quan trọng hiện nay, nếu bắt tay giảng hòa với Diệp Thiên Nam, chẳng phải là bao nhiêu công sức đều là công cốc sao? Cũng không phù hợp với nguyên tắc và lập trường nhất quán của Hạ Tưởng. Sao thế, có khó khăn gì à? Ông cụ nhà họ Ngô thấy được sự do dự của Hạ Tưởng, lại chủ động hỏi. Ông, Hạ Tưởng hít một hơi thật sâu, ánh mắt hơi nặng nề, nhưng cũng không ảnh hưởng đến giọng điệu kiên quyết của hắn. Cho dù tình người có lớn hơn nữa, cũng không qua được pháp luật. Luật pháp không có chỗ cho tình riêng, nếu như cháu không phải chủ tịch ủy ban kỷ luật. Có một số việc có thể nhắm mắt cho qua, nhưng trong phạm vi chức trách của cháu. Hạ Tưởng bỗng nhiên lại thoải mái mà mỉm cười. Trước kia nếu không cho cháu đến đảm nhiệm chức chủ tịch ủy ban kỷ luật tỉnh Tương thì tốt biết bao. Câu nói cuối cùng gần như chơi xấu, nhưng lại nói đúng vào vấn đề. Ông cụ nhà họ Ngô chợt sửng sốt, nhưng lập tức liền mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ vào Hạ Tưởng, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại chỉ lắc đầu. Nhưng Cổ Thu Thực lại không kìm nổi. Nửa thật nửa giả nói một câu. Ông cụ nói tôi và Diệp Thiên Nam cũng có chút giao tình có phần không thật chính xác với hiện thực. Nếu như phải nói một câu so sánh thì giao tình giữa tôi và Hạ Tưởng lại càng thân thiết hơn. Hạ Tưởng cũng rất cảm kích, khẽ gật đầu với Cổ Thu Thực, bởi vì lời nói của Cổ Thu Thực là ủng hộ hắn, cũng khiến hắn tự tin hơn nhiều. Cũng không biết là ông cụ nhà họ Ngô thực sự có ý thăm dò Hạ Tưởng hay là có nguyên nhân gì khác, lại cười nói. Cháu đừng nói nữa, ta thật hối hận vì đã cho cháu đến tỉnh Tương. Nếu trước kia cho cháu đến tỉnh Hắc Liêu thì tốt hơn nhiều. Rồi lại xua tay. Bây giờ nói gì thì cũng đã muộn, không nhắc đến nữa. Cổ Thu Thực ngồi thêm khoảng nửa tiếng nữa rồi mới rời đi, sau đó đều nói đến những chuyện không liên quan. Tuy nhiên cũng có thể thấy được, Cổ Thu Thực rõ ràng còn có chuyện muốn nói với Hạ Tưởng, lúc gần đi còn hẹn thời gian cụ thể của lần tới gặp Hạ Tưởng. Cổ Thu Thực đi rồi, Hạ Tưởng cũng không hỏi ông cụ tại sao lại nói chuyện hợp ý với Cổ Thu Thực. Có một số chuyện không hỏi thì tốt hơn, không hỏi, chính là tôn trọng, cũng là lễ phép. Ông cụ nhà họ Ngô cũng không có ý giải thích, tuy nhiên đề tài vẫn là hướng về Cổ Thu Thực. Cháu và Cổ Thu Thực cũng khá hợp ý,
cậu ta cũng là một thanh niên tương đối khá, có ý tưởng, lại điềm đạm phóng khoáng. Hạ Tưởng không biết lập trường của ông cụ nhà họ Ngô trong việc bổ nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến và bổ sung ủy viên bộ chính trị, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Ông à, thời gian bí thư cổ ở tỉnh Hắc Liêu không còn dài. Ông cụ nhà họ Ngô lập tức hiểu ý, khoát tay, đứng lên nói. Diệp Thiên Nam và Tài Dương có giao tình, nhưng với ta thì không. Những lời khi nãy của ta chỉ là nói thay cho cậu ta, không đại diện cho ý kiến của ta. Ta bây giờ già rồi, không muốn mất đi chút thanh thản này. Hạ Tưởng tiến lên đỡ ông cụ nhà họ Ngô, chợt nghe ông cụ nói tiếp. Chuyện ở tỉnh Yến, ta không thể hiện thái độ, để bọn họ tự giải quyết. Ý định của Tài Dương là trợ giúp Cao Tấn Chu, nghe nói chủ tịch tỉnh muốn nâng Diệp Thiên Nam lên. Ta nghĩ hôm nay lão cổ kia gọi cháu qua cũng là nói chuyện này. Có điều ta cũng nhắc nhở cháu một chút, Tào Vĩnh Quốc quá thân cận với thủ tướng không phải chuyện tốt. Hạ Tưởng còn muốn nói gì đó, nhưng ông cụ cười ha hả. Cháu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai chắc chắn còn có chuyện phải làm. Có chỗ nào nghĩ không thông, ngày mai Tài Dương sẽ nói với cháu. Ông cụ thật sự muốn để mặc chuyện tỉnh Yến và ủy viên bộ chính trị hay là xuất phát từ nguyên nhân khác. Hạ Tưởng cũng không tiện hỏi tiếp liền đưa ông cụ lên lầu nghỉ ngơi. Buổi tối lại nói chuyện điện thoại với Tào Thù Lê, biết được cô vẫn mạnh khỏe, lại đang bận rộn ở Thiên Trạch, liền khuyên cô không nên làm việc quá sức. Ngày hôm sau, đúng lúc đang định đi gặp Trần Phong thì Tống Chiêu Độ gọi điện thoại tới. Một ghế ủy viên bộ chính trị còn trống, quả nhiên khiến khắp nơi dục dịch. Hạ Tưởng còn chưa mở miệng, Tống Chiêu Độ đã chủ động nói thời gian gấp gáp, ba người cùng gặp nhau cũng được. Trần Phong đương nhiên không có ý kiến gì. Hẹn nơi gặp nhau xong, khi Hạ Tưởng đang vội vàng chuẩn bị đi, Tống Chiêu Độ và Trần Phong đã tới rồi. Đều là người quen cũ, đương nhiên không cần quá khách sáo. Sau khi ngồi xuống uống trà, câu nói đầu tiên của Hạ Tưởng đã làm Tống Chiêu Độ và Trần Phong kinh ngạc. Ủy viên Bộ Chính trị nhất định sẽ phải bổ sung. Hơn nữa ứng cử viên đã xác định xong. Là ai? Tống Chiêu Độ và Trần Phong đều kinh ngạc. Chương 1355, một bước đi tài tình chấn động lòng người. Cũng không phải là Tống Chiêu Độ và Trần Phong không nhìn xa trông rộng, không có tầm nhìn lâu dài bằng Hạ Tưởng, mà hai người đang là người nằm trong thế cục còn ẩn số. Còn có một điểm là Hạ Tưởng đã gặp Thủ tướng, Lão Cổ, sau đó lại nói chuyện với ông cụ nhà họ Ngô và Cổ Thu Thực nên càng hiểu rõ vấn đề hơn. Hoặc có thể nói về cơ bản hắn đã chạm tới suy nghĩ của Tổng Bí Thư. Còn cả việc Thủ tướng ngầm tiết lộ một tia phong thanh, nói là cho Tào Vĩnh Quốc tới vùng Đông Bắc, có một vị trí trong tỉnh ủy tỉnh Yến, lại thêm một ghế trống trong ủy viên Bộ Chính trị, bố trí thành công một ván cờ trên cục diện chính trị trong nước, khiến vô số người vừa nghe tin đã lập tức hành động. Toàn bộ bố cục đã hiện rõ. Bất luận đó là gợi ý của Tổng Bí Thư, hay là Thủ tướng đã ngầm thống nhất với Tổng Bí Thư. Tổng hợp lại một loạt sự kiện, sau khi Hạ Tưởng phân tích tất cả những chuyện bình thường và bất thường, ứng cử viên cho chiếc ghế chống ủy viên Bộ Chính trị gần như đã có thể khẳng định là ai. Cho dù là tin do ai tung ra, lần này Tống Chiêu Độ và Trần Phong đến Bắc Kinh đều là vô ích. Từ ý nghĩa truyền thống mà nói, Tống Chiêu Độ xem như người của phe Thủ tướng, mà Trần Phong là người của Tổng Bí Thư. Hai người từ hai phe phái khác nhau cùng lúc bị phao tin đồn được lên chức đã chứng minh tính phức tạp và khả năng biến đổi đa dạng trong đấu tranh chính trị. Khi đối mặt với sự kinh ngạc của Tống Chiêu Độ và Trần Phong, trước mặt hai vị lãnh đạo kỳ cựu mà trước kia hắn phải ngưỡng mộ, lần đầu tiên Hạ Tưởng cảm thấy mình đã thật sự trưởng thành, ít nhất trong việc phân tích ứng cử viên vào ghế ủy viên Bộ Chính trị, hắn đã đi trước Tống Chiêu Độ và Trần Phong một bước. Anh Trần, anh Tống, tôi chỉ kết luận dựa theo phỏng đoán của mình. Nếu chẳng may không đúng, các anh cũng đừng phê bình tôi. Hạ Tưởng không phải chơi xấu, cũng không phải chừa đường rút lui, mà đang xoa dịu bầu không khí. Quả nhiên, Trần Phong và Tống Chiêu Độ liếc nhìn nhau, đều mỉm cười, ý thức được khi nãy đã quá căng thẳng. Cũng đúng, cho dù bọn họ ở vị trí tỉnh ủy cấp cao, nhưng khi phải đối mặt với sự lựa chọn quan trọng liên quan đến lợi ích thiết thân của mình thì cũng khó tránh khỏi rối loạn. Ủy viên Bộ Chính trị. Quyền lực cực lớn đang ở ngay trước mắt, ai lại không muốn giơ tay giành lấy. Hạ Tưởng thấy không khí đã dịu đi nhiều, giọng điệu cũng thoải mái hơn, bình tĩnh ung dung nói ra một cái tên. Cổ Thu Thực. Vừa dứt lời, gương mặt Tống Chiêu Độ và Trần Phong đều biến sắc. Đúng thế, không phải Cổ Thu Thực thì là ai?
Tuy rằng xét về kinh nghiệm, tuổi tác, thời gian ở cương vị cấp tỉnh thì Cổ Thu thực không bằng Tống Chiêu Độ và Trần Phong, nhưng vấn đề lại y là người thuộc hệ thống đoàn được Tổng Bí Thư coi trọng nhất. Có một cơ hội tốt như vậy để vào Bộ Chính trị, Tổng Bí Thư không nâng đỡ Cổ Thu thực chẳng lẽ lại chắp tay dâng cho người khác. Hạ tưởng đúng là chỉ một câu nói mà làm cho Tống Chiêu Độ và Trần Phong vỡ mộng. Trần Phong không cam lòng. Cũng chưa chắc là một mình Tổng Bí Thư quyết định là xong. Hạ tưởng, cậu khẳng định Cổ Thu thực có thể được Thủ tướng tán thành và Chủ tịch Quốc hội đồng ý sao? Trong 9 vị lãnh đạo nắm quyền cao nhất, quyền phát ngôn của Tổng Bí Thư đương nhiên là lớn nhất. Theo xếp hạng thì thứ 2 là Chủ tịch Quốc hội, thứ 3 là Thủ tướng, thái độ của các vị khác tạm thời không bàn đến, ít nhất phải được 3 người đứng đầu đồng ý thì mới có thể vào vòng tiếp theo. Tổng Bí Thư thì không cần phải nói, chắc chắn sẽ ra sức ủng hộ Cổ Thu thực. Hạ tưởng không dám phỏng đoán thái độ của Chủ tịch Quốc hội, nhưng Thủ tướng nhất định sẽ ủng hộ Cổ Thu thực, bởi vì Thủ tướng đã có mưu tính khác. Trong 3 thế lực lớn, 2 thế lực lớn là hệ thống đoàn và thế lực bình dân đều đồng ý, chuyện đã thành công được một nửa. Tuy rằng còn chưa gặp mặt Ngô Tài Dương, không rõ lập trường của thế lực gia tộc, nhưng hôm qua ông cụ nhà họ Ngô trò chuyện rất vui vẻ với Cổ Thu thực, khiến cho Hạ tưởng càng khẳng định chắc chắn suy nghĩ của hắn. Thật ra từ khi mới đến Bắc Kinh, Hạ tưởng cũng đã đoán ra sơ lược, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Thủ tướng và Tào Vĩnh Quốc làm hắn bị rối loạn. Đến khi gặp Cổ Thu thực ở nhà họ Ngô, sau khi hắn sắp xếp lại suy nghĩ một lần nữa, liền trở về với suy nghĩ ban đầu. Không phải Hạ tưởng nhạy bén hơn Tống Chiêu Độ và Trần Phong, mà là hắn tiếp xúc với nhiều thế lực hơn 2 người. Bởi vì không ai có thể may mắn như Hạ tưởng, từ đầu đến cuối hắn luôn là điểm giao hòa của mấy nguồn lực lượng. Hạ tưởng hoàn toàn có thể hiểu nỗi thất vọng và không cam lòng của Trần Phong, nhưng hiện thực chính là hiện thực, không thể trốn tránh, phải nhìn thẳng vào nó. Hắn cũng muốn một trong 2 người Trần Phong và Tống Chiêu Độ được chọn, nhưng vấn đề là theo phán đoán tình tình lúc này, 2 người đều đã bị loại khỏi ván cờ. Hạ tưởng còn chưa kịp trả lời Trần Phong, Tống Chiêu Độ đã lấy lại bình tĩnh sau phút kinh ngạc, ông ta thản nhiên mỉm cười, vẻ mặt bình thản khiến cho Hạ tưởng âm thầm khâm phục. Anh Trần, vừa rồi tôi suy nghĩ một lát, cũng đồng ý với suy đoán của Hạ tưởng. So với Cổ Thu thực, hào quang của chúng ta vẫn kém hơn một chút. Lại lắc đầu, Tống Chiêu Độ nhìn Hạ tưởng với vẻ khen ngợi. Hạ tưởng thật không đơn giản, có thể suy luận ra kết quả vượt cả tôi và anh Trần. Cậu đã chín chắn hơn trước kia rất nhiều, cũng khiến tôi có thể thực sự yên tâm. Tống Chiêu Độ cũng là người biết lúc nào nên giữ lúc nào nên buông, vẫn suy nghĩ khoáng hơn Trần Phong một chút. Tuy nhiên Hạ tưởng cũng không bởi vậy mà xem thường Trần Phong, có thể vào Bộ Chính trị là nguyện vọng cao nhất của mỗi cán bộ tỉnh ủy. Người trong quan trường, mỗi bước đi đều phải trả bằng muôn vàn gian khổ, cũng khó tránh khỏi suy tính thiệt hơn khi đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Trần Phong cũng bình tĩnh lại, ông ta cũng không phải người không hiểu chuyện. Nhiều năm lăn lộn trong quan trường cũng khiến ông ta hiểu được, có thể nắm giữ cơ hội tất nhiên là tốt, nhưng có một số cơ hội cho dù bày trước mặt anh, nhưng cũng có thể không thuộc về anh. Có điều ông ta vẫn còn có chút nghi hoặc. Sao lại như vậy được? Thủ tướng sao có thể đồng ý cho Cổ Thu thực? Thủ tướng càng nên ủng hộ Chiêu Độ vào Bộ Chính trị mới phù hợp với quyền lợi. Ánh mắt Tống Chiêu Độ dừng trên khuôn mặt trầm lặng của Hạ tưởng, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Khi việc bổ sung một ghế ủy viên Bộ Chính trị làm cho thiên hạ chấn động, khi tỉnh ủy tỉnh Yến Kinh động khắp nơi, thì Hạ tưởng, chẳng qua chỉ là một chủ tịch ủy ban kỷ luật tỉnh, còn cách Bắc Kinh trung tâm chính trị rất xa, vừa trở về Bắc Kinh là đã có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Hắn có thể từ hiện tượng nhìn thấu bản chất. Chỉ một câu nói có thể giải đáp ẩn số thế cục, quả thật nằm ngoài dự đoán của ông ta. Ngay cả ông ta, cho đến trước khi gặp Hạ tưởng, vẫn một lòng cho rằng chiếc ghế trống chỉ có khả năng thuộc về một trong 2 người là ông ta và Trần Phong. Bây giờ cuối cùng như đã tỉnh mộng, không thể nói bọn họ bị mê hoặc vì bị người khác sắp xếp vào thế cục đầy ẩn số, cũng là do bọn họ quá vội vã, nên thiếu sự bình tĩnh trong phân tích và đối diện với vấn đề. Còn có một nguyên nhân nữa. Hạ tưởng dù sao cũng là điểm giao hòa của thế lực các bên, càng có khuynh hướng hiểu rõ những nhân vật quan trọng, cho nên kết luận của Hạ tưởng không thể nói là kết quả cuối cùng, nhưng cũng không xê xích là mấy. Tống Chiêu Độ vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng có một ngày Hạ tưởng ngẩng cao đầu bước vào hàng ngũ cán bộ cấp tỉnh với vẻ chín chắn và hăm hở hơn xưa rất nhiều. Nhưng đối với câu hỏi của Trần Phong, Tống Chiêu Độ cũng muốn biết đáp án.
Cho dù là ông ta cũng cho rằng câu hỏi của Trần Phong có chút không tôn trọng thủ tướng, nhưng nói thật, trong lòng ông ta lại không có chút oán hận thủ tướng hay sao? Chẳng qua chỉ là che giấu đủ kỹ càng thôi. Thủ tướng muốn cho Diệp Thiên Nam lên làm chủ tịch tỉnh Yến. Hạ Tưởng không thể giấu Trần Phong và Tống Chiêu độ mắt xích quan trọng, nói ra tình hình thực tế. Theo tôi đoán, lối suy nghĩ của thủ tướng là, để nhà họ Ngô ủng hộ Diệp Thiên Nam lên làm chủ tịch tỉnh Yến, thủ tướng ủng hộ Cao Tấn Chu lên nắm quyền. Tổng bí thư thì có ý định nâng đỡ Cổ Thu Thực vào Bộ Chính trị, đồng thời vào Bắc Kinh. Cổ Thu Thực đi rồi thì chức phụ bí thư tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu sẽ do thủ tướng đề cử Tào Vĩnh Quốc lên tiếp nhận. Đồng thời tỉnh Tây lại thiếu đi ghế chủ tịch tỉnh, nói không chừng sẽ do chủ tịch quốc hội hoặc người khác đề cử. Nếu nói vừa rồi Trần Phong còn bán tín bán nghi với suy đoán của Hạ Tưởng rằng Cổ Thu Thực được đưa vào bổ sung, thì khi nghe Hạ Tưởng nói ra như vậy, ông ta lập tức hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng chấn động. Kết luận của Hạ Tưởng chẳng những phù hợp với cục diện thích hợp nhất, mở rộng được lớn nhất quyền lợi của các bên, cũng nắm vững thế cục kỹ càng hơn y rất nhiều, còn nhìn xa trông rộng hơn y. Lần đầu tiên, ánh mắt Trần Phong nhìn Hạ Tưởng không hề có vẻ bề trên và lãnh đạo nữa mà là bình đẳng và nể phục. Không sai, còn có một tia nể phục khó tả. Nếu kết luận của Hạ Tưởng là chính xác, như vậy trong lần thay đổi nhân sự này người thắng lớn nhất là Tổng Bí Thư, bởi vì đã nắm được một ủy viên Bộ Chính trị, ý nghĩa to lớn, thậm chí có thể 2 năm sau, khi Quan Viễn Khúc lên nhậm chức sẽ chính là ngày Cổ Thu Thực ngồi lên ghế ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. Mà Thủ tướng cũng thu hoạch khá nhiều, một vị trí Chủ tịch tỉnh Yến rất quan trọng, một vị trí Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu đầy giá trị. Tuy nói Tào Vĩnh Quốc chưa chắc đã là lực lượng kiên định của Thủ tướng, nhưng cũng chính vì thân phận đặc biệt của Tào Vĩnh Quốc, đã là người của phái Thủ tướng, lại là cha vợ Hạ Tưởng, đề cử ông ta mới dễ dàng được Tổng Bí thư tán thành và khiến các thế lực gia tộc gật đầu. Mà Chủ tịch Quốc hội hoặc những người khác cũng có thể mượn cơ hội này để khuấy động thế cục tỉnh Tây, ít nhất cũng là một vị trí chủ tịch tỉnh đáng giá. Không thể không nói, mượn một lần bổ sung ủy viên Bộ Chính trị, thay đổi nhân sự của mấy tỉnh, quả nhiên là một bước đi tài tình chấn động lòng người. Nhưng vấn đề là, Hạ Tưởng còn chưa lên đến cấp bộ trưởng, sao có thể nhìn nhận chuẩn xác và sâu xa như vậy? Sau khi Trần Phong nghĩ thông suốt, trong lòng buồn bã, ông ta đã biết giấc mộng ủy viên Bộ Chính trị của ông ta đã hoàn toàn tan biến. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng tốt, biết trước kết quả từ Hạ Tưởng còn hơn hao tâm tổn trí mà cuối cùng không thu được gì. Nói cách khác, bây giờ chẳng còn việc gì của chúng ta ở đây nữa. Trần Phong buông tay, trở lại phong thái bình thường, cười rất thản nhiên. Ngày mai thu xếp hành lý về nhà, yên tâm rồi. Anh Trần, đừng vội, Hạ Tưởng còn có chuyện cần chúng ta giúp đỡ. Vẫn là Tống Chiêu Độ hiểu Hạ Tưởng, ông ta thấy Hạ Tưởng phân tích vấn đề vô cùng tỉ mỉ, hơn nữa vẻ mặt dường như vẫn còn điều gì chưa nói, nhớ tới cục diện của Hạ Tưởng ở tỉnh Tương, liền lập tức nhận thức ra điều gì đó. Trần Phong sửng sốt, lập tức cũng nghĩ tới điều đó, cười ha hả. Hạ Tưởng, cậu nghĩ kỹ rồi chứ? Hạ Tưởng gật đầu rất chắc chắn. Nghĩ kỹ rồi, không lùi bước, không hối hận, chính là chỉ có một điều. Không biết hai vị lãnh đạo có chịu giúp tôi không? Trần Phong nhìn về phía Tống Chiêu Độ. Tôi thì không có vấn đề gì, quen biết cậu đã nhiều năm như vậy, tính tình tôi cậu cũng đã biết. Không biết anh Tống có điều gì băn khoăn hay không? Tống Chiêu Độ cười ha hả. Trần Phong, anh khích tướng sai chỗ rồi, mà cũng không cần khích tôi là người chứng kiến Hạ Tưởng trưởng thành, tôi giúp cậu ta cũng chẳng khác gì giúp bản thân mình. Trần Phong cũng gật đầu cười to. Giúp Hạ Tưởng cũng giống như giúp chính tôi vậy. Hạ Tưởng cũng rất trịnh trọng kính hai người một ly. Cảm ơn hai vị lãnh đạo đã tín nhiệm. Ba người chạm cốc, đều uống một hơi cạn sạch. Tống Chiêu Độ liền hỏi. Hạ Tưởng, cậu nghĩ cách ổn thỏa rồi chứ? Trần Phong cũng hỏi. Quyết định chưa? Quyết định rồi, biện pháp cũng có rồi. Chờ khi tôi phát tín hiệu ở tỉnh Tương, hai vị lão lãnh đạo phối hợp một chút, chỉ cần hưởng ứng là được. Hạ Tưởng cười ha hả, tuy nụ cười rạng rỡ, nhưng lộ ra một tia âm mưu lờ mờ. Chương 1356, vấn đề nan giải, nguồn vốn 10 tỷ khổng lồ. Hạ Tưởng ở Bắc Kinh tổng cộng là 3 ngày. Buổi chiều cùng ngày gặp Trần Phong, Tống Chiêu Độ, hắn cũng gặp Ngô Tài Dương. Lời nói của Ngô Tài Dương càng chứng minh phỏng đoán của hắn. Nếu không có gì bất ngờ thì Cổ Thu Thực sẽ được bổ sung vào ủy viên Bộ Chính trị và tới Bắc Kinh.
Diệp Thiên Nam từ trời Nam đi đến đất Bắc, quản lý một tỉnh trực thuộc Trung ương. Mà phương hướng của Tào Vĩnh Quốc thì không nói gì. Về phần tỉnh Tây, Hạ Tường cũng không hỏi, không nằm trong tầm chú ý của hắn. Đương nhiên, những điều trên chỉ là nhận thức chung bước đầu, cuối cùng có thể được hội nghị mở rộng bộ chính trị thông qua hay không, còn cần phải làm rất nhiều việc. Tối hôm đó lại gặp Cổ Thu Thực. Cổ Thu Thực thận trọng hơn Ngô Tài Dương nhiều. Y cũng thừa nhận Tổng Bí Thư đã đích thân nói với Y, cũng không giấu giếm thế lực hệ thống đoàn đang phát động lực lượng lớn nhất, muốn đưa Y vào bộ chính trị. Đồng thời Y còn kín đáo khích lệ Hạ Tưởng tiếp tục làm theo mục tiêu đã định, không cần lo lắng quá nhiều, có đôi khi quyết chí tiến lên mới có thể đi được xa nhất. Tuy nhiên Cổ Thu Thực cũng để lộ ra một nội tình khiến Hạ Tưởng lo lắng, Chủ tịch Quốc hội và mấy vị lãnh đạo quyền lực tối cao khác phản đối việc Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu. Có sự phản đối là chuyện quá bình thường, không có việc bổ nhiệm nào có thể được tất cả mọi người tán thành. Theo Cổ Thu Thực nói, thái độ của Thủ tướng rất kiên quyết, không chịu nhượng bộ, trên nguyên tắc Tổng Bí Thư cũng đồng ý, nhưng thế lực lớn nhất là thế lực gia tộc thì lại không tỏ thái độ gì, tạm thời không rõ lập trường. Nói cách khác, thái độ của nhà họ Ngô là mấu chốt. Hạ Tưởng không phải là thánh, đối với việc cha vợ có cơ hội tiến thêm một bước, tất nhiên sẽ cố gắng hết sức, sẽ vận dụng mạng lưới quan hệ lớn nhất của hắn để giải đường bắc cầu cho cha vợ. Dựa vào quan hệ giữa Cổ Thu Thực và hắn, Hạ Tưởng cũng vui vẻ khi thấy Cổ Thu Thực vào được bộ chính trị, tuy nói Cổ Thu Thực sẽ không giống như Trần Phong và Tống Chiêu Độ, quan hệ với hắn chặt chẽ đến mức không còn khoảng cách, nhưng nói chung còn hơn có một đối thủ vào bộ chính trị. Tuy nhiên thái độ của Cổ Thu Thực với tiền đồ lại vô cùng dè dặt, thậm chí không quá lạc quan, bởi vì lực cản không phải bình thường. Trong đời sống chính trị trong nước, đã vài thập niên đã không có tiền lệ bổ sung ủy viên bộ chính trị, khi Tổng Bí Thư tạo ra tiền lệ này, tất nhiên sẽ có vô số người không hiểu, thậm chí còn có một số lãnh đạo cũ và các đồng chí lão thành cũng vẫn đứng đằng sau sẽ lên tiếng phản đối. Ý kiến của các đồng chí lão thành tập hợp lại với nhau cũng là một lực lượng vô cùng hùng mạnh. Hạ Tưởng cũng biết, Tổng Bí Thư sẽ đứng trước một cuộc đấu tranh chính trị vô cùng khó khăn gian khổ, áp lực không phải là lớn bình thường. Mà hắn cũng như vậy. Hắn chẳng những phải cố gắng bảo đảm để cha vợ có thể lên làm bí thư tỉnh ủy như ý nguyện, còn phải khiến Diệp Thiên Nam thất bại bất ngờ. Không thể để một kẻ nhiều âm mưu như vậy đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Yến, vừa không phải là phúc cho nhân dân tỉnh Yến, cũng chẳng phải chuyện có lợi cho quốc gia, lại càng không phải kết quả bản thân hắn muốn thấy. Nhưng với thân phận và ảnh hưởng của hắn lúc này, dựa theo địa vị của hắn mới là cán bộ cấp phó tỉnh, muốn điều khiển quốc gia đại sự thì, nói là không biết lượng sức vẫn còn là dễ nghe, nói là mơ tưởng hão thì cũng không quá. Nhưng Hạ Tưởng chính là Hạ Tưởng, cũng không phải loại người biết không thể làm vẫn cố làm, mà là dưới vẻ ngoài vô hại, khi có vẻ như quan hệ của hắn với lực lượng các bên không hề chặt chẽ, thậm chí đến việc đứng về phe nào cũng không rõ ràng, hắn lại có mạng lưới quan hệ khiến người khác kinh ngạc. Có sức mạnh khổng lồ không hề lộ ra ngoài, còn sâu sắc và bí mật hơn. Lần này Hạ Tưởng đã thực sự quyết tâm, có ba vấn đề nan giải cực kỳ lớn cần phải giải quyết khẩn cấp ngay tức thì. Thứ nhất, huy động lực lượng dọn sạch chướng ngại vật trên con đường Cổ Thu Thực tiến vào bộ chính trị, coi đó như một phần quà đáng giá tặng cho người nối nghiệp ở thế hệ mới trong tương lai. Một điểm Hạ Tưởng hiểu rõ là, dù quan hệ giữa hắn và Cổ Thu Thực thân thiết hơn nữa, hiện nay cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Bởi vì giữa hai người còn chưa có mâu thuẫn quá lớn cho nên quan hệ cũng không bền chắc. Cố gắng hết sức trợ giúp Cổ Thu Thực trong bước mấu chốt nhất để lên chức, chuyện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhất định khiến Cổ Thu Thực ghi tâm tạc dạ. Thứ hai, thuyết phục nhà họ Ngô ủng hộ Tào Vĩnh Quốc đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy. Trong bốn gia tộc, Hạ Tưởng nắm chắc khả năng thuyết phục thành công nhất là nhà họ Mai, tiếp theo là nhà họ Khâu, ngay cả là nhà họ Phó. Hắn cũng có đủ lợi ích để thúc đẩy được Phó Tiên Phong, nhưng còn gia tộc có quan hệ chặt chẽ nhất với hắn là nhà họ Ngô thì lại không tiện mở miệng. Không chỉ vì hắn và nhà họ Ngô có quan hệ quá phức tạp, mấu chốt vẫn là Tào Vĩnh Quốc lại là cha vợ hắn. Đừng nói trong lòng Ngô Tài Dương không thoải mái, có khả năng còn có thành kiến và thái độ thù địch với Tào Vĩnh Quốc, ngay đến cả ông cụ nhà họ Ngô cũng có thể sẽ không thích Tào Vĩnh Quốc. Tuy rằng ông cụ chưa bao giờ tỏ thái độ gì trước mặt hắn, nhưng Hạ Tưởng là người như thế nào, sớm đã nhận ra ông cụ nhà họ Ngô không thích Tào Vĩnh Quốc. Có khi không thích một người không vì lý do gì, chính là ngay từ lần đầu gặp mặt đã thấy đối phương không vừa mắt, dù cố gắng thế nào cũng rất khó sửa. Còn có một điểm cũng khiến Hạ Tưởng đau đầu,
Tào Vĩnh Quốc do thủ tướng đề cử, mà hiện nay thủ tướng lại là nhân vật mà thế lực các gia tộc không ưa nhất, bởi vậy, nếu như phải nói thật, về công và cả về tư, Tào Vĩnh Quốc gần như không có khả năng được nhà họ Ngô ủng hộ. Hạ Tưởng không muốn suy đoán quá nhiều về dụng ý của thủ tướng, lại càng không muốn nghĩ theo chiều hướng không tốt, nhưng có lúc lại khó tránh khỏi không nghĩ, thủ tướng lúc nào cũng giữ cha vợ bên cạnh, lại chủ động đề xuất đưa cha vợ tới giữ chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu, là thật lòng giúp đỡ, hay là coi ông ấy là một quân cờ? Hay là nói, coi ông ấy là một quân tốt chỉ dùng để dò đường và có thể hy sinh bất cứ lúc nào? Chỉ mong là hắn đa nghi, là lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Thứ ba, Hạ Tưởng quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào phải ngăn cản Diệp Thiên Nam nhậm chức chủ tịch tỉnh Yến. Không chỉ vì sau khi Diệp Thiên Nam làm chủ tịch tỉnh Yến chắc chắn sẽ chèn ép thế lực của hắn tại tỉnh Yến, hơn nữa theo hiểu biết của hắn về con người Diệp Thiên Nam, cùng với những gì y đã làm ở tỉnh Tương, tuyệt đối không có tư cách giữ chức chủ tịch tỉnh, càng không có tư cách đảm nhiệm chủ tịch tỉnh trực thuộc Trung ương. Bất kể thủ tướng căn cứ vào điều gì, hay là coi trọng ưu điểm gì của Diệp Thiên Nam, nhưng trong mắt Hạ Tưởng, Diệp Thiên Nam đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, là bất hạnh lớn, là sỉ nhục chế độ chính trị. Hắn không thể trơ mắt nhìn Diệp Thiên Nam thoải mái quay lưng đi, để lại một mớ hỗn loạn không ai chịu trách nhiệm ở tỉnh Tương, lại ngẩng cao đầu mà sải bước đến tỉnh Yến tiếp tục tác oai tác quái. Thậm chí có thể đoán được, nếu Diệp Thiên Nam tới tỉnh Yến nhậm chức, Diệp Địa Bắc cũng sẽ đi theo, nói không chừng còn có thể lại tổ chức một hội bốn cậu ấm tỉnh Yến ở nơi đây, tiếp tục vơ vét của cải ở tỉnh Yến. Hơn nữa bởi vì Diệp Thiên Nam làm chủ tịch tỉnh, quyền lực tăng cao, Diệp Địa Bắc cũng sẽ càng tham lam quá trớn, không biết sẽ biến tỉnh Yến thành cái gì nữa. Tỉnh Yến là quê hương của Hạ Tưởng tuyệt đối không cho phép Diệp Thiên Nam đến tỉnh Yến lợi dụng chức quyền, vơ vét tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân tỉnh Yến. Thật ra nếu phân tích kỹ ba chuyện này, có thể nói là bốn chuyện. Bởi vì chuyện Diệp Thiên Nam và chuyện xử lý dần từng kẻ trong bốn cậu ấm tỉnh Tương là cùng một chuyện. Nếu Diệp Thiên Nam quay lưng rời khỏi tỉnh Tương, Diệp Địa Bắc cũng lập tức rời đi thì kế hoạch lợi dụng Lâm Tiểu Viễn làm điểm đột phá, vạch trần liên minh lợi ích của bốn cậu ấm tỉnh Tương của Hạ Tưởng sẽ thất bại. Nhưng cho dù là ba chuyện hay là bốn chuyện, đều là những chuyện gây chấn động, chuyện nào cũng khó như lên trời. Với thân phận chủ tịch ủy ban kỷ luật của Hạ Tưởng, chỉ là cán bộ cấp phó tỉnh tiếng nói chẳng có bao nhiêu trọng lượng trong trường chính trị, còn không bằng cả chủ tịch tỉnh chứ chưa nói đến bí thư tỉnh ủy. Bí thư tỉnh ủy cũng có sức ảnh hưởng bộ phận trong việc điều khiển thế cục quốc gia. Muốn điều khiển việc bổ sung một ủy viên bộ chính trị, việc thăng chức của một bí thư tỉnh ủy, và tiền đồ của một chủ tịch tỉnh, là chuyện nghìn lẻ một đêm, hay là suy nghĩ viển vông. Có lẽ đều đúng, có lẽ cũng không phải, nhưng trong lòng Hạ Tưởng lại có một giọng nói đang gào thét. Đã bao nhiêu năm, từ khi hắn bước chân vào quan trường tới nay hắn chưa từng tự mình ép mình vào bước đường cùng. Vậy từ giây phút này, khiến hắn đứng ngay trên vách núi, đi vào chỗ chết để tìm đường sống. Cố hết sức để làm, Hạ Tưởng lại muốn xem, nếu hắn vận dụng tất cả sức mạnh đến mức tận cùng, nếu hắn dùng tất cả các biện pháp, dù là quang minh chính đại hay tồi tệ hèn hạ, sử dụng hết tất cả, liệu có thể tìm thấy một khe hở của thế lực khổng lồ để hắn có thể chiếm được lợi thế hay không? Ngay cả đến Tống Chiêu Độ và Trần Phong cũng không biết Hạ Tưởng đã quyết tâm đến thế nào. Nếu bọn họ biết được thì sẽ không chỉ là kinh ngạc. Sáng sớm ngày thứ ba, trước tiên Hạ Tưởng đến gặp Tiếu Giai. Nếu hắn phải sử dụng toàn bộ lực lượng, Tiếu Giai ở Bắc Kinh nhiều năm, mạng lưới quan hệ cũng rất lớn, hơn nữa cô có khả năng tài chính lớn mạnh, cũng khiến lời nói của cô trong một số lĩnh vực rất có trọng lượng. Sau khi nói chuyện với Tiếu Giai trong hơn một tiếng đồng hồ, Tiếu Giai đã hoàn toàn hiểu ý của Hạ Tưởng, cũng gần như không chút do dự liền đáp ứng yêu cầu của Hạ Tưởng. Thậm chí Tiếu Giai còn uốn éo vòng eo một cách quyến rũ. Bây giờ con gái của Tiếu Giai đã lớn, tâm lý cô cũng thoải mái hơn, vóc người hơi nở nang. Cô có vẻ đẹp hấp dẫn ma mị, còn hơn cả nét ngượng ngùng trước kia, lại cười đầy ẩn ý, dường như trở về lần đầu gặp Hạ Tưởng. Từ buổi tối mà em trao cho anh tất cả, em đã nghĩ, dù về sau anh có bỏ rơi em hay không, em cũng sẽ theo anh cả cuộc đời này. Tất cả những gì của em đều trao cho riêng mình anh mà thôi. Hạ Tưởng ôm Tiếu Giai vào lòng. Em là hình mẫu phụ nữ thảo hiền của cuộc đời này. Tiếu Giai cười ngặt nghẽo. Em chỉ là người phụ nữ thứ ba thôi. Sau đó Hạ Tưởng lái chiếc Mercedes-Benz tới thẳng Thiên Trạch, Liên Nhược Hạm cũng ở Thiên Trạch, bởi vì gần đây thị trường tài chính biến động bất thường, cô phải tự mình đến đó xử lý.
vừa đúng lúc thành viên của tổ chức kinh tế lớn nhất của Hạ Tưởng đều ở đó, Liên Nhược Hạm, Tào Thù Huân và Lý Thấm, ba người đẹp tuyệt sắc vừa nhìn thấy Hạ Tưởng đã vui mừng hớn hở. Tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn giữ thái độ bình tĩnh vừa đủ. Hắn hiểu rõ, nụ cười của Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê dành cho hắn là tình yêu, mà nụ cười của Lý Thấm lại là mong đợi. Hạ Tưởng đương nhiên biết Lý Thấm đang mong chờ điều gì. Trong tay giữ một nguồn vốn lớn mà lại chỉ có thể áo gấm đi đêm, với tính cách của Lý Thấm, có thể chịu được cô đơn mới là lạ. Cho nên Hạ Tưởng cũng không cười đùa với ba người, mà nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh có một kế hoạch, cần sử dụng một số vốn. Anh cần bao nhiêu? Tào Thù Huân hỏi với vẻ rất bình thường. Cần bao nhiêu? Liên Nhược Hạm hỏi với vẻ rất thoải mái. Bao nhiêu? Lý Thấm hỏi rất phấn khích, trong sự phấn khích có cả sự hiếu thắng. Cũng không nhiều, 10 tỷ là đủ rồi. Hạ Tưởng cười ha hả, thái độ của ba người phụ nữ với hắn không giống nhau, cũng phù hợp với tính cách của họ. Có 10 tỷ thôi. Lý Thấm lắc đầu. Cứ tưởng rằng anh có việc gì lớn, con số đó còn chẳng đủ để khiến người khác bị chấn động. Em muốn chấn động, em muốn long trời lở đất. Được, Lý Thấm, rất quyết đoán. Em lập tức thu dọn hành lý, đi Tương Giang với anh ngay. Hạ Tưởng nói như đinh đóng cột. Anh nói là 10 tỷ đô la Mỹ. Chương 1357, ám chỉ trực tiếp hay là kỳ vọng thiết tha? 10 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 70 tỷ nhân dân tệ, đừng nói là đưa tới các tỉnh, mà đưa tới Trung ương, cũng là một khoản tiền cực kỳ lớn. Hạ Tưởng nghĩ rằng lời của hắn sẽ khiến Lý Thấm, Liên Nhược Hạm và Tào Thù Huân kinh ngạc. Chẳng ngờ Tào Thù Huân chỉ cười mà không nói gì, Liên Nhược Hạm thì tiện tay cầm điện thoại lên, vừa bấm số vừa hỏi Hạ Tưởng. Em sẽ chuẩn bị xong ngay, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển cho anh. Trong lúc nói chuyện, 10 tỷ đô la Mỹ chi ra thoải mái như không. Hạ Tưởng thầm ngượng toát mồ hôi, vợ lớn, vợ bé bây giờ còn uy phong hơn hắn nhiều. Lý Thấm thoáng chốc liền mặt mày hớn hở, thậm chí trong lúc xúc động còn đánh Hạ Tưởng một cái. Đàn ông đấy. Rất uy phong, tôi thích. Sau khi đánh xong mới thấy là hơi quá, đúng là không biết trên biết dưới, hơn nữa Hạ Tưởng cũng chẳng phải là người đàn ông của cô, không khỏi đỏ mặt liền xoay người chạy mất. Liên Nhược Hạm cười khanh khách, Tào Thù Huân thì che miệng cười. Ba người đàn bà ở cạnh nhau thì loạn, nhưng ba người phụ nữ trước mặt này lại là một trong những nguồn sức mạnh lớn nhất của Hạ Tưởng. Vốn định quay về Tương Giang ngay, nhưng hắn lại nhận được cú điện thoại bất ngờ của Cổ Thu Thật. Hạ Tưởng, cậu phải đến đây ngay, Tổng Bí Thư muốn gặp cậu. Lần này đến Bắc Kinh, Hạ Tưởng vốn muốn gặp Tổng Bí Thư một lần, khi đã sắp xếp gần như đâu vào đấy rồi thì Tổng Bí Thư lại phải tiếp khách nước ngoài, không có thời gian nên đành thôi. Không ngờ trong lúc bận rộn muôn vàn công việc Tổng Bí Thư lại muốn gặp hắn, Hạ Tưởng biết Tổng Bí Thư nhất định có lời muốn nói trực tiếp với mình. Hắn liền giật mình, ý thức được điều gì, không khỏi hỏi một câu. Bí Thư Cổ. Có phải anh cũng phải đến đó? Hạ Tưởng, hỏi câu này có phải là quá mạo muội hay không? Cổ Thu Thực tuy rằng nói một câu phê bình, nhưng lại chẳng có ý như vậy, ngược lại còn có ý trêu chọc trong đó. Ngụ ý chính là Hạ Tưởng thì ra cậu cũng có lúc thất thố. Nghĩ nhiều quá ắt sẽ rối trí, Bí Thư Cổ cũng có thể hiểu được mà. Hơn nữa tôi cũng là dựa dẫm vào Bí Thư Cổ. Lời giải thích của Hạ Tưởng cũng có ý rất rõ ràng là muốn rút ngắn khoảng cách, đề cao Cổ Thu Thực. Nói thật, nếu như khi Tổng Bí Thư gặp mặt hắn mà có Cổ Thu Thực ở đó thì chứng tỏ Tổng Bí Thư cũng có ý muốn gắn kết sâu đậm mối quan hệ giữa hắn và Cổ Thu Thực. Ha ha, Hạ Tưởng, cậu cũng không cần đề cao tôi làm gì. Người mà bây giờ cậu cần dựa vào nhất là Tổng Bí Thư thì đúng hơn, sau đó là Chủ tịch Quan. Còn như tôi cùng lắm thì chỉ là một người bạn lớn của cậu thôi. Cổ Thu Thực rất khiêm tốn, nhưng trong sự khiêm tốn đó lại ngầm đồng ý với ý muốn rút ngắn khoảng cách của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng mừng thầm trong lòng, nếu như có thể mượn mối quan hệ với Cổ Thu Thực để tiến thêm một bước thì cũng là chuyện tốt. Hạ Tưởng liền để Tào Thù Huân và Lý Thấm đến Tương Giang ngay lập tức, Tào Thù Huân đã xử lý việc ban đầu xong, có thể lấy thân phận người nhà, để gặp Hạ Tưởng. Liên Nhược Hạm cũng không thể đi. Sự thay đổi của thị trường tài chính và việc vận hành cả nguồn vốn thật sự thể thiếu cô được. Nhưng cô ta có thể làm lực lượng dự bị và trung tâm chỉ huy, là sức ủng hộ nơi hậu trường mạnh mẽ nhất của Hạ Tưởng. Cùng lúc đó Liên Nhược Hạm lại gọi vệ tân đến Thiên Trạch. Trên đường đến Bắc Kinh, Hạ Tưởng lại nhận được điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì.
Nghiêm tiểu thì cũng ở Thiên Trạch, vì Hạ Tưởng không đến thăm nên cô ta không vừa lòng. Hắn chỉ giải thích một câu. Anh có mấy việc quan trọng nên đang bận, thật sự không để tâm được. Tiểu thì nếu như em có thời gian thì đến giúp anh một tay. Nghiêm tiểu thì liền lập tức nổi hứng, nghe Hạ Tưởng nói muốn đánh tỉa dần bốn cậu ấm tình tương, cô liền kêu lên một tiếng kinh ngạc. Cố tốt rồi, em muốn làm quân tiên phong của anh. Chưa nói hết câu thì điện thoại im lặng trong chốc lát, sau đó mới nói. Cổ Ngọc nói cô ấy cũng muốn đến Tương Giang chơi một chuyến, xem thử sông Tương bé nhỏ đó rốt cuộc sâu bao nhiêu. Thì ra Cổ Ngọc lại ở cùng Nghiêm Tiểu thì, được, nếu như Nghiêm Tiểu thì cùng với Cổ Ngọc tới Tương Giang thì quân đoàn vợ cũng sắp đầy đủ rồi. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ để dọa người, nếu chẳng may lại có một cuộc tụ họp lớn thì phải làm sao? May sao Tiếu Gia chịu nghe lời, Phó Tiên Tiên có việc bận, nếu không lại có thêm hai người họ, Hạ Tưởng thật sự có thể bày hai bàn mạt trược ở Tương Giang. Nhưng hắn cũng không có lý do gì để ngăn cản Nghiêm Tiểu thì. Tương Giang là quê cô, mà Cổ Ngọc cũng có tính thất thường, muốn đến là đến, muốn đi là đi. Trong mấy người phụ nữ, hắn thấy chịu thua nhất là Mai Hiểu Lâm, còn không điều khiển nổi nhất là Cổ Ngọc. Hạ Tưởng đành chấp nhận ý định của Nghiêm Tiểu thì. Tính đi tính lại, Tương Giang đã có Mai Hiểu Lâm, bây giờ Tào Thù Huân và Lý Thấm cũng sắp đến, tiếp sau đó lại là Nghiêm Tiểu thì và Cổ Ngọc. Nếu chẳng may Liên Nhược Hạm lại đột nhiên nổi hứng muốn ở cùng Vệ Tân thì cũng được. Nếu bất hạnh hơn nữa, Phó Tiên Tiên cũng góp loạn thì trời ơi, ngày xưa có 8 người phụ nữ nhảy sông, thì thời nay có 8 người phụ nữ náo loạn Tương Giang. Hạ Tưởng thật sự không dám tưởng tượng, nếu 8 người phụ nữ tụ tập lại, cho dù là đi ăn cơm cũng phải làm một bàn lớn, cảnh tượng sẽ ghê gớm tới mức nào. Nếu đánh mặt trược thì vừa đúng hai bàn, cho dù đối phó với 4 cậu ấm tỉnh tương thì cũng là thế cục 2-1. Xe lướt nhanh trên đường, khoảng giữa trưa đã đến Bắc Kinh, liền gọi điện thoại cho Cổ Thu Thực. Sắp xếp mà Cổ Thu Thực đưa ra làm Hạ Tưởng kinh ngạc, Tổng Bí Thư mới đưa ra quyết định trong phút chót sẽ cùng dùng cơm trưa với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thực sự là được ưu ái quá nên sợ, người có thể có cơ hội dùng cơm trưa với Tổng Bí Thư. E rằng đến Chủ tịch tỉnh và Bí thư tỉnh ủy cũng chẳng có mấy ai có được cơ hội này, hắn có được cơ hội này cũng coi như niềm vinh hạnh hiếm có. Tuy nói cũng rõ ràng, có lẽ là do công việc của Tổng Bí thư quá bận rộn, cũng chỉ có thời gian ăn cơm trưa mới rảnh rỗi. Điều khiến Hạ Tưởng không ngờ là, Tổng Bí thư lại mời hắn trực tiếp đến Trung Nam Hải. Trung Nam Hải là nơi đặt những cơ quan trọng yếu như Quốc vụ viện, Văn phòng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản. Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây được coi là biểu tượng của cấp cao chính phủ Trung Quốc, cũng là nơi ăn ở và làm việc của Tổng Bí thư và Tổng Giám đốc. Trung Nam Hải là tên gộp của Trung Hải và Nam Hải, diện tích khoảng 1.500 mẫu, trong đó mặt nước khoảng 700 mẫu. Bởi vùng này nằm ở hướng Trung Nam của Bắc Kinh, nên được gọi là Trung Nam Hải, tên này có từ thời Nguyên, được sử dụng cho đến tận bây giờ. Người ở Bắc Kinh đều biết, từ Tây Đơn cho đến Lầu Thành Thiên An Môn, men theo đường phía bắc của đường Trường An có một bức tường gạch đỏ dài vài trăm mét, cao hơn 6 mét. Bởi nó cao to sừng sững nên càng mang lại cảm giác lịch sử lâu đời. Bên ngoài tường đỏ du khách thường lấy bức tường làm bối cảnh để chụp hình kỷ niệm, còn bên trong bức tường chính là Trung Nam Hải nổi tiếng. Trung Nam Hải nằm ở vị trí trung tâm của Bắc Kinh thủ đô Trung Quốc. Nơi đây là nơi làm việc của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản và Quốc vụ viện. Rất xứng với cái tên là trái tim của đời sống chính trị quốc gia. Trong tư liệu công khai bên ngoài, những tư liệu liên quan đến nơi này rất ít và mơ hồ, cho dù có tìm kiếm trên bản đồ Google cũng chỉ có thể thấy lờ mờ công trình kiến trúc cung đình cổ đại với căn nhà mái bằng làm chủ đạo và hồ nước lớn ở bên trong. Là trung tâm quyền lực thần bí nhất của quốc gia. Hạ Tưởng đến cửa Trung Nam Hải thì bị cảnh sát vũ trang ngăn lại. Đừng tưởng hắn là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Đường đường là cán bộ cấp phó tỉnh, nhưng cảnh sát vũ trang chỉ biết có giấy chứng nhận chứ không nhận người. Còn may Cổ Thu Thực đã đích thân đi ra đón, mời Hạ Tưởng vào trong. Mùa hè ở Trung Nam Hải, cây cao bóng mát, tường đỏ ngói xanh, cảm giác về bề dày về lịch sử tràn ngập, mọi người bước đi vội vàng, đi nhẹ nói khẽ, chỉ có những chú chim trên cây cứ bay đi bay lại, hồn nhiên không biết quyền quý nhân gian. Cổ Thu Thực dáng vẻ vội vàng, chỉ cúi đầu đi mà không nói gì. Hạ Tưởng cũng cẩn thận bước theo sau, dù sao cũng thực sự là vùng trung tâm chính trị, nói không chừng người đang bước tới là bí thư tỉnh ủy nào đó, hoặc là ủy viên bộ chính trị, thậm chí là ủy viên thường vụ bộ chính trị đều có thể.
Con đường dẫn vào một sân nhỏ yên tĩnh, Tổng Bí Thư hẹn gặp Hạ Tưởng, đương nhiên không phải ở Tử Quang Các, cũng không phải Phong Trạch Viên hay là Hoài Nhân Đường, mà là một nơi rất riêng tư thường dùng để nghỉ ngơi và dùng cơm. Sân không lớn, cũng không có tên, rất yên tĩnh, bên trong trồng một cây lựu, không có hoa trái, cực kỳ xanh tốt. Bởi được Cổ Thu Thực dẫn đường nên Hạ Tưởng đi một mạch không hề bị ngăn cản, sau khi đi qua một cửa nhỏ hình trăng khuyết thì đến một căn phòng theo hướng Bắc Nam. Căn phòng cũng không lớn, Tổng Bí Thư ngồi trước bàn ăn, đang chuẩn bị dùng bữa. Hạ Tưởng và Cổ Thu Thực vừa bước vào, Tổng Bí Thư đã vẫy tay rất thân mật. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, Thu Thực đến sớm nên phải đợi lâu, Hạ Tưởng đến vừa đúng lúc đang chuẩn bị dùng cơm. Câu nói này có dụng ý trong đó, Hạ Tưởng vội khiêm tốn cười nói. Mời Tổng Bí Thư dùng cơm, thật sự không dám. Hạ Tưởng, không phải tôi phê bình cậu. Anh còn không bằng Hạ Đông. Tổng Bí Thư lại vẫy tay, ý là bảo Hạ Tưởng và Cổ Thu Thực ngồi xuống. Hạ Đông thấy tôi chẳng sợ chút nào, không những không sợ tôi mà còn chơi xấu, cứ đòi tôi cho ăn kẹo, không cho nó còn dám cáu kỉnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Tưởng toát cả mồ hôi, không ngờ đứa con trai này lại có tiền đồ, tuổi còn nhỏ mà đã có quan hệ không bình thường với Tổng Bí Thư rồi, khi lớn lên thì sao? Nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con có thể đòi kẹo của ông Tổng Bí Thư, nhưng hắn là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, thì dám đưa ra yêu cầu nào với Tổng Bí Thư chứ? Cổ Thu Thực kéo Hạ Tưởng, hai người đều ngồi xuống phía dưới. Khi đó Hạ Tưởng mới chú ý đến bữa trưa của Tổng Bí Thư, rất đơn giản, cháo gạo kê, ngũ cốc và món ăn nguội, còn có rau, thịt thì không có mấy. Cổ Thu Thực giải thích, bình thường khi không mở tiệc tiếp đãi khách nước ngoài, Tổng Bí Thư thường ăn những bữa cơm thanh đạm như thế này. Thực ra Hạ Tưởng cũng rất rõ, các vị lãnh đạo quốc gia đều có thực đơn riêng, chủ yếu là cháo kê và ngũ cốc là chủ yếu, vô cùng chú trọng sự cân bằng dinh dưỡng. Tổng Bí Thư có lệnh, Hạ Tưởng không thể không nghe theo, liền cùng Cổ Thu Thực cùng dùng cơm với Tổng Bí Thư. Dù sao thì quan hệ cũng không thân thiết với Tổng Bí Thư bằng Cổ Thu Thực nên hắn có chút gò bó. Hắn liền liên tưởng đến ghi chép về việc khi hoàng đế thời cổ đại dự yến tiệc, các đại thần cứ nớm nớp lo sợ ăn không ngon ngồi không yên, trước đây xem còn cảm thấy buồn cười, bây giờ lại thấy đồng cảm với họ. Tổng Bí Thư là người đứng đầu một quốc gia, dù cho thời đại phát triển đến mức nào, xã hội tiến bộ đến đâu, có thể ngồi trên ghế lãnh đạo hàng đầu dẫn dắt cả một quốc gia đến mười mấy năm, tuyệt đối phải có điểm vô cùng hơn người. Nếu như thời xưa thì có thể do trời định. Còn như bây giờ thì do quần chúng. Hạ Tưởng ăn một chén cháo kê và mấy miếng rau, e rằng đây là bữa cơm mà hắn không biết mùi vị như thế nào nhất từ khi sinh ra cho đến nay. Sau khi ăn cơm xong, Tổng Bí Thư ngồi ở sofa, Hạ Tưởng và Cổ Thu Thực ngồi đối diện với ông. Tổng Bí Thư uống một ngụm trà, rồi thong thả nói. Nhìn thấy sự vững vàng của Thu Thực và chí tiến thủ của Hạ Tưởng, tôi thấy quốc gia vẫn tràn đầy hy vọng. Tôi rất thích được ở cùng những thanh niên, bởi thanh niên luôn luôn khiến người ta hướng về tương lai. Lời của Tổng Bí Thư dường như là thuận miệng nói ra, hơn nữa giọng điệu cũng thoải mái, nhưng khi nghe lại khiến Hạ Tưởng thấy tim đập thình thịch. Vì ai cũng biết Cổ Thu Thực là người nối nghiệp đã được chỉ định của Tổng Bí Thư, lúc này Tổng Bí Thư lại đặt hắn ngang hàng với Cổ Thu Thực, hơn nữa là Cổ Thu Thực trước, còn hắn sau, là ám chỉ trực tiếp hay là kỳ vọng thiết tha. Chương 1358 Nội tình không ai biết. Cổ Thu Thực ngồi ngay ngắn trước mặt Tổng Bí Thư, nghe thấy mấy lời vừa rồi của Tổng Bí Thư, ánh mắt cũng có chút dao động, nhưng lại không dám quá lộ liễu, nên nhanh chóng trở lại bình thường, vẫn ra dáng chăm chú lắng nghe. Hạ Tưởng lại không biết trong lòng Cổ Thu Thực cũng ngổn ngang. Thực ra người ngoài có lẽ không được rõ, từ khi còn ở khu Hạ Mã, Hạ Tưởng đã lọt vào mắt xanh của Tổng Bí Thư. Khi đó Tổng Bí Thư đã cho người chỉnh sửa sơ yếu lý lịch của hắn là để chuẩn bị cho sau này. Con mắt nhìn người của Tổng Bí Thư vẫn ở hàng siêu đẳng. Sau khi xuống quận Hạ Mã, rồi lên thành phố Lang, lại đến Thiên Trạch, rồi cuối cùng là tới Tần Đường, Hạ Tưởng tiến từng bước một, không những không khiến cho Tổng Bí Thư thất vọng, mà ngược lại càng làm cho ông thêm có cảm tình với hắn. Nếu như Cổ Thu Thực đoán không sai thì sau khi được tôi luyện ở thành phố Lang, lúc đảm nhiệm chức thị trưởng Thiên Trạch thì hắn đã chính thức lọt vào mắt xanh của Tổng Bí Thư. Rồi khi đến Tần Đường, sóng gió mà Hạ Tưởng phải đối mặt sau khi làm phó tỉnh, đòn mạnh tay của Ủy ban Kỷ luật Trung ương,
cũng chưa chắc không phải là thử nghiệm lần cuối của Tổng Bí Thư đối với Hạ Tường. Bởi Hạ Tường thăng tiến quá nhanh, nền tảng không vững chắc, phàm là người có thành tựu to lớn, ắt có điểm hơn người. Tổng Bí Thư muốn tận mắt chứng kiến Hạ Tường rốt cuộc có phải là vàng thật không sợ lửa không. Sau khi đến Tần Đường, Hạ Tường đã khiến cho Tổng Bí Thư thật sự hạ quyết tâm, phải dồn lực bồi dưỡng hắn. Mặc dù Cổ Thu Thực cũng rõ, thực ra bây giờ nội bộ hệ thống đoàn cũng có nhiều người lên tiếng phản đối, hơn nữa lực lượng phản đối lại rất mạnh. Thậm chí là cả hai trợ thủ đắc lực của Tổng Bí Thư là Mễ Ký Hỏa và Minh Đắc Mưu. Minh Đắc Mưu cũng không tán thành việc ủng hộ Hạ Tường, bởi gã lo lắng Hạ Tường không phải là đồng minh. Thực ra Mễ Ký Hỏa cũng lo lắng như thế, nhưng tính cách của gã ta rất ôn hòa, không trực tiếp nói ra. Gã thấy thái độ của Tổng Bí Thư rất kiên quyết nên không tiện mở lời, nhưng suy nghĩ của gã vẫn bị Cổ Thu Thực thấy rõ. Minh Đắc Mưu đã liệt kê ra ba điểm thiếu sót lớn của Hạ Tường trước mặt Tổng Bí Thư. Thứ nhất là tuổi còn quá trẻ, kinh nghiệm quá ít, hai là con đường trưởng thành, phương pháp quá mạnh tay, đã triệt hạ vô số đối thủ, không thật sự biết đoàn kết với đồng nghiệp. Thứ ba là lập trường không rõ ràng, qua lại quá mức thân thiết với thế lực gia tộc, quan hệ lăng nhăng quá nhiều, thậm chí còn kết giao với thế lực bình dân, cho đến nay còn chưa xác định rõ khuynh hướng chính trị. Tổng Bí Thư cũng phản bác từng luận điểm của Minh Đắc Mưu một cách hiếm thấy, khi đó là trong một cuộc họp cao cấp chỉ có mấy người tham gia. Ngoài Mễ Ký Hỏa và Minh Đắc Mưu ra thì Cổ Thu Thực và Trịnh Thịnh cũng có mặt. Việc khiến Cổ Thu Thực kinh ngạc không phải là sự coi trọng của Tổng Bí Thư với Hạ Tường, mà là việc Tổng Bí Thư hiếm khi đích thân đứng ra, hơn nữa còn là để bảo vệ Hạ Tường trước mặt mọi người, không thể không khiến cho người khác kinh ngạc. Hơn nữa Tổng Bí Thư còn phản bác lần lượt từng luận điểm của Minh Đắc Mưu, cũng không thể coi là phản bác, nói một cách chính xác thì thuyết phục là thích hợp hơn. Thứ nhất, tuổi còn trẻ không phải là vấn đề. Kinh nghiệm non nớt cũng không phải là mấu chốt, dám đề bạt và trọng dụng người trẻ tuổi luôn là đặc điểm nổi bật của hệ thống đoàn, cũng là một ưu điểm. Thứ hai, phương pháp cương quyết cũng rất cần thiết. Chính trị trong nước phát triển đến bây giờ đã xuất hiện rất nhiều tiêu cực rõ rệt, nếu như không thể ý thức đầy đủ vấn đề tự thân nằm ở đâu thì địa vị của chính đảng liền có thể sẽ bị tấn công. Nhìn ra xa hơn nữa, tình hình chính trị trong nước đã ảnh hưởng đến hình tượng ngoại giao. Bây giờ nhất định phải nhận thức đầy đủ về sự nghiêm trọng trong vấn đề thù trong giặc ngoài của quốc gia. Nếu chỉ biết vùi đầu vờ ngu giả dại, sau ít thế hệ cuối cùng cũng sẽ hình thành một hệ thống yếu kém. Cả hệ thống yếu kém rồi có muốn thay đổi thì cũng chỉ là nói suông. Từ xưa tới nay nói suông chỉ làm hại đất nước. Về vấn đề thứ hai, Tổng Bí Thư còn nói rất sâu xa, thậm chí còn nhắc đến cả Hán Vũ Đế, đồng thời nhấn mạnh. Một quốc gia có thể dùng cả trăm năm trong thời kỳ đầu để nghỉ ngơi lấy sức, nhưng nghỉ dưỡng quá lâu sẽ thành cừu non hết. Sở dĩ cường Hán trở thành cường Hán là bởi vì qua sự thống trị của Văn Đế và Cảnh Đế, vì Vũ Đế đã để lại hệ thống chính trị và nền kinh tế đủ để chống lại Hung Nô. Cũng chính vì Hán Vũ Đế đã chống lại mới có một cường Hán, nếu như Vũ Hán Đế cứ tiếp tục nhượng bộ và yếu kém thì có lẽ cường Hán thật sự không còn tồn tại nữa. Thứ ba. Lập trường của Hạ Tường không rõ ràng, nếu xét từ một góc độ khác thì không phải là chuyện xấu mà còn ngược lại. Chính trị trong nước, hao tổn bên trong quá lớn, bất đồng quá nhiều. Giả dụ có một người có thể trở thành nhân vật được tất cả thế lực các bên công nhận và bước lên sân khấu chính trị, chẳng phải là phúc của nhân dân và đất nước sao? Nếu như có thể trong 100 năm kể từ khi xây dựng đất nước, có một người có thể đứng vào hàng ngũ đứng đầu trước lúc 50 tuổi. Mang lại tinh thần năng động và hình tượng mới mẻ cho đất nước, cũng không uổng tâm huyết và sự nỗ lực của mấy thế hệ, và là may mắn lớn của đất nước. Tổng Bí Thư đã nói rất nhiều, là bài diễn thuyết cả tiếng nói và tình cảm đều phong phú mà người bình thường tuyệt đối không bao giờ được nghe, cũng có thể là nội tình mà bên ngoài vĩnh viễn không bao giờ có thể biết. Khi ấy đã mang lại sự chấn động vô cớ mà vô cùng mạnh mẽ cho Cổ Thu Thực. Bởi Tổng Bí Thư dường như không phải nói vì Hạ Tường. Mà là mượn Hạ Tường để bày tỏ nổi lòng, miêu tả cho những người đang có mặt về hình ảnh đất nước lý tưởng trong tương lai mấy chục năm sau trong lòng ông. Đó là một đất nước lý tưởng nơi gửi gắm bao xương máu của vô số liệt sĩ cách mạng, nơi mà vô số người đến chết cũng hướng tới. Chỉ tiếc anh hùng liệt sĩ chưa đi xa, xương máu cách mạng chưa khô, quan trường trong nước hiện nay đã lan tràn cỏ dại, quan chức tham nhũng đầy giấy, vẻ phơi phới vươn lên bên ngoài không thể che giấu nổi hiện thực đầy lỗ hổng trong thể chế thối nát. Một đảng cầm quyền không được đôn đốc giám sát, nếu không có dũng khí quyết tâm tự cứu lấy mình, không có dũng khí nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, thì có một ngày ắt sẽ thất bại.
nó không phải bị người ta đánh bại mà là tự đánh bại chính bản thân mình. Giống như với một con người, chết do nguyên nhân ngoài ý muốn là số ít, đại đa số là chết do bệnh tật của bản thân mình. Một cuộc họp chưa thể quyết định được vận mệnh của Hạ Tưởng, nhưng lại mang đến sự kinh ngạc thật sự cho Cổ Thu Thực, khiến y hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh được. Y sao lại chưa từng có sự nhiệt huyết và tình cảm mãnh liệt, chưa từng có lý tưởng và theo đuổi, nhưng đến hôm nay, sau khi đứng vào địa vị cao mới biết có bao nhiêu tham quan ô lại, biết rõ từng hành vi của bọn họ, nhưng vì đại cục, vì thế cân bằng, suy xét đến lợi ích ở mọi phương diện, nên chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Tất cả những gì Tổng Bí Thư nói đều vì Hạ Tưởng, chẳng lẽ không phải gửi gắm hy vọng vào những người đang có mặt? Chẳng phải là dạy bảo y sao? Chẳng phải là đang thể hiện sự bất lực với hiện thực ư? Dù là Tổng Bí Thư thì cũng có chỗ lực bất tòng tâm, cũng có nuối tiếc do ngoài tầm tay, cũng có lúc bị khống chế bởi thể chế và quán tính quá lớn. Biết rõ tình cảnh và tâm tình của Tổng Bí Thư, Cổ Thu Thực cũng chỉ biết tiếp thu tinh thần mà không thể nói ra. Trong chính trị có rất nhiều việc mà mọi người đều biết rõ, nhưng lại chẳng thể cất lời. Nói ra sẽ thành tai họa. Nhưng hôm nay, khi Tổng Bí Thư lần đầu nói ra những lời đầy ý nghĩa trước mặt Hạ Tưởng, Cổ Thu Thực lại một lần nữa phải giật mình. Bởi trong thoáng chốc lại khiến y liên tưởng đến Lão Cổ. Tổng Bí Thư là sau khi nghe nói Hạ Tưởng trước tiên là gặp Lão Cổ, rồi gặp riêng Tổng Bí Thư, thì ngay lập tức quyết định bớt chút thời gian để gặp riêng hắn. Điều khiến Tổng Bí Thư phải băn khoăn không phải là cuộc gặp gỡ giữa Hạ Tưởng với Thủ tướng, mà là thế lực luôn đứng sau hắn, bóng đen cực lớn mà rất ít khi xuất đầu lộ diện Lão Cổ. Tổng Bí Thư sở dĩ ngày càng coi trọng Hạ Tưởng, thực sự không liên quan nhiều đến việc Hạ Tưởng được Thủ tướng yêu quý. Có hai yếu tố mấu chốt nhất quyết định việc Tổng Bí Thư xem trọng hắn, một là mối quan hệ giữa hắn và thế lực gia tộc mà đứng đầu là nhà họ Ngô, ở quan trường trong nước không thể tìm thấy có người thứ hai. Thứ hai là sự bảo vệ của Lão Cổ đối với hắn, nhất là ở độ tuổi và cấp bậc của hắn, từ trước tới nay chưa từng có người nào lại có quan hệ hài hòa mà kiên định với phía quân đội như hắn. Chủ yếu là, mối quan hệ giữa Lão Cổ với hắn, cùng với việc Lão Cổ hết sức ủng hộ hắn, vượt qua cả giới hạn của Thủ tướng, thậm chí vượt qua giới hạn của nhà họ Ngô, chính là điểm khiến người ta phải khiếp sợ nhất, cũng là điểm khiến Tổng Bí Thư khen ngợi nhất. Liên tưởng đến việc sắp đề bạt một loạt tướng lĩnh trong quân đội, người của Lão Cổ chiếm 1/3, Tổng Bí Thư cũng chỉ chiếm được 1/3, một phe khác cũng chiếm đúng 1/3. Cổ Thu Thực thầm than thở, điểm yếu lớn nhất của Tổng Bí Thư vẫn không mấy thay đổi. Bởi được Lão Cổ hết sức ủng hộ, trong mắt của Tổng Bí Thư, vầng hào quang Hạ Tưởng lan rộng. Nếu Lão Cổ sống đủ lâu, nếu Hạ Tưởng đủ thông minh, tiếp tục dựa vào thế lực của Hứa Quan Hóa, tiếp tục kết thân sâu hơn nữa với quân đội, tăng cường tình hữu nghị, rồi thêm cả từng bước tiến mỗi ngày một cao của địa vị, gia tăng sức ảnh hưởng, theo suy đoán của Cổ Thu Thực, một vài năm sau, dòng chính của Lão Cổ và Hứa Quan Hóa sẽ nắm quyền chủ chốt trong quân đội. Nếu như Hạ Tưởng có thể dựa vào sức ảnh hưởng của cả hai người thì vầng hào quang của hắn sẽ chiếu sáng đến ba đời, không, thậm chí sẽ qua cả ba đời. Rốt cuộc là Hạ Tưởng may mắn hay là hắn cao tay? Cổ Thu Thực càng hiểu hơn về cuộc gặp nhìn có vẻ thân mật mà thoải mái với Tổng Bí Thư hôm nay. Nếu như nói trước đây Tổng Bí Thư đối với Hạ Tưởng chỉ là mong chờ, là hiếu kỳ, là đưa tay ra kéo một cái, thế thì từ thời khắc này, Tổng Bí Thư thực sự tập trung bồi dưỡng, thực sự gửi gắm kỳ vọng cao vào Hạ Tưởng. Đúng vậy, chỉ có hai năm sau, Tổng Bí Thư sẽ phải chuyển giao quyền lực lớn nhất trong tay mình vào tay Quan Viễn Khúc. Mà y chính là người nối nghiệp đời sau. Nếu như đến một nửa số tỉnh không phục, rồi mấy tỉnh không ủng hộ, thêm vào bên mình không có đồng minh mạnh mẽ, thì có thể lên chức hay không còn chưa thể biết. Hạ Tưởng lớn mạnh thêm một bước, đồng thời duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hạ Tưởng, cũng là tiền để đảm bảo cho việc y lên chức. Hơn nữa với độ tuổi của hắn, không đủ để trở thành đối thủ cùng thời với y. Ánh mắt của Cổ Thu Thực từ từ mà kiên định dừng lại trên gương mặt Hạ Tưởng, nhìn thấy nụ cười khiêm tốn và nhún nhặn trên mặt hắn. Kiềm chế mà không kiêu căng. Y trong lòng thầm nghĩ được Tổng Bí Thư khen ngợi, Hạ Tưởng thực sự có điểm nào đó hơn người. Ít nhất là hắn lúc cần khiêm tốn thì khiêm tốn, khi cần cao giọng thì cao giọng, thay đổi thái độ mà không có một dấu hiệu nào, hơn nữa so sánh với một người mà năm nay mới chỉ 34 tuổi, không khiến người ta thán phục mới là lạ. Từ trong nụ cười ôn hòa và mong đợi của Tổng Bí Thư, và dưới ánh mắt mong chờ, khuyến khích của Cổ Thu Thực, Hạ Tưởng dần lấy lại tinh thần. Cho dù Tổng Bí Thư là ám chỉ trực tiếp hay là mong đợi thiết tha, cũng
cũng bất luận Tổng Bí Thư gọi hắn đến là có dụng ý gì, việc mà hắn cần làm chỉ có một, đó là khiêm tốn và thành thực, lắng nghe là chính, không để lộ điều gì, càng không được thể hiện rõ lập trường. Quá vội vã rất dễ sinh ra nông nổi, quá cố chấp sẽ dễ dàng trở thành ra vẻ ta đây. Biết chừng mực như thế nào, phải xem thời cuộc phát triển ra sao. Tổng Thứ nói xong một câu chỉ mỉm cười, cũng không có ý để Hạ Tưởng trả lời điều gì, lại nhắc đến việc khác. Trịnh Thịnh đã khen hết lời về công việc của cậu ở tỉnh Tương. Chỉ là vừa nhắc, Tổng Bí Thư lại nói một câu rốt cuộc đã nêu rõ dụng ý thực đã gọi hắn đến đây hôm nay. Trong thoáng chốc đã khiến Hạ Tưởng hiểu rõ, quyết định của hắn trước khi đến gặp Tổng Bí Thư là sự chọn lựa vô cùng đúng đắn. Chương 1359, cách đầu tiên để sử dụng nguồn vốn 10 tỷ. Thời cuộc sắp lật sang một trang mới, chỉ một bọt sóng nhỏ bé ở Tương Giang xa xôi, sau khi tàn còn nổi lên một cơn sóng gió không nhỏ ở Trung Nam Hải. Tình hình kinh tế trong nước ở giai đoạn hiện nay tuy rằng không tệ, song công tác chống tham nhũng cũng không mấy lạc quan. Là đảng cầm quyền, vì việc chấp chính lâu dài mà phải đối mặt với bốn nguy cơ tinh thần buông thả, nguy cơ không đủ năng lực, nguy cơ xa rời quần chúng, nguy cơ tiêu cực, thoái hóa biến chất. Bốn nguy cơ này ngày càng thêm gay gắt mà bày ra trước mặt toàn đảng. Làm cho đảng vững chắc thì phải quản lý, nhiệm vụ nghiêm trị từ trong đảng nặng nề và cấp thiết hơn bao giờ hết. Giọng điệu của Tổng Bí Thư rất kiên quyết, vẻ mặt nghiêm trang, thái độ chân thành, giọng nói giống như khi phát biểu ở hội nghị công việc toàn đảng, khiến Hạ Tưởng cảm nhận ngay được sự bất thường trong đó. Tổng Bí Thư không phải là bắn tên không đích, mà là phát biểu bắt nguồn từ cảm xúc, còn có tính xác định rất rõ ràng. Đưa nguy cơ tiêu cực, thoái hóa biến chất vào một trong bốn nguy cơ lớn của đảng, đã chứng minh vấn đề thoái hóa, biến chất đã trở thành một trong những vấn đề cấp bách nhất hiện nay, không thể lơ là, nếu không sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến địa vị của đảng cầm quyền. Lập trường của Trung ương Đảng về vấn đề chống tham nhũng là thống nhất, chỉ cần là vụ án tham ô sa đọa, bất luận là liên quan đến ai, đều phải điều tra cặn kẽ, tuyệt đối không nương tay. Những lời nói trên, trong vô số hội nghị của Ủy ban Kỷ luật hoặc hội nghị của Đảng, đã nói đi nói lại. Từ chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật huyện cho đến chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, ngày ngày, tháng tháng, năm năm đều nói, không cùng địa điểm, đã nói không dưới hàng ngàn hàng vạn lần. Nhưng hôm nay nghe thì lại có ý nghĩa khác, bởi vì từ chính miệng Tổng Bí Thư nói ra, không phải là đang trên bục diễn thuyết, cũng không phải trong hội nghị lớn, mà là trong một căn phòng mặt đối mặt. Còn là cuộc gặp rất riêng tư, hơn nữa lại trong không khí hòa dịu khi nãy, Tổng Bí Thư đột nhiên lại nhắc đến việc chống tham nhũng với nét mặt nghiêm nghị. Vừa rồi còn dùng lời khen ngợi về công việc hắn làm của Trịnh Thịnh để mở đầu, Hạ Tưởng mà còn không hiểu hàm ý bên trong thì hắn không phải là một chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh có giác ngộ chính trị và đủ tư cách. Càng không phải là Hạ Tưởng đã khiến Tổng Bí Thư phải nhìn với con mắt khác. Hạ Tưởng biết cái cần thiết bây giờ không phải là chức đại biểu trung thành của hắn, cũng không phải là những lời nói hùng hồn của hắn, Tổng Bí Thư sớm đã hiểu rõ về hắn. Những lời ban nãy chỉ là truyền một tin cho hắn, một lời hứa để hắn phải rảnh tay làm việc mà không cần lo lắng, liền khiến hắn hài lòng và vui mừng với quyết định đưa ra trước khi đến gặp Tổng Bí Thư và bước đi ban đầu đã bố trí xong. Có được lời hứa và ngọc của Tổng Bí Thư, Hạ Tưởng lại có thêm vô vàn sức mạnh. Từ nay về sau, trong công việc phải kiên quyết thực hiện đầy đủ chỉ thị của Tổng Bí Thư. Hạ Tưởng chỉ dùng những lời nói suông để trả lời Tổng Bí Thư. Tổng Bí Thư nghe xong cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt hiện lên nét hiền hòa. Chiều nay tôi còn có việc nên không giữ các cậu ở lại nữa. Tổng Bí Thư đứng dậy, đến đây thì cuộc gặp mặt chính thức kết thúc, nhưng một ám chỉ khác cũng là, Tổng Bí Thư coi Hạ Tưởng và Cổ Thu Thực ngang nhau, không giữ Cổ Thu Thực lại mà cũng không giữ Hạ Tưởng lại, cũng là có ý đối xử bình đẳng. Hạ Tưởng liền biết, bữa cơm trưa nay tuy không no, cũng không có mùi vị gì, nhưng hắn lại được ăn một viên thuốc an thần lớn. Khi ra đến cửa chính của Trung Nam Hải, Hạ Tưởng liền bắt tay tạm biệt với Cổ Thu Thực. Cuộc gặp ngày hôm nay không nói gì đến việc thăng tiến của Cổ Thu Thực, cũng không đề cập đến cục diện tiếp theo của tỉnh Yến, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Hạ Tưởng. Nó cũng là biểu hiện cụ thể của việc nhân vật chính trị cấp cao suy nghĩ sâu xa, nắm vững tầm nhìn đại cục. Cổ Thu Thực cầm chặt tay Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, sông Tương nước hiền hòa, Trung Nam Hải nước lớn, tuy rằng cách xa nhau nhưng nước trong trời đất đều cùng một nguồn, cũng sẽ chảy về một nơi. Hạ Tưởng hiểu rõ ý của Cổ Thu Thực. Bí thư Cổ,
bữa trưa hôm nay chắc sẽ khiến tôi ghi nhớ cả đời. Được, nhớ lâu một chút thì tốt. Tổng bí thư có một thói quen, khi ăn cơm thích được yên tĩnh, tôi đã quen ông ấy lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được cùng ông dùng cơm. Cổ Thu Thực vỗ vai hắn. Sông Tương tuy rằng rất xa nhưng dù là sông Hạ Mã hay là sông Tương thì đều chảy vào biển Trung Nam. Tỉnh Tây và tỉnh Hắc Liêu cũng không xa, chỉ cách mỗi biển Trung Nam ở giữa. Cổ Thu Thực nói bóng gió hai lần, hạ tưởng lẽ nào còn có chỗ không hiểu. Ngụ ý chính là bất kể vận mệnh của chủ tịch tỉnh Yến hay là việc bổ nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu, đều xếp đằng sau, quyết định đầu tiên là việc bổ sung chức ủy viên bộ chính trị. Chỉ có sau khi việc của ủy viên bộ chính trị được ấn định, số phận tỉnh Yến sau khi Phạm Duệ Hằng đi, số mệnh tỉnh Hắc Liêu sau khi Cổ Thu Thực rời khỏi mới thực sự được lên lịch trình. Cho đến khi Cổ Thu Thực lên xe, biến mất trong dòng xe cộ, hắn mới nhúc nhích. Hắn không đến sân bay, mà thấy tràn đầy hứng thú quay về nhà họ Ngô. Hạ Tuồng muốn giúp Cổ Thu Thực một tay, đương nhiên sẽ không ngốc đến độ nói gì đó trước mặt y. Có một số việc nói trước làm sau, cho dù có thành công đi chăng nữa thì cũng sẽ mất đi phần nhiều giá trị. Điểm kỳ diệu nhất là bạn đã giúp một việc lớn sau lưng anh ta, bản thân không nói, xong việc anh ta từ một người khác hoặc một cách khác mới biết. Như thế, sự cảm kích của anh ta với bạn mới là thật lòng, cũng là thu hoạch lớn nhất mà khoản đầu tư lúc trước của bạn mang lại. Vừa vào đến cửa chính nhà họ Ngô, liền thấy ngay ông cụ Ngô đang chắp tay sau lưng tản bộ, dường như vừa đi vừa ngắm hoa, vừa nhìn thấy Hạ Tưởng ông cụ nở một nụ cười. Ta đã biết là cháu sắp đến rồi. Ông cụ chỉ tay vào cái ghế vuông trong vườn. Ngồi xuống đây nói chuyện. Hạ Tưởng vừa ngồi xuống, ông cụ lại tủm tỉm hỏi một câu. Nói chuyện với Tổng Bí Thư vui vẻ chứ? Quả nhiên là nhà họ Ngô có tai mắt ở khắp nơi. Hắn vừa gặp Tổng Bí Thư, ông cụ Ngô đã biết ngay rồi, đúng là trong thiên hạ không có bức tường nào ngăn được gió. Cũng tạm coi là vui vẻ, ăn một bữa cơm, húp một chén cháo, nói chuyện về công tác chống tham nhũng. Hạ Tưởng cũng chẳng giấu giếm gì, chỉ ra sơ qua về chủ đề cuộc gặp mặt. Hắn cũng biết ông cụ Ngô có lợi hại hơn đi nữa cũng không thể biết hắn và Tổng Bí Thư đã nói những gì. Nói thật sẽ giúp tăng thêm sự tín nhiệm giữa hắn và ông cụ nhà họ Ngô. Bây giờ cháu quá lợi hại rồi. Tiểu Hạ, nếu như toàn bộ nguồn vốn trong tay cháu đều điều động hết thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến thế cục? Ông cụ Ngô không hiểu vì sao lại đột nhiên thốt ra một câu hỏi đầy ý hoài nghi như vậy. Hạ Tưởng bị câu hỏi đột ngột của ông cụ Ngô làm cho giật mình, thấy mặt ông cụ Ngô tuy vẫn nở nụ cười, song trong ánh mắt lại có sự nghiêm nghị và lạnh lùng. Hạ Tưởng biết, bây giờ hắn không thể lùi bước, trong hai chuyện bổ sung Cổ Thu Thực và đưa Tào Vĩnh Quốc lên nắm quyền ở Hắc Liêu, ông cụ Ngô có tiếng nói rất quan trọng, thậm chí nói không chút gì khoa trương, trong thời khắc mấu chốt, chỉ một lời cũng có sức ảnh hưởng đến việc chi phối cục diện. Nhìn thẳng vào ánh mắt của ông cụ Ngô, tim hắn đập nhanh hơn. Nhưng sắc mặt vẫn như thường, thậm chí còn thoáng cười nhạt. Nguồn vốn trong tay cháu không nhiều, không thể so với một đầu ngón tay của ông được. Nhưng cháu cũng không sợ mạnh miệng nói một câu, cháu có khả năng đảm bảo phú quý cho ba đời nhà họ Ngô. Ba đời, khẩu khí không nhỏ, cũng đủ dũng khí đấy. Cháu nói thử nghe xem, cháu dựa vào điều gì để đảm bảo. Ông cụ nhà họ Ngô như cười như không, rõ ràng khẩu khí đối với Hạ Tưởng còn hơn là bắt ép. Không thật thích ứng lắm, cũng có chút bất mãn. Sản nghiệp của nhà họ Ngô có lớn thế nào đi chăng nữa, e rằng không dám nói là có quy mô 10 tỷ đô la Mỹ. Nhưng cháu có thể điều động nguồn vốn 10 tỷ đô la Mỹ bất kỳ lúc nào, sẽ thâu tóm toàn bộ sản nghiệp nhà họ Ngô chỉ trong nháy mắt. Mặc dù trong lòng Hạ Tưởng rất rõ, lấy nguồn vốn của Liên Nhược Hạm để giao dịch với ông cụ nhà họ Ngô thật sự có phần không ra gì, thậm chí còn hơi không có đạo đức. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tiền mà Liên Nhược Hạm đang giữ đều là của hắn, cho nên hắn cũng rất thản nhiên. Có những lúc trên quan trường cũng cần phải mặt dày mày dạn. Cho dù ông cụ nhà họ Ngô luôn đối xử với hắn cũng rất tốt, song trong thời khắc quan trọng vẫn cần phải sử dụng một số thủ đoạn nho nhỏ. Đương nhiên, trong lúc nói chuyện mà có thể điều động 10 tỷ đô la Mỹ thì không phải là một khoản tiền mà người thường có thể nói chơi được. Trong chốc lát vẻ mặt của ông cụ nhà họ Ngô sa sầm xuống, mắt hơi nheo lại. Nhìn thẳng vào Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chỉ cảm thấy dường như toàn thân lạnh cóng, trong lòng thầm thốt lên không uổng là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất trong bốn đại gia tộc, ngày thường chỉ như một ông già bình thường, nhưng khi thật sự tức giận thì cũng có uy thế kinh người. Tiểu Hạ, cháu thế này là đang uy hiếp ta,
là thấy ta thực sự đã già rồi phải không? Lời của ông cụ vẫn bình tĩnh, nhưng trong cái bình tĩnh đó lại ẩn chứa sát khí lạnh lùng. Cũng chính là Hạ Tưởng có thể chống chọi được với khí thế mạnh mẽ và áp đảo người khác đó của ông cụ nhà họ Ngô. Thực ra hắn cũng có ý ngại dùng mưu bởi hắn ở bên ông cụ cũng đã lâu, cũng rất được ông cụ yêu quý, thế mới khiến hắn chẳng lo ngại gì, nói cho cùng, rất có ý chơi xỏ. Không ngờ Hạ Tưởng lại vẫn còn cười được. Ông à, ông càng ngày càng dẻo dai, chí ở bốn phương, cháu chưa bao giờ nghĩ là ông già cả. Thực ra ý cháu là có 10 tỷ đô la của cháu, sản nghiệp nhà họ Ngô sẽ có thể mãi mãi chiếm thế bất bại. Ánh mắt của ông cụ Ngô dần dịu xuống. 10 tỷ đô la Mỹ. Tiểu Hạ, ta luôn cho rằng cháu có con mắt tinh tường, cũng có bản lĩnh, nhưng 10 tỷ đô la không thể nói dẫn đâu, cho dù dùng gió to thổi cũng phải thổi trong nửa tháng mới hết. Hạ Tưởng liền cười tự tin. Ông ơi, thời gian ông biết cháu cũng không ngắn, tính cháu thế nào, đã có khi nào cháu nói quá một lời chưa? Nếu như ông không tin chi bằng cháu sẽ thử khống chế một công ty trên thị trường của nhà họ Ngô xem sao. Hoặc là trực tiếp đưa chứng nhận liên quan cho ông xem. Ông cụ Ngô khoát tay. Không cần, ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Nguồn vốn 10 tỷ, đảm bảo phú quý ba đời nhà họ Ngô. Tiểu Hạ, cháu chưa từng đưa ra trước mặt ta một khoản tiền nào lớn như thế. Giờ chỉ vì chuyện cháu muốn thúc đẩy ta làm, như thế có đáng không? Vứt bỏ Tào Vĩnh Quốc thì không nói làm gì. Một việc khác nữa, cháu đã từng nghĩ sẽ dẫn cọp vào nhà chưa? Đời người là một canh bạc, chính trị càng không ai dám đảm bảo người mình đề bạt sẽ không phản bội lại mình. Vì thế Hạ Tưởng cũng không đảm bảo 100% cổ thu thực sau khi leo lên chiếc ghế cao sẽ không đá văng hắn ra, thậm chí còn khiến hắn phải ngã ngựa. Nhưng ai biết được, cổ thu thực lại không phải là người ân oán phân minh, sẽ không khắc cốt ghi tâm việc hắn đã âm thầm giúp đỡ đằng sau, mà cùng bắt tay tiến lên với Hạ Tưởng. Ai cũng chẳng thể bảo đảm được là đúng hay sai, cho nên không bằng đánh cuộc một phen. Hơn nữa trên thực tế việc so chiêu hôm nay của Hạ Tưởng với ông cụ Ngô cũng là một canh bạc. Dùng một ngọn núi 10 tỷ sau lưng để làm cho sức ảnh hưởng của hắn vượt qua cấp phó tỉnh, lên thẳng mây cao, làm cho vô số người phải ngưỡng mộ mới có thể chấn động được người thét ra lửa như ông cụ nhà họ Ngô. Ông cụ nhà họ Ngô còn đang do dự thì Ngô Tài Giang đi từ trên lầu xuống, vẻ mặt lo lắng. Thị trường xuất hiện bất thường, cổ phiếu của một công ty trên thị trường đang dao động. Hạ Tưởng, gương mặt ông cụ nhà họ Ngô biến sắc, ánh mắt sắc như dao nhìn Hạ Tưởng. Chương 1360, cuối cùng đã đi sai một bước. Trước ánh mắt sắc lạnh của ông Ngô, Hạ Tưởng thản nhiên cười, dường như không hề sợ sệt trước uy thế của ông cụ Ngô, một người đã tung hoành ngang dọc trong giới quan trường mấy chục năm nay. Đã khiến mấy ủy viên thường vụ phải thoái thác nhờ ba người đại diện đến hứng chịu cơn giận dữ lôi đình của ông Ngô. Nói thật ra, Hạ Tưởng dùng 10 tỷ để làm mồi nhử cũng tốt, làm núi cao cũng tốt, chẳng qua chỉ là giả vờ mà thôi, chắc chắn không thể để 10 tỷ ở chỗ ông cụ Ngô được, mặc dù ông cụ Ngô không bằng lòng nhả ra, hắn cũng không thể làm gì được. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể cầm tiền của Liên Nhược Hạm để xuống tay với ông cụ Ngô được. Cho dù trong lòng hắn dùng vô số lý do để an ủi bản thân mình rằng số tiền của Liên Nhược Hạm cũng có một nửa là của hắn, nhưng hắn cũng không thể làm được những việc không có đạo đức như vậy. Nói trắng ra là, cách Hạ Tưởng đối nhân xử thế, hắn không làm được những chuyện thất đức, mất hết tính người, xuất phát từ bản chất, kỳ thực hắn cũng là một đứa trẻ tốt, ngay cả khi cố gắng để độc ác hơn, cũng rất có hạn. Đương nhiên đối với những người ác độc, hắn sẽ trở nên nguy hiểm và tàn nhẫn hơn. Nhưng đối với những người bên cạnh mình, dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể ra tay làm hại họ được, huống chi là một người đã từng giúp đỡ hắn và còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với hắn. Quả thật Hạ Tưởng đang nghĩ, kỳ thực hắn vẫn chưa đủ kinh nghiệm, trong tay có đủ 10 tỷ mới dám đứng trước mặt ông Ngô, có những người trong tay chỉ có vài trăm triệu đã nói quá lên thành 10 tỷ rồi. Hơn nữa khi đứng trước mặt chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy không hề đỏ mặt, bình thản, nói như mọi chuyện là thật. Những năm đầu, những thương nhân giả dạng để lừa chủ tịch tỉnh hết lần này đến lần khác cũng không có gì là mới cả. Một lúc sau Ngô Tài Giang mới cảm thấy bầu không khí không được bình thường cho lắm, nhìn thấy ông cụ Ngô nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt khác thường, có phần tức giận và nghi hoặc, anh ta cũng không hiểu là ông cụ Ngô giận cái gì, đột nhiên hỏi Hạ Tưởng. Sao rồi Hạ Tưởng, anh làm gì mà để ông cụ không vui thế? Cháu chẳng làm gì để ông cụ không vui cả, chính là do chú nói chưa hết, chú ba ạ. Hạ Tưởng cười.
Sự biến động của thị trường là rất bình thường, chủ yếu là xem biến động chính diện hay phản diện mà thôi. Đương nhiên là tin tốt rồi. Ngô Tài Giang có chút nghi ngờ, không thể giải thích nổi vì sao mà ông cụ Ngô lại nổi giận với Hạ Tường, nhưng vẫn cảm thấy rất vui mừng vì những biến động có lợi của thị trường hiện nay. Cổ phiếu của chúng ta đang lên giá trên thị trường, có dấu hiệu cho thấy vẫn còn không gian tăng trưởng. Ngoài ra còn có một tin khác nữa chính là, có người nói có nhà đầu tư nước ngoài đang có ý định đầu tư vào các công ty của nhà họ Ngô, cổ phiếu các công ty nhà họ Ngô vẫn tăng đều. Người tung ra tin đồn chính là Lý Thấm, người ra tay thu mua cổ phần công ty nhà họ Ngô chính là Tiếu Giai. Với kinh nghiệm và thủ đoạn lâu năm trên thị trường cổ phiếu của Tiếu Giai, thu mua lại toàn bộ cổ phiếu của nhà họ Ngô, đã làm giá cổ phiếu tăng lên một chút, là một việc không khó. Lại thêm những tin đồn tốt do Lý Thấm phao tin, có ý tạo ra những biến động trên thị trường tài chính, lúc đó, giá trị tài sản của nhà họ Ngô liền tăng lên đáng kể. Nếu không thì mặt Ngô Tài Giang sao lại vui như vậy được? Ông cụ Ngô mới nghe được ngọn nguồn sự tình, Hạ Tưởng đang thay nhà họ Ngô phát triển công ty, mặt ông liền giãn ra, gật đầu với Ngô Tài Giang nói. Anh đi làm việc của anh đi. Ngô Tài Giang gật đầu rồi đi, bây giờ anh ta rất chuyên tâm vào việc công ty và rất chăm chỉ, cũng không quan tâm quá nhiều đến những sự kiện chính trị. Hạ Tưởng nhìn theo bóng dáng của Ngô Tài Giang, thản nhiên nói một câu. Quả nhiên là người một nhà. Rõ ràng là nói về Ngô Tài Giang, nhưng kỳ thực là để ông cụ Ngô nghe thấy. Mặc dù cách nói thì cũ nhưng ngụ ý thì lại là mới, nhưng qua bao nhiêu năm vẫn đúng. Ông Ngô lập tức trở lại trạng thái như bình thường, ông giơ tay ra nói. Đỡ tôi dậy. Hạ Tưởng liền tiến lên đỡ ông dậy, không còn thấy ông giận nữa, khuôn mặt rất hiền lành và khoan dung, trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, một đời anh hào, vô cùng phóng khoáng, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ, những gì mà lúc trước ông Ngô thể hiện ra với hắn đã không còn nữa rồi. Đỡ ông cụ Ngô đi lại trong sân, ông Ngô cũng không nhắc lại chuyện lúc nãy nữa, chỉ những cây hoa đẹp ở trong vườn. Và kể về những điều tâm đắc của ông khi trồng hoa. Nói chừng vài phút, ông liền ngừng lại. Hạ Tưởng, anh nên về Tương Giang rồi. Đúng vậy, nên về Tương Giang lâu rồi, nhưng ở Bắc Kinh lại có nhiều chuyện xảy ra quá, công việc cứ quấn lấy người không buông, cũng không phải không muốn về nhưng vẫn còn vướng chút chuyện. Ông cụ Ngô vừa nói xong, Hạ Tưởng liền biết, mặc dù ông cụ Ngô không trực tiếp đồng ý với hắn cái gì, nhưng hắn biết, mọi chuyện đã có chuyển biến bước đầu. Hắn dùng 10 tỷ và thân tình lâu năm, đã giành được thành công quan trọng bước đầu. Vạn sự khởi đầu nan, Hạ Tưởng càng biết rõ hơn, đã đâm lao thì phải theo lao, đã bước đầu tiên rồi, bước thứ hai cũng phải bước đúng lúc, nếu không, cũng có thể sẽ bị bước hụt. Hạ Tưởng đặt vé máy bay trở về Tương Giang, lúc hắn đặt vé, các thế lực khác cũng bắt đầu ra tay. Thành phố Tương Giang, văn phòng thị trưởng. Trần Tập Minh ngồi ở ghế đầu tiên. Trong tay cầm một điếu thuốc lá, nhưng không châm lửa hút, chuyển qua chuyển lại, hơi có chút sốt ruột. Thị trưởng Mai, tình hình là thế này, sự việc hiện nay rất khó giải quyết. Sau khi báo cáo xong tiến triển của vụ án với Mai Hiểu Lâm xong, Trần Tập Minh cố gắng chịu đựng, rồi lại cầm điếu thuốc lên. Chủ tịch Mai mặc dù rất khoan hồng với người khác, nhưng ông ta phải tôn trọng những thói quen của nữ cấp trên, đặc biệt là thị trưởng Mai khiến cho người ta phải ngưỡng mộ, nên cần phải giữ vững phong độ. Chỉ có điều phong độ không giải quyết được vấn đề khó trước mắt, thực tế vụ án của Lâm Tiểu Viễn, rắc rối hơn nhiều so với dự đoán. Sau khi Hoàng Nghĩa nhập viện, Lâm Tiểu Viễn bị bắt tạm giam, để truy cứu tội cố ý làm bị thương người khác, sau khi Thái Giang Vĩ bàn giao lại mọi chuyện, liền bị tỉnh ủy điều đi, bước vào giai đoạn thứ hai. Cổ Lâm cách được người bảo lãnh chờ thẩm vấn, anh ta đồng ý bồi thường cho người nhà của người bị hại một khoản lớn, đồng thời có thái độ nhận tội rất tốt. Trần Lập Minh cũng biết rõ ràng, lần này mấu chốt của vụ án là Thái Giang Vĩ, bởi vì Thái Giang Vĩ là người cầm đầu gây ra, những người còn lại chỉ bị coi là tòng phạm. Đương nhiên cũng có một người nữa cũng vô cùng quan trọng đó là Lâm Tiểu Viễn, nên xử lý Lâm Tiểu Viễn như thế nào, Trần Tập Minh tạm thời chưa biết được, nhưng anh ta biết Hạ Tưởng nhất định sẽ xử lý Lâm Tiểu Viễn, nhưng cuối cùng sẽ xử lý Lâm Tiểu Viễn bắt đầu từ đâu, anh ta cũng không rõ nữa, theo như những dự đoán của anh ta. Nếu chỉ danh nghĩa tội tòng phạm và cố ý làm bị thương người khác, với hai tội danh đó để xử lý thì vẫn chưa đủ. Tòng phạm giết người cùng lắm bị phạt tiền là xong, cố ý làm bị thương người khác, còn phải xem mức độ thương tích của Hoàng Nghĩa như thế nào,
và Hoàng Nghĩa có truy cứu trách nhiệm với Lâm Tiểu Viễn hay không. Một điều nữa làm Trần Tập Minh lo lắng chính là đã đến nước này rồi, mặc dù Hoàng Nghĩa bị thương nặng, nhưng sau khi nhập viện không lâu lại đề xuất ý kiến lên Cục Công an thành phố, muốn tha thứ cho Lâm Tiểu Viễn, quyết định không đề cập gì đến chuyện tố tụng hình sự. Quyết định của Hoàng Nghĩa liền gây ra một loạt phản ứng dây chuyền, Lâm Hoa Kiến lập tức ủy thác luật sư bảo lãnh cho Lâm Tiểu Viễn. Nếu Lâm Tiểu Viễn được bảo lãnh chờ xét xử, dựa vào thế lực của Lâm Hoa Kiến ở tỉnh Tương, Lâm Tiểu Viễn có thể sẽ trốn ra nước ngoài. Chấm, đúng như thế, mặc dù Lâm Hoa Kiến và Hạ Tưởng cùng đáp máy bay đến Bắc Kinh, nhưng ngày hôm sau đã quay trở về Tương Giang, hơn nữa còn nhận được sự phê chuẩn chính thức của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Trần Tập Minh tạm thời có thể gánh được áp lực, không đồng ý thả người, nhưng sau đó, là một áp lực lớn hơn nữa chính là Cổ Kiến Hiên tự mình ra mặt, yêu cầu xử lý một cách phù hợp nhất đối với vụ án của Lâm Tiểu Viễn. Trần Tập Minh thật là khó nghĩ, bí thư Cổ cũng không nói rõ để Lâm Tiểu Viễn được bảo lãnh, nhưng trên thực tế chính là ý đó. Cổ Kiến Hiên là cấp trên của anh ta, lại là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, anh ta không thể không nể nang vài phần, không thể không có phản ứng với chỉ thị của bí thư Cổ. Trần Tập Minh thật là không hiểu sao bí thư Cổ phải tự mình đích thân ra mặt trong chuyện này, không thấy ai nói ông ta và Lâm Hoa Kiến có quan hệ mật thiết với nhau. Trần Tập Minh đương nhiên không biết Lâm Hoa Kiến đã phải nhờ vào một vị lãnh đạo ở Bắc Kinh, vị lãnh đạo này năm đó có ơn với Cổ Kiến Hiên, có điện thoại gọi đến, Cổ Kiến Hiên đương nhiên cũng phải nể mặt vài phần. Nội tình như thế nào, không cần phải hỏi nhiều, Trần Tập Minh chỉ biết, nếu không có ai thay mặt giúp anh ta giải quyết được áp lực từ phía Cổ Kiến Hiên, anh ta bắt buộc phải thả người, hơn nữa theo như manh mối có được, Lâm Tiểu Viễn đã chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ngoại được rồi. Chỉ cần thả người, Lâm Tiểu Viễn nhất định sẽ trốn đi, anh ta phải tính sao với chủ nhiệm Hạ đây. Chỉ có thể nhờ thị trưởng Mai lên tiếng, chỉ có thị trưởng Mai đứng ra giải quyết với bí thư Cổ, mới có thể giảm nhẹ được áp lực lớn trước mắt, mặc dù Trần Tập Minh cũng biết, nếu để thị trưởng Mai ra mặt nói bí thư Cổ sẽ không nói gì. Nhưng tất nhiên sẽ giận cá chém thớt, nhưng anh ta cũng chẳng còn cách nào khác, bởi vì anh ta phải tuân theo đường đi nước bước của chủ nhiệm Hạ. Chỉ có điều, chủ nhiệm Hạ không hiểu sao còn chưa quay về. Trần Tập Minh lại càng không biết, Mai Hiểu Lâm cũng đang chịu một áp lực rất lớn. Áp lực của Mai Hiểu Lâm chính là từ phía Bắc Kinh. Cũng là một người bạn quen biết nhiều năm đã gọi điện thoại đến, không phải là áp lực từ phía trên, mà muốn nhờ cô nể mặt tình bạn bao năm. Mà dơ cao đánh khẽ, mở một con đường thoát cho Lâm Tiểu Viễn. Cũng chẳng phải việc gì quá to tát, không cần làm lớn chuyện quá, mà Lâm Hoa Kiến cũng không dễ dàng gì, chỉ có mỗi một đứa con trai. Tuổi trẻ, ai mà không phạm phải sai lầm cơ chứ? Lời nói của người bên kia vô cùng khéo léo, rất thấu tình đạt lý, lại không phải dùng giọng điệu người bề trên nói với cấp dưới, nói với một giọng điệu vô cùng thỉnh cầu, làm Mai Hiểu Lâm không dám từ chối. Người Trung Quốc rất trọng nhân tình, việc đối nhân xử thế, ai cũng chẳng tránh được. Tính cách của Mai Hiểu Lâm lại là người ưa nhẹ không ưa nặng, nếu như có áp lực trực tiếp, cô lại không sợ, nhưng cô rất sợ những lời nói khéo léo mềm dẻo, làm cô cảm thấy rất khó xử. Nhưng nhớ tới lời hứa với bố mẹ A Tín trước cửa thành ủy, nhớ lại ông cụ tóc bạc đang phải chịu nỗi đau khi mất đứa con gái, cô làm sao mà cho qua được. Hơn nữa mặc dù Hạ Tưởng vẫn chưa nói rõ. Nhưng cô cũng biết Hạ Tưởng muốn xử lý Mai Tiểu Lâm. Nhưng người bạn cũ gọi điện đến, chính là người bạn già mà cô rất kính trọng và kính yêu, nếu cô không đáp lại bất cứ cái gì, cũng không nói gì mà để qua đi, sau này khi quay trở lại Bắc Kinh, cô làm sao mà đối diện được với người đó đây? Đúng lúc Mai Hiểu Lâm không biết phải làm thế nào, Trần Tập Minh liền báo cáo, lập tức làm ánh mắt cô sáng lên, theo như chỉ thị của Cổ Kiến Hiên, vừa hay để cô thuận nước đẩy thuyền. Có thể dựa vào đó mà xuống tay, mà không làm khó bản thân mình, cũng có thể giải thích được với Hạ Tưởng. Nếu Mai Hiểu Lâm biết Hạ Tưởng đang rất quyết tâm, cô nhất định sẽ đứng vững được trước mọi áp lực, nhất định không thả Lâm Tiểu Viễn. Chỉ tiếc là, trong lúc mù mờ, đã đi sai một bước. Chấm, Hạ Tưởng vừa xuống sân bay đã nghe được hai tin tức vô cùng bất ngờ, sau khi Lâm Tiểu Viễn được người bảo lãnh chờ ngày xét xử, không biết tung tích thế nào. Lúc Lâm Hoa Kiến từ Bắc Kinh trở về, còn đi cùng với Diêu Kim Giai trưởng phòng kiểm sát Ủy ban Kỷ luật Trung ương, còn Diêu Kim Giai trực tiếp đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh, yêu cầu Lý Tòng Đông tiếp nhận thẩm vấn. Đã phản công rồi, hơn nữa không phải chỉ một đòn. Chương 1361, đóa hoa đệ nhất của tỉnh Tương Giang,
Tương Giang, cuối cùng sóng gió cũng đã nổi lên. Hạ Tưởng nói là không giận thì chỉ là nói dối mà thôi, ai cũng khó tránh khỏi sẽ giận dữ, biết rõ Lâm Tiểu Viễn có khả năng sẽ đi trốn, mà còn để người bảo lãnh đợi điều tra, cục trưởng Trần Tập Minh làm việc quá tắc trách rồi. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng không đơn thuần áp đặt là do Trần Tập Minh cố ý, chắc chắn do có sức ép từ nhiều phía khiến anh ta không thể không nhường bước. Nhưng dù có như vậy, hắn cũng không thể bớt giận. Bởi vì bước tiếp theo chính là lúc vạch trần bộ mặt thật của Lâm Tiểu Viễn, không ngờ anh ta lại có thể thong dong mà bỏ chạy, thật khiến cho người ta không thể nói được nên lời. Hơn nữa, Ủy ban Kỷ luật Trung ương còn không đoái hoài gì đến hắn, không thông báo gì cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tỉnh ủy, mà trực tiếp đến nói chuyện với Lý Tòng Đông, thật là quá vô lý, Hạ Tưởng biết, đợt sóng phản kích đầu tiên của đối phương đã đến rồi. Lúc hắn sắp nắm trong tay mọi chuyện rồi, thì lại bị vuột mất khỏi tay. Trên đường trở về tỉnh ủy, Hạ Tưởng lần lượt thông báo với Tào Thù Lê và Nghiêm Tiểu Thì, Tào Thù Lê và Lý Thấm đã đến Tương Giang trước một bước, đang ở khách sạn, Nghiêm Tiểu Thì và Lý Cổ Ngọc cũng đã đến rồi, đã sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Vừa mới buông điện thoại xuống, liền có điện thoại của Mai Hiểu Lâm gọi đến. Bây giờ Mai Hiểu Lâm đang rất tự trách mình, bởi vì dưới sức ép từ Cổ Kiến Hiên, dưới sự âm thầm đồng ý của cô, Trần Tập Minh cuối cùng cũng phải nhượng bộ, thả Lâm Tiểu Viễn ra. Lâm Tiểu Viễn chân trước vừa bước ra khỏi cửa, chân sau đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị sẵn. Ai cũng không ngờ, đường đường là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, giám đốc sở cảnh sát cũng có lúc ỉ lại, làm những việc đáng xấu hổ như vậy. Nhưng Lâm Hoa Kiến lại thề thốt là không làm gì cả, nói là ông ta cũng không biết Lâm Tiểu Viễn ở đâu, việc mất tích của Lâm Tiểu Viễn không liên quan tí gì đến ông ta. Thật ra Lâm Hoa Kiến cũng không nói dối, Lâm Tiểu Viễn chạy trốn, không phải là do ông ta sắp xếp trước, bởi vì ông ta cũng không to gan đến mức đó, thêm một điểm nữa, ông ta cũng không biết Hạ Tưởng định ngắm vào ai, không chỉ đơn giản là muốn hạ thủ Lâm Tiểu Viễn mà thôi, Hạ Tưởng muốn hạ độc thủ. Nhưng Diệp Thiên Nam lại biết. Lúc Hạ Tưởng ở Bắc Kinh, Diệp Thiên Nam đã đoán được, và không ngừng điều tra tìm dấu vết, cuối cùng lúc ông ta tìm ra được một manh mối, thì Lý Tòng Đông đã thẩm tra và phát hiện được tài khoản bí mật của Lâm Tiểu Viễn, hơn nữa còn nắm được phần cốt lõi nhất, ông ta mới bừng tỉnh, và vô cùng kinh ngạc. Hạ Tưởng, ra tay không hề lưu tình, không phải muốn làm mất mặt Lâm Tiểu Viễn, mà là muốn cái mạng của anh ta. Nói rộng ra thêm, một mình Lâm Tiểu Viễn vẫn chưa đủ cho Hạ Tưởng, nếu hắn tiếp tục ra tay, chẳng phải là thể hiện hắn muốn ra tay với toàn bộ bốn cậu ấm ở tỉnh Tương hay sao? Nếu đem gom tất cả số tiền của bốn cậu ấm tỉnh Tương kiếm được trong mấy năm gần đây, không phải giống lấy mạng của họ hay sao? Diệp Thiên Nam vô cùng tức giận, suýt chút nữa thì giận quá mất khôn, hay cho một Hạ Tưởng, chuyện tranh giành trong chính trị là rất bình thường, nhưng anh quá coi thường người khác, ra tay quá tàn nhẫn, có cần phải diệt tận cỏ tận gốc? Người khác kiếm tiền thì ảnh hưởng gì đến anh nào? Diệp Thiên Nam liền quyết định, tạm thời không manh động, lập tức để Lâm Tiểu Viễn cao chạy xa bay, không thể ở lại Tương Giang làm mục tiêu cho Hạ Tưởng được. Lâm Tiểu Viễn đi rồi, bốn cậu ấm tỉnh Tương mới có thể yên ổn được, mới có đủ thời gian để chuyển tiền đi được. Nhưng Diệp Thiên Nam sợ Lâm Hoa Kiến không đồng ý để Lâm Tiểu Viễn ra nước ngoài, bởi vì Lâm Tiểu Viễn mà bỏ trốn trong thời gian bảo lãnh chờ xét xử, tội sẽ càng nặng thêm, nếu đi, mãi mãi không bao giờ quay về được, hơn nữa còn bôi nhỏ thêm danh dự của Lâm Hoa Kiến. Chỉ có điều tình thế gấp gáp, ông ta cũng không quan tâm được quá nhiều, làm xong rồi từ từ nói với Lâm Hoa Kiến cũng được, chỉ cần bảo đảm việc của Lâm Tiểu Viễn không ảnh hưởng đến tiền đồ của Lâm Hoa Kiến là được. Diệp Thiên Nam liền dốc một lực lượng lớn, nhờ vả Diêu Kim Giai ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Lâm Hoa Kiến mặc dù cùng hội cùng thuyền với Diêu Kim Giai, nhưng ông ta quả thật không hiểu mục đích chính mà Diêu Kim Giai đến tỉnh Tương là gì. Có thể nói tất cả mọi chuyện đều do một tay Diệp Thiên Nam khống chế, ông ta cũng vì bị ép buộc mà phải quyết định ra tay với Lý Tòng Đông. Lý Tòng Đông hiện tại là trợ thủ đắc lực cho Hạ Tưởng ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tuy nói không nhất thiết phải kéo Lý Tòng Đông xuống, nhưng nhất định phải cảnh cáo y, cho y biết điều một chút, đừng quá theo Hạ Tưởng, không phải chuyện gì cũng đứng ra làm cho Hạ Tưởng. Lý Tòng Đông nếu ít nói đi một chút, Hạ Tưởng mất đi một cánh tay đắc lực, nếu muốn hình thành thế lực ở tỉnh Tương, đương nhiên sẽ có thêm những khó khăn mới. Diệp Thiên Nam cũng hiểu ngoài Lý Tòng Đông ra,
Thương Giang cũng là trợ thủ đắc lực của Hạ Tưởng trong Ủy ban kỷ luật. Nhưng Thương Giang vốn là người của Trịnh Thịnh, chưa chắc đã thật lòng với Hạ Tưởng, bây giờ đụng đến Thương Giang, có nghĩa là đồng thời đụng đến lợi ích của cả Hạ Tưởng và Trịnh Thịnh, rất dễ bị phản tác dụng. Vì vậy, chung quy lại, Lý Tòng Đông trở thành đối tượng được chọn lựa hợp lý nhất. Sắp xếp cho Lâm Tiểu Viễn bỏ trốn chính là Dương Diêu Nhi và Hồ Quân Do, Dương Diêu Nhi cũng thật tốt, hoàn toàn không quan tâm đến việc Lâm Tiểu Viễn đánh mù mắt Hoàng Nghĩa, mặc dù nghe nói mắt của Hoàng Nghĩa có khả năng sẽ được chữa khỏi, nhưng Dương Diêu Nhi bạn trai vô số, sau khi nghe tin Hoàng Nghĩa bị thương, cũng chẳng ngạc nhiên tí gì. Cụ thể làm như thế nào, đi đường nào, Diệp Thiên Nam cũng không hỏi, bởi vì ông ta tin rằng, khi chuẩn bị để bốn cậu ấm tỉnh tương cao chạy xa bay, đã có kế hoạch cụ thể rồi. Trong sự việc của Lâm Tiểu Viễn, Diệp Thiên Nam cũng để lại đường lùi, đầu tiên ông ta gạt Lâm Hoa Kiến ra để sắp đặt mọi chuyện, sau đó ông ta để Diệp Địa Bắc lo liệu, không tham gia vào. Ngoài Dương Hằng Dịch ra, ngay cả Hồ Định cũng không biết được âm mưu lâu dài của Diệp Thiên Nam trong chuyện này. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi công việc, vừa đúng lúc Hạ Tưởng trở về Tương Giang. Trong lòng Diệp Thiên Nam nghĩ rằng, Hạ Tưởng đi thưởng ngoạn cảnh đẹp ở Bắc Kinh, sẽ dễ thở được mấy hôm. Khi về hắn sẽ thấy có gói quà to ở đó, không biết hắn có suy nghĩ như thế nào. Chỉ sợ sẽ hối hận vì đã ở Bắc Kinh quá lâu mà quên mất đường về. Chấm, Diệp Thiên Nam gần như cười ra thành tiếng, đương nhiên, nếu để ông ta biết sốt cục thì Hạ Tưởng ở Bắc Kinh làm cái gì, ông ta đừng nói đến cười, chỉ sợ lại không khống chế được mà lại gây ra chuyện lớn. Tình hình hiện tại ở Hồ Nam giống như một bàn cờ có bố cục rất loạn, mỗi người một kiểu. Cho dù là Trịnh Thịnh đang tĩnh tâm để tìm cách điều chỉnh nhân sự, hay Phó Tiên Phong giả ngu giả dốt để kiếm được món lời lớn, hoặc như Diệp Thơn Nam muốn chơi xỏ Hạ Tưởng một vố, hay như Hạ Tưởng đang định trừng trịa bốn cậu ấm tỉnh tương, mỗi người một phía, kỳ thực tất cả trọng điểm tập trung lại đều nằm trên một người. Cho nên Hạ Tưởng vừa về đến tỉnh ủy, liền bị Trịnh Thịnh gọi đến văn phòng làm việc, làm hắn còn không kịp uống một hớp nước, sắp xếp lại tất cả những suy nghĩ. Chứ đừng nói đến việc đề ra bước hành động tiếp theo nữa. Điểm tập trung của Trịnh Thịnh có chút khác biệt so với điểm tập trung của Hạ Tưởng, nên ông ta vội vàng gọi ngay Hạ Tưởng đến, trước tiên là để thảo luận về việc điều chỉnh nhân sự và hội chiến thần đông. Căn cứ theo chứng cứ và tài liệu hiện nay, Thượng Giang đã khai thác được thêm nhiều chứng cứ thực tế tham ô của các nhà lãnh đạo đảng ở thần đông, Tất Bằng và Cố Thế Kỳ đã đưa ra rất nhiều vấn đề, hiện tại đã có đủ chứng cứ để cưỡng chế chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy thần đông. Một cuộc hội chiến thần đông nhất định sẽ đánh động cả nước, chỉ cần Hạ Tưởng gật đầu, thì có thể nổ phát súng đầu tiên. Trong mấy ngày Hạ Tưởng đi Bắc Kinh, ngoài những đòn phản kích của Diệp Thiên Nam ra, Trịnh Thịnh cũng bắt đầu có động tĩnh, đầu tiên là trao đổi ý kiến với Phó Tiên Phong về những vấn đề quan trọng của những lãnh đạo đảng và nhà nước chủ yếu ở thần đông. Mặc dù nói bí thư và chủ tịch tỉnh bỏ qua phó bí thư thành ủy thì có phần không đúng cho lắm. Nhưng nhân vật số 1 số 2 có hành động mà không báo trước cho những lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, thì cũng được tính là trốn tránh quy định. Nói đi thì cũng phải nói lại, nói với Hạ Tưởng trước mà không thông báo gì cho Diệp Thiên Nam, chính là cố ý tỏ ra lạnh nhạt. Nếu Diệp Thiên Nam mà biết, sẽ lại càng nóng lòng hơn trong việc đến tỉnh Yến đảm nhiệm vị trí chủ tịch tỉnh. Hạ Tưởng không ở Tương Giang 3 ngày, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chính thức đánh tiếng, tiến hành điều chỉnh nhân sự trên phạm vi toàn tỉnh. Tin tức vừa được đưa ra, lập tức các địa phương trong toàn tỉnh liền bị dao động. Không giống trước kia là ở chỗ, chỉ là dao động nhỏ chứ không phải là những đợt sóng lớn nổi lên, nếu là trước kia, chẳng biết có bao nhiêu người gọi điện đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy hoặc tỉnh ủy, tìm hiểu rõ ràng thêm về tin tức, hoạt động khắp nơi, nhưng lần này do chuyện lần trước xảy ra chưa lâu, số tiền 880.000 đút lót của Cố Thế Kỷ vẫn nặng trĩu trong lòng mỗi người, nên không ít người gọi điện đến. Nhưng chỉ nói bóng gió, không có hành động gì cả. Lần điều chỉnh này, theo như tin tức bên trong dò rỉ ra, có một số cán bộ số 1 số 2 các địa phương phải rút lui, có một số người đến tỉnh lỵ để dưỡng lão, cơ hội thăng chức thật sự đã ít nay còn ít hơn. Đương nhiên, nhân vật số 1 số 2 nhường ghế, tự nhiên sẽ có không ít chỗ trống, có khối người muốn được thăng chức, nên tin tức điều chỉnh nhân sự đã đánh động đến toàn tỉnh Tương. Mấy phút ngồi ở văn phòng Trịnh Thịnh, Hạ Tưởng đã hoàn toàn hiểu được dụng tâm của Trịnh Thịnh. Vài ngày ở Bắc Kinh, Hạ Tưởng kỳ thực lúc nào cũng quan tâm đến tình hình ở tỉnh Tương, mặc dù bây giờ công nghệ thông tin phát triển, nhưng mọi tin tức nghe được đều khá chậm trễ, mặc dù đã thư ký cũng như phía văn phòng cũng có báo cáo,
nhưng cũng vẫn phải thông qua sự chọn lọc, hơn nữa vì giới hạn của cấp bậc nên những thông tin mà bọn họ biết so với sự thật vẫn có chút khác nhau. Chỉ có đặt chính bản thân mình trong đó, mới có thể biết chính xác được những động thái phát triển ra làm sao, mới có thể đưa ra phán đoán chính xác nên điều chỉnh nhân sự như thế nào. Nhưng trước khi điều chỉnh nhân sự, Hội Chiến Thần Đông nhất định phải ra tay trước, do vậy, sớm đánh tiếng điều chỉnh nhân sự, nhằm đánh lạc hướng chú ý, chính là để mượn cơ hội để hành sự. Chủ nhiệm Hạ, nghe nói những thu hốt ở Bắc Kinh rất tốt đúng không? Trịnh Thịnh cười, tự tay rót trà cho Hạ Tưởng. Tôi nhận được điện thoại của Thu Thực, anh ta nói anh ở Bắc Kinh rất có phong cách, còn nói Tổng Bí Thư cũng rất hài lòng với cách làm việc của anh, không tồi, thật không tồi. Hạ Tưởng cảm ơn vì Trịnh Thịnh đã rót trà cho mình, cười một cách khách sáo và nói. Bí Thư Trịnh có chỉ thị gì đặc biệt thế? Chính là vấn đề Thần Đông, không thể kéo dài được nữa. Trịnh Thịnh nhấn mạnh, nếu còn cứ dây dưa như thế, 5 triệu người dân ở Thần Đông làm sao còn có thể tin tưởng tỉnh ủy được nữa, cũng không có lợi cho sự phát triển lâu dài của Thần Đông sau này. Để bước được lên chức vụ cao chính là dựa vào bản lĩnh của chính trị gia, hầu như không cần phải dùng đến đầu óc, Hạ Tưởng biết rất rõ Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong đã thống nhất với nhau, đáng lẽ ra hắn cũng nên hưởng ứng mới phải. Nhưng những gì hắn trả lời lại nằm ngoài dự đoán của Trịnh Thịnh. Bí Thư Trịnh, bây giờ thời cơ vẫn chưa đến. Trịnh Thịnh ngạc nhiên hỏi. Thế theo anh thì khi nào mới là thời gian thích hợp đây? Lúc Lâm Tiểu Viễn xa lưới. Trịnh Thịnh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Có liên quan gì đến Lâm Tiểu Viễn cơ chứ? Chấm, chẳng ai biết rằng, Lâm Tiểu Viễn chính là đợt sóng đầu tiên nổi lên ở Tương Giang, cuối cùng, sẽ lại chảy về Nam Trung Hải mà thôi. Chương 1362, Phong Ba Bão Táp. Có cơ sở để tin rằng, hiện nay Lâm Tiểu Viễn vẫn chưa ra nước ngoài, vì thời gian không kịp, hơn nữa lúc này mà trốn đi, nguy hiểm sẽ càng lớn hơn, có thể đoán được là, Lâm Tiểu Viễn vẫn chưa đi khỏi tỉnh Tương. Mặc dù Hạ Tưởng chưa kịp trở tay, nhưng lần này hắn lại cực kỳ bình tĩnh, hơn nữa còn có thể khẳng định rằng, nhất định có thể bắt lại Lâm Tiểu Viễn. Một khi bắt được lại Lâm Tiểu Viễn, hắn nhất định sẽ xử lý mạnh tay, nhanh chóng dứt khoát. Tiêu diệt từng người một trong bốn cậu ấm tỉnh Tương, không buông tha ai cả. Nhưng trước khi bắt được Lâm Tiểu Viễn, giai đoạn này mà triển khai Hội Chiến Thần Đông, không phù hợp với lợi ích lâu dài, bởi chẳng may Phó Tiên Phong sẽ trở mặt, lại âm thầm bắt tay với Diệp Thiên Nam, nói không chừng thành công sau cùng, lại bị Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam chia nhau. Thừa lúc nước đục thả câu chính là bản chất của Phó Tiên Phong, còn Diệp Thiên Nam lại vô cùng thâm hiểm, nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Nhất định sẽ ngầm làm cái gì đó. Phó Tiên Phong có thể bị ông ta lôi kéo dụ dỗ, cũng có thể vì những miếng lời lớn mà Diệp Thiên Nam hứa hẹn, liền phản bội. Đối với Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng còn hiểu rõ hơn là Trịnh Thịnh, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ giao hết những lợi thế thắng lợi đặt trên người Phó Tiên Phong. Nhưng vấn đề chính là, hiện nay Phó Tiên Phong đang đứng ở thế trung lập, chưa biết theo bên nào, mà y theo bên nào thì bên đó sẽ giành chiến thắng. Đặc biệt là trong lúc quan trọng. Một lời của Phó Tiên Phong lại có sức quyết định rất lớn, ông ta tuyệt đối sẽ không vừa lòng với những gì đã thỏa thuận với Trịnh Thịnh lúc trước. Còn một điểm nữa, ánh mắt Hạ Tưởng sáng rực lên. Đầu óc và cách nhìn người của Trịnh Thịnh không thể bằng được những âm mưu thủ đoạn khôn lường của Diệp Thiên Nam. Sau khi có tin đồn về việc điều chỉnh nhân sự, Diệp Thiên Nam vẫn chưa có động tĩnh gì đã nói lên một điều. Trịnh Thịnh còn tưởng là Diệp Thiên Nam sẽ thỏa hiệp hoặc nhượng bộ rồi, thật ra lại không phải như vậy. Con người Diệp Thiên Nam mà án binh bất động thì còn đáng sợ hơn nhiều so với lúc ông ta ra tay liên tiếp. Điều khiến Hạ Tưởng lo lắng nhất chính là, sau khi châm ngòi nổ cho Hội Chiến Thần Đông, giới quan trường Thần Đông bị chấn động mạnh, vô số tham quan sẽ bị đốn hạ, giành được thắng lợi bước đầu, nhưng đến khi chọn người mới, người mà Trịnh Thịnh chọn không được thông qua hội nghị thường vụ, mà Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam liên kết lại với nhau, khống chế hội nghị thường vụ, thông qua những người mà bọn họ tiến cử lên. Đến lúc đó chẳng phải là mọi chuyện sắp thành lại bị thất bại sao, chẳng phải trở thành đi may áo cưới cho người khác hay sao? Trịnh Thịnh có lẽ không dám đoán là Phó Tiên Phong lại lật lọng, Hạ Tưởng lại tin chắc rằng Phó Tiên Phong sẽ phản bội. Hơn nữa còn vô cùng tin tưởng rằng, thời gian này Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam đã gặp nhau nhiều lần, thậm chí không chừng đã thỏa hiệp ngầm với nhau điều gì rồi. Còn có một điều làm Hạ Tưởng tin chắc rằng Phó Tiên Phong sẽ phản bội chính là, tin Diệp Thiên Nam hy vọng sẽ được đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Yến đã được loan ra,
Trịnh Thịnh hoặc không có suy nghĩ gì hoặc không trông mong gì vào việc Diệp Thiên Nam có giữ chức chủ tịch tỉnh Yến hay không, bởi vì ông ta cũng chẳng có chút lợi lộc gì cả. Phó Tiên Phong lại khác, ở tỉnh Yến có một lợi ích rất lớn của nhà họ Phó, vì vậy, Diệp Thiên Nam nếu sau này lấy thân phận là chủ tịch tỉnh Yến để dành những ưu đãi cho Phó Tiên Phong, khả năng Phó Tiên Phong phản bội lại gần như là 100% rồi. Chỉ có điều mà Hạ Tưởng lo lắng nhất lại không biết nói với Trịnh Thịnh thế nào, không thể nói xấu chủ tịch tỉnh với bí thư thường vụ tỉnh được, như thế thật chẳng có chút đầu óc chính trị gì cả. Hơn nữa đây chỉ là phỏng đoán thôi, Phó Tiên Phong dù sao cũng là chủ tịch tỉnh, là cấp trên của hắn, thân là cấp dưới không nên bàn tán gì chuyện của cấp trên cả, đó là đạo lý đầu tiên khi làm quan. Kế sách của Hạ Tưởng là, bước 1, bước đầu tiên là phải bắt được Lâm Tiểu Viễn. Lâm Tiểu Viễn đã bỏ trốn trong lúc được bảo lãnh chờ xét xử, tội nặng thêm một phần, ít nhất đã có đủ lý do để bắt giam chính thức Lâm Tiểu Viễn. Lâm Tiểu Viễn bị bắt, đó chính là bước đầu tiên của phản ứng dây chuyền, là làm ngọn sóng đầu tiên của tỉnh Tương Giang, ảnh hưởng rất sâu rộng. Thứ nhất có thể khống chế được Lâm Hoa Kiến, thứ hai, có thể đánh động đến Dương Hằng Dịch và Hồ Địch, thứ ba là đụng đến Diệp Thiên Nam. Có được Lâm Tiểu Viễn trong tay, có nghĩa là sẽ chiếm được lợi thế, có thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh của bốn cậu ấm tỉnh Tương, khiến bọn họ bị bó buộc. Vì vậy, với sự khôn khéo của Phó Tiên Phong, nếu nhìn không chuẩn, tự nhiên sẽ không thể bắt tay được với Diệp Thiên Nam. Bí thư Trịnh, Lâm Tiểu Viễn là một trong bốn cậu ấm tỉnh Tương, chỉ cần anh ta xa lưới, một số người sẽ tự khắc không hoạt động được gì. Cũng như vậy, Chủ tịch Phó cũng có thể tin tưởng được. Hạ Tưởng cố khéo léo hết sức để trả lời, không biểu hiện quá đột ngột và quá gay gắt. Trịnh Thịnh hơi hơi nhíu lông mày. Chủ nhiệm Hạ, đặt hết suy nghĩ lên Lâm Tiểu Viễn, có phải là đã làm quan trọng hóa chuyện của Lâm Tiểu Viễn hay không? Thật ra ông ta định nói là tầm mắt hơi thấp quá rồi, mới nghĩ đã ngay lập tức sửa luôn, mới ngay lập tức đổi thành như vậy, nhưng thật ra trong lòng cho rằng Hạ Tưởng đem chuyện bé xé ra to, thậm chí còn đoán là tầm mắt của Hạ Tưởng quá thấp, hắn vẫn còn quá để bụng đến việc Lâm Hoa Kiến chơi hắn một vố. Đồng thời, Trịnh Thịnh cũng còn những băn khoăn khác không tiện nói ra, bởi vì ông ta không muốn đả động đến lợi ích của những nhân vật quan trọng ở tỉnh Tương, có thể cạnh tranh chính trị, nhưng chỉ có thể xoay quanh vấn đề nhân sự mà làm lớn chuyện, không thể trực tiếp đối đầu được. Hạ Tưởng động đến Lâm Tiểu Viễn chính là động đến Lâm Hoa Kiến, động đến Lâm Hoa Kiến chính là động đến Dương Hằng Dịch, Hồ Bắc và Diệp Thiên Nam, vì vậy Trịnh Thịnh nói một cách đầy ngụ ý là Lâm Tiểu Viễn dù sao cũng là con của một lãnh đạo lớn của tỉnh ủy, nên chú ý cách làm việc, phải để ý xem thái độ của các đồng chí lãnh đạo. Hạ Tưởng cảm thấy rất thất vọng. Mới động đến Lâm Tiểu Viễn, Trịnh Thịnh đã nhẹ tay rồi, nếu một ngày Diệp Địa Bắc gây ra chuyện, Trịnh Thịnh liệu có thu chân thu tay ngay về, thậm chí còn che mặt đi hay không? Đến tận bây giờ, Hạ Tưởng đã nhìn rõ được con người của Trịnh Thịnh, mặc dù tích cách có phần tân tiến, nhưng vẫn còn chút bảo thủ. Thiếu tính quyết đoán và dứt khoát. Không thể không thừa nhận, Tổng Bí Thư quả thật rất sáng suốt khi nhìn người, Trịnh Thịnh so với Cổ Thu Thật còn lớn hơn một chút, nhưng Tổng Bí Thư lại chọn Cổ Thu Thật mà không phải Trịnh Thịnh. Quả thật là một hành động sáng suốt. Bí thư Trịnh, theo như những gì Tất Bằng thú nhận, giữa anh ta và Lâm Tiểu Viễn có sự trao đổi về kinh tế, trong quá trình thi công cầu Thần Đông, Lâm Tiểu Viễn chính là người phụ trách tất cả tài liệu, hơn nữa Tất Bằng cũng đã đưa ra tài liệu để làm bằng chứng, chỉ trong hạng mục công trình cầu Thần Đông, Lâm Tiểu Viễn đã thu được 10 triệu tiền bất hợp pháp. Lâm Tiểu Viễn cũng đã có qua lại về kinh tế với nhiều lãnh đạo chủ yếu của Thần Đông, theo như lời khai của Cố Thế Kỳ. Lâm Tiểu Viễn cũng có can thiệp vào dự án đầu tư cầu Hoài Dương, toàn bộ tài liệu về cầu Hoài Dương đều nằm trong tay Lâm Tiểu Viễn. Hạ Tưởng biết muốn đánh động đến Trịnh Thịnh, chỉ có thể tập trung vào kế hoạch điều chỉnh nhân sự mà Trịnh Thịnh quan tâm nhất. Theo như khẩu cung lúc ban đầu của Thái Giang Vĩ cho thấy, Lâm Tiểu Viễn cũng có nhúng tay vào công trình cầu Hoài Dương, hơn nữa Lâm Tiểu Viễn còn có quan hệ mật thiết với nhiều lãnh đạo đảng và chính phủ chủ yếu trong công trình cầu Hoài Dương. Bước tiếp theo của Trịnh Thịnh là xử lý việc công trình cầu Hoài Dương, theo như tính toán lâu dài, Lâm Tiểu Viễn một người có thể đảm nhiệm hai công trình Thần Đông và Hoài Dương, Trịnh Thịnh tất nhiên trong lòng sẽ bị khuấy động. Giọng điệu Hạ Tưởng vô cùng bình thường, không lộ ra ý muốn thuyết phục Trịnh Thịnh, bởi vì hắn biết rất rõ, càng tự nhiên càng khiến cho Trịnh Thịnh cảm thấy nghi ngờ, hắn vừa nhìn thấy trong mắt Trịnh Thịnh có ý nghi hoặc mình, liền lập tức nghĩ ra kế sách này. Bí thư tỉnh ủy cũng là con người. Là con người đương nhiên sẽ có nhược điểm,
dùng nhược điểm của người khác để có lợi cho mình, hơn nữa còn không để lộ ra qua lời nói, đó chính nghệ thuật nói chuyện đã đạt đến mức độ cao. Trịnh Thịnh không nói gì, liền đứng dậy, vắt tay sau lưng đi lại vài bước. Từ những gì mà Hạ Tưởng hiểu và quan sát được ở Trịnh Thịnh, hắn biết Trịnh Thịnh đã bắt đầu do dự rồi. Đồng chí Lâm Hoa Kiến cũng có nội tình ư, đi đi lại lại ba vòng, Trịnh Thịnh nói một cách không bằng lòng. Công việc của đồng chí Lâm Hoa Kiến để tôi đi làm. Hạ Tưởng liền gặp phải một vấn đề vô cùng lớn, mặc dù hắn rất không vừa lòng với thái độ của Trịnh Thịnh, nhưng chia sẻ công việc với cấp trên chính là nhiệm vụ của cấp dưới, đành phải làm mà thôi. Tuy nhiên trong lòng hắn hiểu rõ, Lâm Hoa Kiến cũng sẽ không mặt dày mà đến tranh luận gì với hắn, trừ khi hết cách rồi. Nhưng khi Lâm Hoa Kiến thực sự lâm vào bước đường cùng rồi, ông ta sẽ không đi tìm hắn, cũng không đi tìm Trịnh Thịnh mà sẽ đi trực tiếp lên Trung ương. Vậy cậu phải vất vả rồi. Trịnh Thịnh cười một cách rất hài lòng, tin đồn về điều chỉnh nhân sự đã được truyền ra, cũng không thể kéo dài quá lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc. Thời gian sẽ không lâu lắm đâu, không cần đến nửa tháng. Hạ Tưởng nghĩ cũng không nên để bí thư Trịnh buồn phiền quá, cũng nên để Trịnh Thịnh ra uy một chút mới được, nếu không thân phận người đứng đầu tỉnh tương của bí thư Trịnh, cũng quá mất mặt trước mặt người khác rồi. Hạ Tưởng hơi tức giận nói. Bí thư Trịnh, có một chuyện ủy ban kỷ luật muốn thông báo lên tỉnh ủy, chủ nhiệm Diêu và giám đốc Lâm của ủy ban kỷ luật Trung ương đã đến Tương Giang, tôi nghĩ là các vị lãnh đạo của ủy ban kỷ luật Trung ương đến để chỉ đạo công tác, chúng ta cũng nên ra tiếp đón. Không ngờ rằng giám đốc Lâm không thông báo một tiếng nào cho tỉnh ủy, chủ nhiệm Diêu cũng chỉ chào hỏi qua loa tỉnh ủy, rồi trực tiếp đến nói chuyện với đồng chí Lý Tòng Đông. Đương nhiên rồi, lãnh đạo ủy ban kỷ luật Trung ương có thân phận đặc biệt, không thông báo gì với ủy ban kỷ luật tỉnh cũng không sao, chào hỏi vài câu với tỉnh ủy là được rồi. Một câu nói đã làm Trịnh Thịnh biến sắc. Tôi tưởng chủ nhiệm Diêu đã thông báo với ủy ban kỷ luật rồi, cũng tưởng là cậu sẽ chính thức báo cáo cho tỉnh ủy một tiếng rồi. Hạ Tưởng buông tay xuống. Chủ nhiệm Diêu nghĩ như thế nào? Không thông báo với ủy ban kỷ luật thì không sao, nhưng đến cả tỉnh ủy cũng chẳng hỏi han gì cả ư. Trịnh Thịnh rõ ràng là rất tức giận. Không nói năng gì thì thôi, dù sao cũng là người của Trung ương xuống cơ mà, đúng không? Bề ngoài có ý kính nể Diêu Kim Giai, nhưng kỳ thực trong lòng đã đưa ông ta vào danh sách đen, có ý ngầm châm chọc. Trịnh Thịnh đường đường là bí thư tỉnh ủy. Còn Diêu Kim Giai mới chỉ là cấp sở, vẫn còn kém xa, cho dù có chút kiêu căng vì là quan chức của Bắc Kinh, xuống cấp dưới, cũng không nên vì được Tổng Bí Thư nâng đỡ mà sĩ diện như vậy. Cho dù là người của Trung ương xuống, cho dù là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương đích thân tới, cũng còn nể mặt Trịnh Thịnh vài phần, Bí Thư tỉnh ủy chính là một chức vụ lớn, có ảnh hưởng đến mọi chuyện của đất nước. Diêu Kim Giai dù sao cũng chỉ là cấp sở. Cho dù là anh ta vì lý do gì đó mà không thông báo lại cho tỉnh ủy và ủy ban kỷ luật tỉnh, dù sao dưới kế khích tướng của Hạ Tưởng, công việc của anh ta ở tỉnh Tương sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Hạ Tưởng trong lúc âm thầm, đã đào một cái hố rất to cho một Diêu Kim Giai mà hắn chưa từng gặp mặt. Có người còn cho rằng có thể đánh cho hắn một vố, bắt nạt hắn, còn muốn khiến hắn phải ngoan ngoãn. Tương Giang là nơi nước sâu, cẩn thận không sẽ chết sặc. Nói chuyện với Trịnh Thịnh một hồi, vạch ra được bước tiếp theo, Hạ Tưởng trong lòng cảm thấy yên tâm thêm nhiều, tiếp theo bắt được Lâm Tiểu Viễn là một nhiệm vụ cực kỳ nặng nề, thật ra theo như Hạ Tưởng nghĩ, bắt Lâm Tiểu Viễn chỉ còn là vấn đề thời gian, Lâm Tiểu Viễn nhất định sẽ không chạy đi đâu được, cái chính là tình hình sau khi Lâm Tiểu Viễn bị sa lưới. Không biết sẽ đáng ngạc nhiên đến như thế nào. Hoặc là, hắn cũng không dám tự nhận rằng mình đã hiểu Diệp Thiên Nam. Không nằm ngoài dự tính của Hạ Tưởng, chỉ trong 3 ngày, Lâm Tiểu Viễn đã bị sa lưới. Tỉnh Tương, phong ba bão táp đã sắp nổi lên. Chương 1363, cẩn thận, nói đùa thành thật. Nếu thật sự bàn đến công lao khiến Lâm Tiểu Viễn sa lưới, thì phải tính đến cổ ngọc. Sau khi Hạ Tưởng và Trịnh Thịnh thống nhất ý kiến, trên đường đi về phòng làm việc, hắn vô tình gặp Diệp Thiên Nam đang đi ra từ văn phòng Phó Tiên Phong ra. Thật ra việc Phó Bí Thư và Chủ tịch tỉnh gặp mặt bàn công việc là chuyện rất bình thường, nhưng Phó Tiên Phong nhiệt tình đưa ông ta ra tận cửa thì có chút không bình thường. Chuyện bất thường hơn nữa là vẻ mặt Diệp Thiên Nam vẫn tỏ ra như thường, còn khẽ gật đầu với Hạ Tưởng coi như chào hỏi. Nhưng Phó Tiên Phong tuy cũng tươi cười chào hỏi, nhưng trong ánh mắt anh ta thoáng có vẻ né tránh, tuy rất nhỏ nhưng không thể qua nổi mắt Hạ Tưởng.
Theo lý mà nói, với tính cách xảo trá và mặt dày của Phó Tiên Phong sao có thể hớ hênh trước mặt người khác. Chủ yếu có hai nguyên nhân, thứ nhất là y đã quá thân quen với Hạ Tưởng. Tính từ ban đầu khi là đối thủ rồi sau là bạn bè, đến bây giờ thì không phải đối thủ cũng chẳng phải bạn cũng đã gần 10 năm. Thứ hai là nội dung y nói chuyện với Diệp Thiên Nam chạm tới vấn đề y và Hạ Tưởng đã thống nhất, vừa vặn lại vô tình bị Hạ Tưởng bắt gặp, tuy chỉ bắt gặp mà không phải là biết điều y đang giấu nhưng vẫn khó tránh khỏi tim đập nhanh hơn. Phó Tiên Phong nghĩ khả năng diễn kịch của y rất tuyệt vời, không có dấu vết, không ngờ vẫn bị ánh mắt nhạy bén của Hạ Tưởng nhìn thấu tận đáy. Thậm chí Phó Tiên Phong còn nghĩ khi Hạ Tưởng không mang kính, chắc chắn hơi cận thị, nhìn không rõ ánh mắt khác thường chỉ chợt lướt qua của mình. Đáng tiếc ánh mắt của Hạ Tưởng rất tinh tường, mắt cũng không hề cận thị, ý nguyện tốt đẹp của Phó Tiên Phong đã tan tành. Tuy nhiên Phó Tiên Phong cũng tùy cơ ứng biến rất nhanh, lập tức giữ Hạ Tưởng lại, nói là đúng lúc đang có chuyện cần tìm hắn. Diệp Thiên Nam thản nhiên đi khỏi, dường như không hề lo lắng về việc Phó Tiên Phong nói chuyện với Hạ Tưởng ngay sau khi vừa thảo luận bí mật với ông ta, thậm chí bước chân ông ta nhẹ nhàng, nhìn từ phía sau còn thấy có vẻ thoát tục. Quan trường là chiến trường danh lợi, người trong quan trường sao có thể có vẻ thoát tục. Cho nên Hạ Tưởng chưa bao giờ cho rằng có cao nhân theo đuổi danh lợi, cao nhân chân chính đều sống lánh đời, cho dù vào đời, cũng sẽ lặng lẽ không lời, không để ai biết. Phó Tiên Phong mời Hạ Tưởng đến văn phòng, vẫn chưa nói chuyện gì nhiều, mà chỉ hỏi vài câu qua loa rằng công việc của Hạ Tưởng ở Bắc Kinh có thuận lợi hay không. Hạ Tưởng cũng trả lời khách sáo, không nói nửa chữ về cuộc gặp mặt Tổng Bí Thư ở Bắc Kinh. Cho dù nhà họ Phó có kênh thông tin nào mà biết được hay không, hắn cố ý lướt qua không đề cập tới, cũng là ám chỉ điều gì đó với Phó Tiên Phong, tin rằng trong lòng Phó Tiên Phong hiểu được. Cuộc nói chuyện với Phó Tiên Phong chỉ có vài phút, cũng chỉ có một việc làm Hạ Tưởng có chút xúc động là Phó Tiên Tiên lại muốn đến Tương Giang. Cho đến khi trở về văn phòng của mình, Hạ Tưởng còn lắc đầu cười không ngừng. Được, chuyện Lâm Tiểu Viễn còn chưa giải quyết xong, ba vấn đề nan giải nhất còn chưa có đầu mối. Ở Tương Giang đã có rắc rối vì người đẹp. Vừa rồi, khi nói chuyện với Trịnh Thịnh, hắn đã giải thích với Trịnh Thịnh về chuyện Tào Thù Tuệ tới Tương Giang, xem như là giải thích vấn đề cuộc sống cá nhân với tỉnh ủy. Trịnh Thịnh vô cùng vui mừng tỏ ý hoan nghênh, đề xuất để Trịnh Hải Kỳ đứng ra phụ trách sắp xếp công việc và cuộc sống cho Tào Thù Tuệ. Ông ta còn nhiệt tình hỏi hứng thú và sở thích của Tào Thù Tuệ, rồi cả thích làm công việc gì, tỉnh ủy có trách nhiệm giải quyết đãi ngộ của cấp cục trưởng, vân vân. Hạ Tưởng không đưa ra yêu cầu gì, Thù Tuệ tính tình chẳng có gì, không đi làm cũng tốt, ở nhà có thể chăm sóc hắn. Tuy nhiên sau đó Trịnh Hải Kỳ vẫn rất nhiệt tình mà sắp xếp Tào Thù Tuệ tới Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh, giải quyết vấn đề đãi ngộ và cấp bậc. Hạ Tưởng cũng không hỏi quá nhiều, công việc và cuộc sống của người nhà cán bộ cấp cao đều có đãi ngộ tương ứng, hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt đó. Tào Thù Tuệ tới cùng với Lý Thấm. Tào Thù Tuệ ở cùng Hạ Tưởng trong tòa nhà của ủy viên thường vụ. Lý Thấm cũng không thể ở khách sạn mãi, bởi vì có thể cô phải ở Tương Giang thường xuyên trong một thời gian. Đúng lúc Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc cũng tới Tương Giang, không đợi Nghiêm Tiểu Thì chủ động lấy địa vị chủ nhà sắp xếp chỗ ở, Cổ Ngọc đã khoát tay, nói rằng cô có một căn biệt thự ở Tương Giang. Trước kia, khi Cổ Ngọc kinh doanh đá quý, đúng lúc đang có công trình xây dựng biệt thự bên sông Tương, cô lại thích vùng đất tươi đẹp này nên khi đó đã mua một căn. Nhưng sau khi mua vẫn để đó không dùng, chỉ là không ngờ qua mấy năm, giá tăng lên hơn gấp đôi, coi như cũng có lãi. Mà Cổ Ngọc lại không thiếu tiền, đương nhiên không bán. Thế là Cổ Ngọc, Nghiêm Tiểu Thì và Lý Thấm liền ở cùng nhau trong căn biệt thự đó. Ba người đẹp tuyệt sắc cùng ở một phòng, trong mắt người ngoài dường như rất tuyệt vời, nhưng trong mắt Hạ Tưởng, lại là vô vàn nguy hiểm. Bởi vì quan hệ giữa hắn và Lý Thấm trong sạch, Lý Thấm không nằm trong vòng nguy hiểm. Nhưng quan hệ với Nghiêm Tiểu thì có chút đột phá, mà trước kia, Nghiêm Tiểu thì vẫn luôn canh cánh trong lòng về mối quan hệ vượt trên tình bạn giữa hắn và Cổ Ngọc. Trong ba người phụ nữ, Nghiêm Tiểu thì là khôn khéo nhất, Cổ Ngọc đơn giản nhất, Lý Thấm thì ham mê công việc nhất, về cơ bản có thể khẳng định Nghiêm Tiểu thì sẽ đứng đầu bọn họ. Hạ Tưởng liền lo lắng Nghiêm Tiểu thì tự nhiên nổi hứng. Ngộ nhỡ trao đổi về cảm nhận khi ở bên hắn với Cổ Ngọc thì làm thế nào? Chủ yếu là Cổ Ngọc sẽ nghĩ gì? Hiện nay ở Tương Giang đã có Tào Thù Tuệ, Mai Hiểu Lâm, Nghiêm Tiểu Thì, Cổ Ngọc và Lý Thấm, gần một nửa những người phụ nữ để lại dấu ấn trong cuộc đời hắn. Đúng rồi, còn có Phó Tiên Tiên cũng sắp đến,
không loạn là may. Chuyện càng làm cho Hạ Tưởng buồn bực chính là còn chưa nghĩ được cách sắp xếp ổn thỏa cho mấy cô thì lại nhận được điện thoại của Liên Nhược Hạm. Đầu tiên Liên Nhược Hạm làm bộ quan tâm hỏi han công việc của hắn tiến triển có thuận lợi hay không. Sau đó lập tức chuyển đề tài, thay đổi giọng điệu, nói là vì cần giám sát và phụ trách số tiền 10 tỷ, cô ấy quyết định sắp tới cũng đi cùng vệ tân đến Tương Giang, đích thân phụ trách việc sử dụng số tiền 10 tỷ đó. Hạ Tưởng thiếu chút nữa té xỉu. Chẳng lẽ chuyện trăm năm mới gặp một lần thật sự sẽ xảy ra với hắn sao? Tám người phụ nữ gây náo động Tương Giang, bảo hắn sao có thể chịu nổi đây? Thật đúng là không loạn không được. Liên Nhược Hạm cố tình chọc giận hắn, cố tình muốn gây thêm phiền phức cho hắn. Hạ Tưởng còn chưa kịp nghiêm khắc phê bình hành động ích kỷ của Liên Nhược Hạm đã nói một câu, lập tức khiến hắn ngậm miệng. Anh yêu, thật ra là em muốn tốt cho anh thôi. Anh ở Tương Giang lạ nước lạ cái, không người thân thiết, thế đơn lực bạc, em đến là để giúp anh tháo gỡ cục diện. Người một nhà không nói hai lời, có một quân đoàn vợ giúp anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này. Hạ Tưởng đành phải đầu hàng. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Có phải người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này hay không, Hạ Tưởng không dám khoe khoang, nhưng Liên Nhược Hạm nói đúng, hắn chắc chắn là người đàn ông may mắn nhất trên đời này. Quả thật những người phụ nữ của hắn đã giúp hắn rất nhiều. Trước hết là Cổ Ngọc. Lý Thấm và Cổ Ngọc, Nghiêm Tiểu Thị ở cùng nhau. Tào Thù Tuệ đương nhiên cũng biết Nghiêm Tiểu Thị và Cổ Ngọc đều ở Tương Giang, cô ngoài miệng không nói, trong lòng khó tránh có điều ấm ức. Thế là cô liền suốt ngày đọc truyện Kim Dung, lại còn thỉnh thoảng hỏi Hạ Tưởng. Anh thích Đoàn Chính Thuần hay Vi Tiểu Bảo hơn? Hạ Tưởng liền giả ngốc. Ai, họ là những ai thế? Là danh nhân lịch sử hay là tể tướng cổ đại? Tào Thù Tuệ liền nổi giận, véo hắn một cái. Cứ giả vờ đi, con sói đuôi to. Tuy nhiên cũng chỉ là một chút rồi thôi, Tào Thù Tuệ tuyệt đối không thể lằng nhằng mãi một chuyện đó. Hạ Tưởng mới có thể rảnh rỗi, lấy danh nghĩa gặp mặt Lý Thấm đến gặp Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc. Gặp Nghiêm Tiểu Thì cũng chỉ là thứ yếu, chủ yếu là đã lâu không gặp Cổ Ngọc, hắn thực sự rất nhớ cô ấy. Nhưng nói thật, Hạ Tưởng thích những câu chuyện tình yêu làm người ta rung động đến tâm can của Đoàn Chính Thuần, càng ngưỡng mộ Vi Tiểu Bảo được các cô gái vây quanh mà thành thạo ngón nghề cao siêu lừa gạt phụ nữ hơn. Đàn ông, thật ra ở sâu trong tâm hồn, đều có một giấc mộng làm Vi Tiểu Bảo được che giấu kỹ càng. Biệt thự của Cổ Ngọc ở bên cạnh bờ sông Tương, sắc màu rực rỡ. Đó là một tòa nhà ba tầng nhỏ với gạch xanh ngói đỏ, giống như đào nguyên, cũng khiến người ta ca ngợi gu thẩm mỹ của Cổ Ngọc. Hạ Tưởng vừa dừng xe, Nghiêm Tiểu Thì, Cổ Ngọc liền chạy ra, hai người tranh nhau mở cửa xe cho Hạ Tưởng, ân cần chu đáo, hai người phụ nữ đẹp đua sắc. Hạ Tưởng lắc đầu cười, sau khi xuống xe, trước tiên là nhìn Cổ Ngọc mấy lần, thấy dung nhan Cổ Ngọc chưa thay đổi, thần thái vẫn như cũ mới yên tâm, nói. Cổ Ngọc, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút cũng không sao, nhưng thường xuyên chơi xấu, thì không hay đâu. Cổ Ngọc bĩu môi. Em cũng không chơi xấu anh. Tự em đùa với mình cũng không được sao. Thật là lo lắng linh tinh. Nghiêm Tiểu Thì đứng bên cạnh chỉ cười mà không nói gì, tuy nhiên bên trong nụ cười có ý bỡn cợt, rõ ràng cô thích nhất là nhìn thấy Hạ Tưởng bị lúng túng. Lý Thấm ở trong phòng không ra đón, chắc chắn cũng biết sự nhiệt tình của cô cũng không đất dụng võ, nên cũng không ra cho đỡ thêm chuyện phiền phức. Trong phòng trang trí khá đẹp, vật dụng cần thiết cho cuộc sống gia đình cũng đầy đủ mọi thứ. Ngôi nhà ba tầng, có 7-8 phòng cũng đủ ở. Nghiêm Tiểu Thì đi phía sau Hạ Tưởng, nhỏ giọng nói. Nếu như tất cả số phụ nữ của anh đến thì vẫn đủ để ở, hay là làm một lần 8 người phụ nữ náo động Tương Giang đi. 8 người phụ nữ, 8 người phụ nữ gì chứ? Hạ Tưởng chỉ có thể giả ngốc. Tiểu Thì, bây giờ em và Cổ Ngọc đến đây rồi, ở đây cho tốt, yên tâm nghỉ ngơi. Gần đây anh thật sự rất bận. Có nhiều chuyện cần giải quyết nên không có nhiều thời gian ở cùng các em. Nếu các em có lòng thì giúp đỡ Lý Thấm, nếu thấy buồn thì tự mình ra ngoài cho khuây khỏa nhé. Nghiêm Tiểu Thì tươi cười rạng rỡ, còn Cổ Ngọc lại không cười, trịnh trọng nói. Này, anh đừng coi thường người khác, anh có chuyện gì không vui, cứ nói ra, cho mọi người vui vẻ một chút. Sau đó nếu em vui thì sẽ giúp anh giải quyết vấn đề nan giải. Hạ Tưởng cũng cười, thuận miệng nói. Được, vậy em giúp anh bắt Lâm Tiểu Viễn, thế nào? Thật ra đó chẳng qua chỉ là một câu lời nói đùa, không ngờ, nói đùa thành thực.
Sau khi Hạ Tưởng xử lý xong công việc ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, liền gặp Mai Hiểu Lâm, Trần Tập Minh, thảo luận việc bố trí việc bắt giữ. Tuy sớm đã đoán trước được hậu quả nghiêm trọng của sự việc, tuy là cũng không phải một mình Trần Tập Minh gánh toàn bộ trách nhiệm, nhưng Trần Tập Minh là người biết chịu trách nhiệm, vừa thấy Hạ Tưởng liền xấu hổ, chủ động thừa nhận sai lầm, và gánh vác toàn bộ trách nhiệm. May là Mai Hiểu Lâm cũng thẳng thắn nhận lỗi với Hạ Tưởng, còn kín đáo chỉ ra Cổ Kiến Hiên cũng thêm sức ép vào đó, chút oán giận của Hạ Tưởng với Trần Tập Minh cũng hoàn toàn tiêu tan. Không có một cục trưởng nào đứng trước sức ép nặng nề từ cả bí thư và thị trưởng mà dám không thả người, Trần Tập Minh cũng coi như làm rất tốt rồi, đáng được khích lệ. Hạ Tưởng không phê bình Trần Tập Minh, mà ngược lại, còn khen ngợi anh ta. Tuy Trần Tập Minh cũng biết đó là cách khống chế cấp dưới thường gặp của lãnh đạo cấp trên, nhưng giọng điệu Hạ Tưởng rất chân thành, vẻ mặt rất chân thật, y vẫn rất cảm động. Thật ra Trần Tập Minh cũng không ngồi không, Lâm Tiểu Viễn vừa mất tích liền phát động toàn bộ lực lượng truy xét. Bước đầu đã tra ra, Lâm Tiểu Viễn ở ngay trong thành phố Tương Giang, vẫn chưa rời đi, quả nhiên giống với suy đoán của Hạ Tưởng. Nhưng có một chỗ khó, Lâm Tiểu Viễn ẩn thân trong quân đội, lực lượng địa phương không thể can thiệp. Mà khiến Hạ Tưởng không ngờ tới là lần này bắt giữ Lâm Tiểu Viễn khiến hắn gián tiếp xung đột với một thế lực khác trong quân đội, do đó cũng dẫn đến việc hắn trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh giữa các phe phái trong quân đội. Chương 1364, động thái càng lúc càng lớn. Ý định ban đầu của Hạ Tưởng là mượn sức Trương Hiểu đòi người từ trong quân đội, nhưng tin tức mà Trần Tập Minh tiết lộ khiến hắn kinh ngạc, thậm chí còn lo ngại vô số vấn đề. Bởi vì có nguồn tin đáng tin cậy xác nhận Lâm Tiểu Viễn trốn trong tay một thế lực khác tại quân khu tỉnh, đối phương bất hòa với Trương Hiểu, là đối thủ lớn nhất của Trương Hiểu ở quân khu tỉnh. Nếu tin tức đó còn chưa đủ cho Hạ Tưởng ngạc nhiên thì Trần Tập Minh lại tiếp tục bóc trần một chuyện bí ẩn khác khiến Hạ Tưởng chấn động, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này đã vượt quá dự đoán của hắn. Thế lực kia không chỉ không nể mặt Cục Công an thành phố Tương Giang, cũng chưa chắc đã nể mặt tỉnh ủy. Mà đối phương còn có quan hệ thân thiết với Diệp Thiên Nam, thậm chí nghe đâu họ còn là bạn bè sống chết có nhau. Tạm thời không bàn chuyện là thật hay giả, nhưng thế lực của đối phương rất khổng lồ, hơn nữa chúng còn buôn lậu dầu mỏ ở tỉnh Tương trong suốt nhiều năm qua. Cho dù là địa phương và quân đội đều biết rõ, nhưng đều nhắm mắt làm ngơ, bịt tai không nghe, làm như không nhìn thấy gì. Không phải không nhìn thấy, cũng không phải không nghe thấy, mà là không quản nổi. Đến bây giờ Hạ Tưởng mới hiểu được vì sao bốn cậu ấm tỉnh Tương muốn nhúng tay vào ngành kinh doanh dầu mỏ, thì ra còn có nội tình còn bí ẩn hơn. Một đầu buôn lậu, một đầu tiêu thụ, lợi nhuận cứ tự nhiên mà đổ ào ào vào túi. Sợ là Trương Hiểu cũng không làm gì được đối phương. Cho dù là Trịnh Thịnh kiêm nhiệm bí thư thứ nhất đảng ủy quân khu, cũng chỉ là có ý nghĩa tượng trưng tham gia hội nghị và quyết định của quân khu, trên thực tế không hề có thực quyền, không thể chỉ huy quân khu. Hơn nữa buôn lậu dầu mỏ lại là một vụ án quan trọng. Thực ra chuyện buôn lậu dầu mỏ chưa từng gián đoạn, chẳng qua khác nhau ở quy mô lớn nhỏ, địa phương hay quân đội mà thôi, dù sao cũng vẫn ở trong nước. Trịnh Thịnh đang vui vẻ yên ổn trên chiếc ghế của mình càng không dám nhúng tay vào, huống chi Hạ Tưởng. Động đến lợi ích chủ yếu của đối phương, sức mạnh của quân đội là vô cùng kinh khủng, hơn nữa không phải sử dụng con đường thông thường. Trịnh Thịnh là bí thư tỉnh ủy nhưng cũng không dám có ý kiến cụ thể gì với chuyện của quân khu. Cho dù tới cấp ủy viên bộ chính trị cũng không thể nhúng tay vào chuyện của quân đội. Thậm chí có tin đồn thường ủy bộ chính trị cũng không có quyền tham gia công việc của quân đội. Ở trong nước, từ sau khi xây dựng cơ chế 7 quân khu lớn cho đến nay, công việc của quân đội vẫn là quyền lợi nhạy cảm nhất, ngoại trừ vài nhân vật tối cao thì không ai có thể động vào tất phải chịu tổn thất. Tuy rằng nói theo lý luận thì đảng là chỉ huy quân đội. Nhưng còn có một chân lý chính là chính quyền do quân đội quyết định, nói cách khác, nòng súng tạo ra lịch sử. Một tên Lâm Tiểu Viễn không ngờ liên quan tới cán bộ cao cấp trong quân khu, Hạ Tưởng tiếp tục suy luận từ chuyện đó cũng thấy thầm kinh hãi. Thảo nào thủ tướng coi trọng Diệp Thiên Nam đến như thế. Hóa ra Diệp Thiên Nam đúng là có chỗ hơn người, có quan hệ mật thiết như vậy với quân đội. Được lắm Diệp Thiên Nam. Quả là rất khá. Kết quả cuộc thảo luận giữa Hạ Tưởng và Trần Tập Minh chính là cho Trần Tập Minh tiếp tục thăm dò tình hình. Trước tiên không thể manh động, mà cho dù muốn động cũng không dám động, cũng không động nổi. Cục Công an thành phố căn bản là không dám dù chỉ là động chạm sơ sơ đến quân khu. Thực lực chênh lệch nhau quá ghê gớm,
hoàn toàn không xứng là một đối thủ ngang tầm. Bước tiếp theo, chỉ có thể là hắn đích thân đứng ra bàn bạc với Trương Hiểu, xem thái độ Trương Hiểu như thế nào. Trương Hiểu đúng là tư lệnh quân khu tỉnh, nhưng trong quân khu còn có chính ủy. Thường thì quân khu tỉnh sẽ có một người vào hội nghị thường vụ tỉnh ủy, không là tư lệnh thì là chính ủy. Phải xem ai đến trước, nếu Trương Hiểu đã vào hội nghị thường ủy với tư cách là tư lệnh thì chứng minh một điều là kinh nghiệm lý lịch của Trương Hiểu ở quân khu tỉnh chắc hắn là cao hơn chính ủy. Nhưng Hạ Tường cũng không thể biết được tình hình cụ thể thực sự là như thế nào. Chuyện trong quân đội cũng rất phức tạp, giữa tư lệnh và chính ủy không giống như giữa bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh ở địa phương. Bí thư tỉnh ủy nhất định cao hơn chủ tịch tỉnh, bởi vì bí thư là nhân vật số một, nắm giữ quyền lực nhân sự lớn nhất. Mà trong quân đội, còn phân chia phe phái rõ ràng, quyền phát ngôn cũng không giống nhau. Đồng thời, kinh nghiệm và lý lịch cũng vô cùng quan trọng. Nghe nói chính ủy quân khu tỉnh Tô Chỉ Kiều là một trong số những thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong cả nước, tuy kinh nghiệm và lý lịch kém hơn Trương Hiểu một chút, nhưng hậu thuẫn lại hùng hậu, hơn nữa lại là lực lượng trung kiên của một phe phái lớn khác. Dựa theo nguyên tắc trong thể chế chính trị thì đảng chỉ huy quân đội, trong thời khắc then chốt, chính ủy có quyền bác bỏ quyết định của tư lệnh, giống như một phiếu phủ quyết của bí thư. Cho nên lại phải nhìn thẳng vào một sự thật là trong quân khu địa vị của Trương Hiểu chưa chắc có thể ngang vai ngang vế với Tô Chỉ Kiều. Nội tình cụ thể như thế nào, Hạ Tưởng không dám phỏng đoán thêm, dù sao quan hệ của hắn và quân khu cũng không thân thiết. Tình hình nội bộ cũng không hiểu nhiều. Một ông cụ không có bất cứ một quân hàm nào lại có thể chỉ huy quân đội toàn quốc, khiến cho người ta không còn gì để nói. Đúng là lý luận không thắng được sự thật. Không phải lính của anh, trong thời khắc quan trọng cho dù anh là tư lệnh thì khả năng cũng không chỉ huy nổi. Mọi chuyện chẳng những phức tạp mà còn nghiêm trọng, Hạ Tưởng cũng không ngờ lại có thể dính dáng đến càng ngày càng nhiều thế lực. Một bọt sóng nhỏ ở Tương Giang chẳng lẽ đã thật sự biến thành nước lũ, cuối cùng hóa thành cơn sóng gió động trời đổ vào Trung Nam Hải. Hạ Tưởng hẹn Trương Hiểu, không may lại đúng lúc Trương Hiểu đến Bắc Kinh. Hắn liền tạm thời nén nỗi lo âu trong lòng, đến gặp Cổ Ngọc. Cũng không ngờ, Hạ Tưởng cũng chỉ coi việc Cổ Ngọc nói giúp hắn giải quyết vấn đề là nói đùa, dù sao cả Nghiêm Tiểu thì cũng không phải người ngoài, hắn liền nói tóm tắt vấn đề của Lâm Tiểu Viễn. Sau khi nói xong, hắn ngồi luôn xuống sofa. Phép tắc tiếp đãi khách là mời khách ngồi, thưởng thức trà ngon. Anh đã ngồi rồi đây, sao không thấy bưng trà lên? Nghiêm Tiểu thì le lưỡi. Ngại quá, thật đúng là không tiếp đón chu đáo vị bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh quyền cao chức trọng này rồi. Ngài chịu khó chờ một chút, em bưng trà lên ngay. Nghiêm Tiểu thì chạy đi pha trà, Cổ Ngọc thì vẫn đứng im bất động, vẻ mặt như đang suy nghĩ, tay nâng cằm, đầu hơi nghiêng đứng thất thần trước mắt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng còn tưởng rằng Cổ Ngọc đang nghĩ chuyện khác liền giơ tay quơ quơ trước mắt cô. Em nghĩ gì thế, hồn vía đi đâu rồi? Trước mặt Cổ Ngọc, Hạ Tưởng đều gác những chuyện phiền toái trong lòng qua một bên, đã ở cùng mấy người đẹp thì đương nhiên phải thả lỏng cả tinh thần và thể xác. Người trong quan trường luôn có những chuyện phiền toái không bao giờ xử lý hết, nếu lúc nào cũng mặt cau mày có thì đúng là phí công tự làm khổ mình. Cổ Ngọc lại khoát tay gạt tay Hạ Tưởng. Đừng làm em phân tâm. Đang nghĩ chuyện nghiêm túc đây. Đúng là cô suy nghĩ rất chăm chú, vẫn mang vẻ mặt như thế đi lên lầu. Hạ Tưởng không còn cách nào, đành phải đứng dậy đi vào phòng Lý Thấm. Lý Thấm cũng giỏi thật, từ sau khi hắn đến cả ló mặt ra cũng không. Vào phòng mới phát hiện, Lý Thấm chưa trang điểm, chưa chải đầu, chỉ mặc áo ngủ, rất mất hình tượng ngồi trước máy tính, vừa uống cà phê, vừa chăm chú nhìn màn hình máy tính không rời mắt. Chăm chú đến mức ngay cả khi Hạ Tưởng đi vào cũng không biết. Hạ Tưởng cảm thấy hơi bất nhã, Lý Thấm tuy rằng mặc áo ngủ, nhưng hiển nhiên chỉ là một tấm vải mỏng, không những lộ ra da thịt trắng nõn, cúc áo cũng chưa cài hết, từ chỗ hắn đứng có thể nhìn thấy cả hai ngọn núi cao ngất. Hắn đành phải ho khan một tiếng. Lý Thấm lúc này mới giật mình bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn. A, chủ nhiệm Hạ, sao ngài lại đến đây? Ôi, thất lễ quá. Tôi còn chưa mặc quần áo. Trong lúc bối rối, mặt cô đỏ bừng, mới biết là mình đã lỡ miệng. Không phải, là không mặc quần áo cho chỉnh tề. Ngài chờ tôi một chút. Lộn xộn gì chứ, Hạ Tưởng lắc đầu cười. Không sao, không cần mặc quần áo, tôi chỉ qua xem cô một chút, tạm thời không có chuyện gì. Cô cứ làm việc của mình đi. Bước ra khỏi phòng Lý Thấm,
Hạ Tưởng cũng mới ý thức được khi nãy hắn cũng lỡ miệng, thật là, loạn hết cả lên. Cũng may khi hắn trở lại phòng khách, Nghiêm Tiểu thì đã bưng trà lên, hơn nữa còn rất cung kính nâng lên ngang mắt, cười đùa. Em xin cung kính dâng lên anh. Hạ Tưởng đỡ lấy chén trà, còn chưa kịp uống một ngụm, Cổ Ngọc đã lặng yên không một tiếng động đi xuống lầu, còn vỗ mạnh vai hắn một cái. Hai, em nhớ ra rồi, Phó Chính ủy quân khu tỉnh Tương Hạ Bạc Viễn là một trong số thủ hạ đi theo ông nội sớm nhất, ông ta chắc chắn sẽ nể mặt ông nội vài phần. Hạ Tưởng đang định uống trà, thình lình bị Cổ Ngọc vỗ vai, thiếu chút nữa làm rơi chén trà. Hắn bất đắc dĩ cười, quay đầu lại nói. Sao không cất tiếng lên hả, tự dưng xuất hiện, có phải muốn dọa anh chết ngất hay không? Báo cáo chủ nhiệm Hạ, tôi mặc quần áo xong rồi. Vừa dứt lời, Lý Thấm lại chạy từ trong phòng ra như một cơn gió ập thẳng tới trước mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không cầm nổi chén trà nữa, tay run lên liền để nó tuột thẳng khỏi tay vỡ vụn. Trình độ làm rớt chén trà của hắn cũng cao lắm, nước trà văng tứ phía, làm ướt hết đôi chân ngọc ngà của cả ba người đẹp Nghiêm Tiểu Thì, Cổ Ngọc và Lý Thấm. Cổ Ngọc kêu, a, một tiếng chạy đi, Lý Thấm cười ngượng ngùng, chỉ có Nghiêm Tiểu Thì không những cười vô cùng vui vẻ, còn trêu chọc Hạ Tưởng. Thực trên đời chỉ có mình anh, làm rơi chén trà cũng cần phải chia công bằng, muốn mọi người cùng được hưởng như nhau. Nghiêm Tiểu Thì càng ngày càng hay đùa cợt, Hạ Tưởng trừng mắt, mang cái oai của người chủ gia đình. Tiểu Thì, em lớn tuổi nhất, phải ra dáng một người chị, làm tấm gương cho Cổ Ngọc và Lý Thấm. Nghiêm Tiểu Thì còn chưa nói, Lý Thấm đã lại cười. Xin lỗi chủ nhiệm Hạ, trong ba người thì tôi là lớn tuổi nhất. Hạ Tưởng thực sự chẳng biết nói gì nữa. Đang khi trêu đùa, quay lại nhìn thì đã không thấy Cổ Ngọc đâu. Hạ Tưởng đoán được chuyện gì đó, vội vàng chạy ra sân, thì thấy Cổ Ngọc đã nổ máy ô tô. Cổ Ngọc vẫy tay với hắn. Em đến quân khu tỉnh một chuyến, chờ tin của em nhé. Cổ Ngọc từ khi nào cũng hấp tấp như vậy, tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn rất cảm động, suy cho cùng đó vẫn là người phụ nữ của mình, khi giúp mình luôn không hề do dự. Khi trở lại phòng, Nghiêm Tiểu Thì đã lau sàn sạch sẽ, Lý Thấm còn đang chờ hắn, thấy hắn đi vào bèn kéo tay hắn. Chủ nhiệm Hạ, tôi có việc cần báo cáo. Đi vào phòng Lý Thấm, hóa ra Lý Thấm muốn nói với hắn là đang khẩn cấp điều động số tiền 10 tỷ. Trước mắt đã có mấy trăm triệu đô la lưu động, có thể sử dụng, số còn lại trong vòng một tháng có thể chuẩn bị xong. Trong đầu Hạ Tưởng lóe lên một ý tưởng. Bỗng nhiên ý thức được thật ra cũng không nhất định cần phải chuẩn bị số tiền khổng lồ 10 tỷ, thực tế mấy trăm triệu đô la Mỹ cũng đủ rồi, liền nói. Đúng rồi, cô thông báo cho Tổng Giám đốc Liên không cần điều động số tiền 10 tỷ nữa, số tiền hiện nay chắc cũng đủ rồi. Như vậy sao được? Lý Thấm mở to mắt. Đã nói 10 tỷ thì phải gom đủ 10 tỷ, nói được thì phải làm được, không thể chỉ nói suông được. Hạ Tưởng sửng sốt, Lý Thấm đúng là một cô gái bướng bỉnh. Dường như chuyện không đủ lớn thì không đủ để cô phấn chấn. Đang muốn giải thích vài câu thì chuông điện thoại vang lên, liếc nhìn thì là Trương Hiểu gọi đến. Trương Hiểu về Tương Giang sớm hơn dự định, ngoài ra còn có Hứa Quan Hoa đi cùng y. Hạ Tưởng rất vui, vô cùng nóng lòng muốn gặp Trương Hiểu, mà không biết Cổ Ngọc đã có động thái lớn đến thế nào ở quân khu. Chương 1365, ai là người không biết trời cao đất dày? Trương Hiểu đã hẹn. Hạ Tưởng không thể ở lại thêm giây phút nào, vội vàng chào Nghiêm Tiểu Thì và Lý Thấm rồi đi. Khi Hạ Tưởng đi rồi, Nghiêm Tiểu Thì thấy Lý Thấm vẫn mê mẩn nhìn theo bóng lưng Hạ Tưởng, không hề nhúc nhích, không khỏi cảm thấy thương xót, vỗ nhẹ Lý Thấm một cái. Có phải chị rất ngưỡng mộ chủ nhiệm Hạ hay không? Không phải ngưỡng mộ, là kính nể, là kính yêu, là tôn sùng. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Lý Thấm trả lời, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hướng chiếc ô tô của Hạ Tưởng đi. Có thể nào có cả mến mộ nữa không? Nghiêm Tiểu Thì đùa một chút. Nếu Lý Thấm dồn tâm vào lĩnh vực tài chính thì đến năm Nghiêm Tiểu Thì cũng không phải đối thủ của cô. Nhưng về tình cảm nam nữ thì 10 người như cô cũng không bằng được một Nghiêm Tiểu Thì. Lý Thấm ngây người ra, sau đó mới như giật mình bừng tỉnh, đẩy đôi mắt kính, liếc mắt nhìn Nghiêm Tiểu Thì một cái khó hiểu, nói một cách rất coi thường. Đối với một số nhân vật vĩ đại mà nói, những người tầm thường như chúng ta chỉ có thể nhìn một cách ngưỡng mộ, cũng chỉ có thể kính yêu với niềm tôn kính trong lòng mà không phải mến mộ với ý bỡn cợt.
nói xong quay lưng bước về phòng, bỏ lại Nghiêm Tiểu Thì đang trợn mắt há mồm lại đằng sau. Nghiêm Tiểu Thì thiếu chút nữa thì té xỉu, nếu nói mến mộ là có ý bỡn cợt, chẳng phải cả thế giới đã loạn rồi. Bởi vì có bao nhiêu minh tinh xuất hiện chính là vì để cho người ta mến mộ. Là mến mộ cũng được, đùa bỡn cũng chẳng sao, trong lòng Cổ Ngọc vĩnh viễn không bao giờ có cảm xúc phức tạp như thế. Cô chỉ biết Hạ Tưởng có khó khăn thì cô nhất định phải giúp hắn. Không có nguyên nhân, không có lý do, cô cam tâm tình nguyện, hơn nữa còn vội vã muốn giúp hắn giải quyết những vấn đề khó khăn. Cổ Ngọc cho dù đầu óc có đơn giản, suy nghĩ có đơn thuần hơn nữa thì cũng có tư tưởng có suy nghĩ. Đặc biệt là sau khi Hạ Tưởng đến Tương Giang, không biết tại sao, cô chợt cảm thấy Hạ Tưởng và cô xa cách nhau hơn rất nhiều. Cô không tránh khỏi có chút phiền muộn, cũng cố ý không để ý tới Hạ Tưởng, dở thói trẻ con. Nhưng chỉ qua một thời gian bỗng nhiên lại trở lại bình thường. Thật ra là do cô suy nghĩ quá nhiều, không thể trách Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không có ý xa cách cô, chỉ là hắn ở mãi tận Tương Giang. Khoảng cách không gian quá xa xôi khiến cô cảm giác thành sự xa cách trong tâm hồn. Bởi vì Hạ Tưởng trước kia cho dù không liên lạc với cô nhiều, nhưng cũng luôn làm việc ở tỉnh Yến. Mà cô thì đa phần thời gian đều là ở Bắc Kinh, bất kể là thành phố cấp 3 nào của tỉnh Yến, đi từ Bắc Kinh cũng chỉ mất 3, 4 giờ là đến, bởi vậy cô vẫn cảm thấy Hạ Tưởng và cô ở rất gần nhau. Nhưng tới Tương Giang khoảng cách liền xa hơn rất nhiều, cho dù đi máy bay cũng phải mất gần 3 giờ đồng hồ. Khiến cho Cổ Ngọc có cảm giác khoảng cách xa xôi vô bờ, thấy Tương Giang lạnh lẽo xa cách, cho nên trong lòng cô không thoải mái, không để ý đến Hạ Tưởng nữa. Sau đó nghĩ lại, Cổ Ngọc cũng hiểu rõ nguyên do khiến cô không vui là do Nghiêm Tiểu Thì. Bởi vì quê hương Nghiêm Tiểu Thì là Tương Giang, hơn nữa Nghiêm Tiểu Thì đã đến Tương Giang trước, không cần phải nói cũng biết chắc chắn là đi theo Hạ Tưởng. Nói cho cùng tính cách Cổ Ngọc vẫn còn trẻ con, không lâu sau lại tự mình vui vẻ trở lại mà quên hết. Bởi vì cô biết, đã bao năm mà Hạ Tưởng vẫn chưa bao giờ thay đổi. Hắn vẫn là người đàn ông duy nhất trên thế gian xứng đáng với tình yêu của cô, khiến cô vui mừng khiến cô lo lắng, lại khiến cô không thể nào rời xa. Nếu như đã chọn hắn thì còn gì để oán giận nữa. Đời người chỉ ngắn ngủn vài chục năm, cho dù là vợ chồng thực sự thì cũng đều có những việc bận rộn của riêng mình, thời gian thực sự ở cùng nhau được bao lâu. Thôi đành, đã yêu hắn thì phải chịu nhịn hắn. Cổ Ngọc cũng theo Nghiêm Tiểu Thì tới Tương Giang. Khi biết Hạ Tưởng gặp vấn đề nan giải, trong lòng cô có một sự kiên quyết mà trước nay chưa từng có. Cô nhất định phải giúp hắn hoàn thành tốt một việc, bởi vì từ trước tới nay dường như chỉ có cô là thích nhõng nhẽo nhất, cũng hay gây rắc rối cho hắn nhất. Cô không thể trở thành kẻ vô dụng nhất trong số những người phụ nữ của hắn được. Tính khí của cô có phần đơn giản, từ trước đến nay cũng cô không quá để tâm đến chính trị. Thật ra cô từ nhỏ đã lớn lên trong quân khu, không ít bạn bè, anh em chơi với cô trước kia bây giờ cũng được coi là những nhân vật quyền lực của cả vùng. Không cần nói đến sức ảnh hưởng của ông nội, chỉ riêng mạng lưới quan hệ của chính cô, nếu thật sự tận dụng hết cũng có thể khiến Hạ Tưởng giật mình. Hôm nay cô sẽ ra tay thử một lần, không thể để hắn coi thường cô, nghĩ cô là một cô bé nhõng nhẽo, không biết chính sự. Hừ, cô không phải người như thế. Khi Cổ Ngọc kinh doanh đồ trang sức bằng ngọc cũng đã tới Tương Giang vài lần. Tuy rằng cô không quen thuộc nơi đây, nhưng nói chung vẫn nhớ được đường, chẳng bao lâu đã lái ô tô tới quân khu tỉnh. Cổ Ngọc ở quân khu Bắc Kinh cũng qua lại thoải mái, tất nhiên, bởi vì xe ở Bắc Kinh của cô có giấy thông hành đặc biệt, mà cũng có rất nhiều người ở quân khu Bắc Kinh biết mặt cô. Quân khu Bắc Kinh là quân khu lớn, phía dưới có 4 quân khu tỉnh trực thuộc. Mà quân khu tỉnh Tương lại thuộc tỉnh Lĩnh Nam do quân khu Dương Thành quản lý, chỉ là quân khu thông thường. Bất kể là thực lực hay là năng lực tác chiến thì quân khu Bắc Kinh đều xếp hạng nhất trong 7 quân khu lớn của cả nước. Còn quân khu Dương Thành xếp hạng cuối cùng trong 7 quân khu lớn của cả nước, thực lực yếu nhất. Quân khu tỉnh Tương trực thuộc và do quân khu Dương Thành quản lý, dù là xét về quy mô hay là thực lực cũng không được xếp hạng trong nước. Cũng không phải Cổ Ngọc coi thường quân khu tỉnh Tương. Chỉ có điều từ bé cô đã sống chung với quân nhân, hiện nay cũng là gặp nhiều quan quân cấp bậc thiếu tướng trở lên, cho nên không hề có khái niệm dừng xe, xuất trình giấy tờ. Thế là khi cô đến quân khu tỉnh Tương cũng chẳng nghĩ gì, lái xe thẳng vào bên trong. Mấy vệ binh đang gác thấy vậy liền hoảng sợ nghĩ. Đang thời bình, giữa ban ngày ban mặt còn có người dám lái xe xông thẳng vào quân khu tỉnh, thật là to gan lớn mật. Ở cửa có 2 vệ binh,
một người lao về phía trước, liều chết chặn trước xe, một người lên đạn chuẩn bị nổ súng bất cứ lúc nào, chẳng may phát sinh sự cố ghê gớm ngoài dự đoán gì thì bọn họ không thể gánh vác nổi hậu quả. Cổ Ngọc thật ra là hơi mất tập trung, vì cửa chính quân khu có rào chắn nên cô đã giảm tốc độ, đột nhiên thấy có một người nhảy ra trước xe, khiến cô giật nảy mình, vội phanh gấp. Sau khi cho xe dừng hẳn, cô còn tức giận bước xuống xe, phê bình vệ binh. Sao anh lại làm như vậy? Sao lại nhảy ra trước xe, nếu chẳng may tôi không dừng xe được, đụng phải anh thì làm thế nào? Đúng thật là, nhìn anh còn trẻ vậy, đầu óc vẫn chưa lú lẫn chứ. Người vệ binh thứ nhất còn tưởng rằng trong xe là phần tử khủng bố hoặc nhân vật cấp cao, không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp, chân tay bỗng trở nên luống cuống. Tôi, cô là ai? Sao lại lái xe xông vào khu quân sự quan trọng? Xin hãy xuất trình giấy tờ. Vệ binh thứ hai đã giơ súng lên, thấy bước xuống xe là một cô gái xinh đẹp, đoán biết hẳn là không phải phần tử khủng bố, liền hạ súng xuống, không ngờ lại bị Cổ Ngọc thấy được. Lửa giận trong lòng Cổ Ngọc bỗng cháy bừng bừng. Được, còn muốn nổ súng với tôi đúng không? Gọi chính ủy Hạ Bạc Viễn của các anh ra đây, bảo ông ta đích thân ra đón tiếp tôi. Cổ Ngọc thở hổn hển trừng mắt nhìn gã vệ binh một cái. Tân binh ngốc. Nếu gặp người khác, vệ binh đã trực tiếp phạt một trận và đuổi đi rồi, thậm chí nếu ghê gớm một chút thì còn trực tiếp áp giải vào thẩm vấn một phen. Nhưng Cổ Ngọc là một cô gái vô cùng xinh đẹp, phạt không được, mắng không xong, hai người liền khó xử. Hơn nữa Cổ Ngọc mở miệng gọi tên Hạ Bạc Viễn, hai người liền biết, e rằng cô gái đẹp này có lai lịch. Nhưng vấn đề là bọn họ làm sao có tư cách nói chuyện với Hạ Bạc Viễn, khoảng cách giữa bọn họ và Hạ Bạc Viễn xa đến vạn dặm. Khi họ đang chuẩn bị xin chỉ thị của cấp trên thì đúng lúc có một chiếc ô tô mang biển quân khu đi từ trong ra. Mà xe của Cổ Ngọc lại đỗ ngay cửa chính, xe ở trong không thể ra ngoài liền ấn còi liên tục. Cổ Ngọc vẫn đang tức giận bèn mặc kệ. Vệ binh thì cuống cuồng, vì đó là xe của Phó Tư lệnh Trần Pháp Toàn. Tư lệnh Trần tính tình rất nóng nảy, nếu khiến y tức giận, chẳng những sẽ mắng chửi, sẽ còn đánh người nữa. Khi vệ binh đang chuẩn bị ép Cổ Ngọc phải ra ngoài và đẩy xe đi thì Trần Pháp Toàn cuối cùng đã không chờ nổi nữa, vừa xuống xe đã nói. Chuyện gì thế này, cửa cổng quân khu tỉnh mà còn có người dám chặn, có phải sống trong thời bình quá lâu rồi nên các người đến khẩu súng cũng không lên đạn nổi nữa. Đúng là lũ rác rưởi. Quân nhân lấy súng nhằm vào dân chúng mới là rác rưởi. Trong tiềm thức của Cổ Ngọc, từ bè tới giờ chưa bao giờ sợ quân nhân. Tuy rằng người đứng trước mặt mang quân hàm đại tá, nhưng một người thường xuyên nhìn thấy quân hàm, thậm chí cả quân hàm hai sao như cô thì đúng là không cảm giác được sức đe dọa gì từ uy phong của Trần Pháp Toàn. Cô liền tiếp tục nói. Nhìn một đám tuổi già sức yếu các ông liền biết vì sao chỉ dám hung hăng ở trong nước, ngay cả vài nước nhỏ ở Nam Hải cũng không dọa nổi. Đúng là vô dụng. Khi Cổ Ngọc nổi giận mồm miệng cũng rất ghê gớm, phản kích rất sắc bén. Trần Pháp Toàn sững sờ. Y tốt xấu gì cũng là đại tá, phó tư lệnh quân khu tỉnh. Ở trong quân đội và địa phương y cũng được coi như nhân vật số một, chưa bao giờ bị một con nhóc giáo huấn ngay vào mặt như vậy. Sau giây lát sửng sốt, không khỏi thẹn quá hóa giận. Ở đâu ra một đứa con gái không biết trời cao đất dày, bắt nó lại. Phó tư lệnh có lệnh, vệ binh liền mạnh dạn hơn rất nhiều, tiến lên để bắt Cổ Ngọc. Dừng tay, lại một chiếc xe từ bên ngoài đến. Vừa vặn dừng ngay sau xe Cổ Ngọc, bởi vậy, xe Cổ Ngọc dừng ngay giữa cửa quân khu, trước sau đều có xe, bị kẹt ở giữa, không thể di chuyển. Tình thế hình thành cục diện giằng co. Từ chiếc xe phía sau có một người đi xuống, mang quân hàm thiếu tướng, có vẻ trẻ hơn Trần Pháp Toàn vài tuổi, cũng rất khôi ngô. Anh ta có dáng đứng đĩnh đạc, hai mắt có thần, lập tức đi thẳng đến cạnh Cổ Ngọc, vẻ mặt vốn uy nghiêm bỗng trở thành vẻ tươi cười rạng rỡ. Vệ binh thấy thế, lập tức chào theo nghi thức quân đội. Chính ủy Hạ. Hạ Bạc Viễn chỉ gật đầu, đưa tay xoa đầu Cổ Ngọc. Cô nhóc Ngọc cũng lớn như vậy rồi, thật sự là phái nữ thay đổi chóng mặt, càng ngày càng đẹp ra. Cổ Ngọc nghiêng đầu sang một bên, nói với vẻ không vừa lòng. Hạ Bạc Viễn, em đã lớn rồi, cảnh cáo anh, không được xoa đầu em nữa, em sớm đã không còn là cô bé. Hạ Bạc Viễn xúc động nói. Ở trong mắt anh, em chính là cô bé mãi mãi không lớn. Vệ binh thấy thế đừng nói là bước lên bắt Cổ Ngọc, vội vàng lui sang một bên, không dám lỗ mãng. Ánh mắt Trần Pháp Toàn dừng trên người Hạ Bạc Viễn,
hiện lên một tia khác thường. Cho dù y che giấu rất tốt, nhưng cả quân khu ai chẳng biết y bất hòa với Hạ Bạc Viễn. Y là phó tư lệnh, Hạ Bạc Viễn là phó chính ủy, y là đại tá, Hạ Bạc Viễn là thiếu tướng. Xét về kinh nghiệm lý lịch, y hơn Hạ Bạc Viễn, nhưng Hạ Bạc Viễn lại có quân hàm cao hơn y. Nói về mạng lưới quan hệ y không hề kém Hạ Bạc Viễn, thế mà Hạ Bạc Viễn lại thăng tiến nhanh hơn y. Tư lệnh cấp đại tá sao có thể so sánh với chính ủy cấp thiếu tướng. Trong mắt tất cả mọi người, đó vẫn là có sự chênh lệch rất lớn. Hậu thuẫn của Hạ Bạc Viễn là Lão Cổ, là một trong số ít những nhân vật kỳ cựu hiếm hoi còn lại trong quân đội. Ánh mắt Trần Pháp Toàn lại liếc sang Cổ Ngọc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Lão Cổ chỉ có một đứa cháu gái tên là Cổ Ngọc, chẳng lẽ chính là cô gái này? Trần Pháp Toàn nheo mắt lại, trong lòng bỗng nhiên vụt lên một suy nghĩ đến bất chợt, nói không chừng đây là một cơ hội tốt để gây chuyện. Chương 1366, mở ra một thời khắc tốt đẹp. Trần Pháp Toàn tuy rằng quân hàm không cao bằng Hạ Bạc Viễn, nhưng y lại có một chỗ dựa lớn nhất, chính ủy quân khu Tô Chỉ Kiều và y tính ra là đồng môn. Tuy nói hậu trường lớn nhất của y và Tô Chỉ Kiều đã từ chức, nhưng lực ảnh hưởng của một phe phái vẫn còn. Cứ việc ở địa phương, theo sự điều chỉnh nhân sự, lực ảnh hưởng của hậu trường đã dần dần suy yếu, lực lượng phe phái cũng bị ba phái hệ lớn áp chế, gần như mất đi quyền phát ngôn. Nhưng lực lượng lớn nhất vẫn còn lại trong quân đội. Quân đội theo lời lão lãnh đạo nói, vẫn là vô cùng nghe theo, khiến cho cuối cùng cũng không thể không e dè vài ba phần. Tô Chỉ Kiều tuy rằng chỉ là chính ủy quân khu tỉnh Tương, nhưng nghe nói y có hy vọng thăng tiến lên trung tướng, đồng thời có khả năng sẽ đảm nhiệm tư lệnh viên quân khu lớn, tiền đồ rộng lớn. Tô Chỉ Kiều cũng bất hòa với Hạ Bạc Viễn, và không quen nhìn những gì Trương Hiểu đã làm, mà quan hệ giữa Trương Hiểu và Trần Pháp Toàn cũng rất bình thường. Nhưng đồng thời, quan hệ giữa Trương Hiểu và Hạ Bạc Viễn lại không gắn bó. Nói cách khác, bốn nhân vật chủ yếu trong quân khu, chính ủy Tô Chỉ Kiều và phó tư lệnh viên Trần Pháp Toàn quan hệ không tồi, lại thêm quan hệ giữa tư lệnh viên Trương Hiểu, phó chính ủy Hạ Bạc Viễn bình thường. Mà Trương Hiểu và Hạ Bạc Viễn cũng không phải quan hệ hợp tác chặt chẽ, chính xác mà nói, nếu lôi kéo Trương Hiểu, thì hoàn toàn có thể lật đổ Hạ Bạc Viễn. Trần Pháp Toàn hiểu rõ trong lòng. Trương Hiểu không phải là do Lão Cổ một tay để bạt một cách chính quy. Cũng thật sự là làm khó Trần Pháp Toàn. Trong nháy mắt y đã đoán ra Cổ Ngọc là người ra sao. Sau khi cân nhắc nhiều việc như vậy, y chú ý trước, vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước mặt Hạ Bạc Viễn, cũng không nhìn Cổ Ngọc, rất nghiêm nghị nói. Bạc Viễn, có náo loạn ở quân khu, chặn cửa chính quân khu, công tác bảo vệ quân khu tỉnh, xem ra còn cần tăng cường. Nhớ rõ lần trước anh còn cường điệu. Nhất định phải tăng mạnh công tác tự bảo vệ, chỉ có bảo đảm an toàn của bản thân, mới có thể bảo vệ quốc gia. Sự tình hôm nay, anh nói xem nên xử lý như thế nào. Hạ Bạc Viễn vốn đang cùng Cổ Ngọc nói giỡn, vừa nghe lời Trần Pháp Toàn nói, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, tốt thôi, tướng quân, một chút việc nhỏ còn muốn bắt nọn không tha, họ Trần kia, ngươi dùng sai phương pháp rồi. Hạ Bạc Viễn tùy ý cười. Pháp Toàn, theo anh, nên xử lý như thế nào? Cầu lại đá trở về, Trần Pháp Toàn nói. Cô ta dường như là bằng hữu của anh, hẳn là đến tìm anh, xử lý như thế nào, anh định đoạt. Ngụ ý chính là xem ngươi làm sao tư lợi bội ước, xem ngươi kết thúc như thế nào. Hạ Bạc Viễn mỉm cười nói với Cổ Ngọc. Cô bé Ngọc, cô nói làm sao bây giờ, nếu không, tôi bắt cô lại. Tốt lắm, tùy anh bắt. Cổ Ngọc vươn hai tay. Có bản lĩnh thì còng tay tôi. Xem về sau cửa chính quân khu tỉnh hướng nơi nào để mở. Cửa chính quân khu tỉnh mở hướng nơi nào cũng không trọng yếu, quan trọng là trái tim nhiệt huyết hướng nơi nào. Cổ Ngọc dưới sự mưa dầm thấm lâu, cũng biết chính trị không ít cách nói cong, quân đội và địa phương giống nhau, một trái tim nhiệt huyết hướng trung ương. Trung ương ở nơi nào? Thủ đô. Vậy tôi sẽ bắt cô ta. Hạ Bạc Viễn tự nhiên biết Trần Pháp Toàn muốn thừa cơ làm khó y. Tuy nhiên y còn biểu hiện ra 10 phần kiềm chế, mỉm cười nhìn Trần Pháp Toàn nói, kỳ thật là nửa thật nửa giả, nửa là vui đùa nửa là thử thăm dò. Trần Pháp Toàn cũng đủ vô lại, tuy rằng đã cười, nhưng cười lại không có ý cười dù chỉ một chút, rất lạnh lùng, rất hờ hững. Chính ủy Hạ định đoạt. Không gọi tên mà gọi chức vụ, thật sự là thái độ giải quyết việc chung. Vẻ tươi cười trên mặt Hạ Bạc Viễn cũng đọng lại, tuy trước kia, Trần Pháp Toàn và y không hề qua lại, nhưng trên cơ bản mọi chuyện đều coi như không có trở ngại,
sao hôm nay cố ý đối nghịch với y? Đường gân nào nối sai rồi? Hạ Bạc Viễn tức giận ngày càng nhiều, Trần Pháp Toàn, thực cho rằng tôi sợ anh phải không? Sự tình không nên làm quá đáng, nếu không, cẩn thận về sau ngươi có mùng một tôi còn có 15. Nhưng bị Trần Pháp Toàn bước đến góc tường, quả thật khó xử, bởi vì cổ ngọc va chạm vệ binh, mỗi vệ binh đều có một mộc bài, mặt trên trịnh trọng ghi rõ, vệ binh thần thánh không thể xâm phạm. Hơn nữa, quân khu tỉnh vừa mới mời dự họp hội nghị chính trị lần một, Tô Chỉ Kiều cứ mãi cường điệu, phải tăng cường công tác bảo vệ, giữ gìn quyền uy thần thánh của quân khu tỉnh, bất cứ ai đều phải tuân thủ kỷ luật của quân khu. Trần Pháp Toàn nói rõ chính là muốn mượn cơ hội sinh sự, là bởi vì bị cổ ngọc cản đường mà còn nổi giận không thuận, hay là có khác dụng ý. Hạ Bạc Viễn suy tư một hồi lâu, liền quyết định nên làm như thế nào, thân là quân nhân có thể nào lại lùi bước. Y lại thấp hơn so với Trần Pháp Toàn một bậc, tuy rằng cổ ngọc xông vào cửa là không đúng, nhưng sự tình có thể lớn cũng có thể nhỏ. Đồng chí Pháp Toàn, cổ ngọc là bằng hữu của tôi, cô ấy đến quân khu tìm tôi, cô ấy có gì không đúng, cũng chính là cái không đúng của tôi sẽ gặp đồng chí Trương Hiểu giải thích lại sự việc. Hạ Bạc Viễn giọng điệu cũng cứng rắn, mạnh mẽ. Được, tôi cũng không thấy có vấn đề gì. Trần Pháp Toàn ngoài dự đoán của mọi người, đúng lúc chuyển biến tốt, thu tay lại. Vậy theo ý kiến của đồng chí Trương Hiểu mà làm, tuy nhiên hiện tại có nên đánh xe ra chỗ khác không, tôi còn có việc phải đi. Tình cảnh trước mắt là, cổ ngọc nếu đánh xe nhường đường, Hạ Bạc Viễn cũng sẽ cùng tránh ra, tương đương với cổ ngọc và Hạ Bạc Viễn cùng nhau, cúi đầu trước Trần Pháp Toàn. Chính trị không có việc nhỏ, một hành động đánh xe nhường đường, cũng đại biểu cho sự thắng bại của một lần đọ sức. Hẳn là xe của anh nhường đường, bởi vì xe tôi muốn vào trước. Cổ ngọc ở bên cạnh trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng, nhưng lời nói ra vẫn là giọng điệu không chịu nhượng bộ. Cổ Ngọc cũng nhìn ra đối phương cố ý làm khó dễ cô và Hạ Bạc Viễn. Cô tính tình mềm mỏng, nhưng cũng không phải là người mà người khác có thể ức hiếp, huống chi còn có ông nội, trong quân đội có người ức hiếp cô, thì có thể phải gặp khó khăn thôi. Trần Pháp Toàn nghe xong, cũng không để ý tới Cổ Ngọc, liếc mắt nhìn Hạ Bạc Viễn một cái. Ý chính ủy hạ là, từng bước ép sát, Trần Pháp Toàn thật đúng là khá hăng hái rồi. Hạ Bạc Viễn cũng biết Trần Pháp Toàn đối với y từ trước tới giờ đều không ưa gì, trước kia cũng phát sinh không ít mâu thuẫn, đều chỉ ngầm bên trong, hôm nay là lần đầu tiên trực tiếp xung đột. Nói đi còn nói lại, sự tình hôm nay Cổ Ngọc quả thật cũng là người sai trước, nếu không nhượng bộ thích đáng, trước mặt Trương Hiểu và Tô Chỉ Kiều cũng khó có thể sống dễ chịu được. Tóm lại không nên vì một chút việc nhỏ, cũng là lấy thể diện từ xưa tới nay, có vẻ y cũng không phải người ngang ngược, liền cắn răng một cái. Nhất thời nhẫn nhịn, về sau trả lại là được. Giống thang máy vậy, phải có người tiến người lùi. Tôi cho rằng Cổ Ngọc và anh cũng nhường nhau một chút. Hạ Bạc Viễn nhượng bộ. Trần Pháp Toàn khóe miệng lộ ra một ý cười, tuy nhiên còn chưa kịp nếm hết sự đắc ý, đột nhiên biến sắc, bởi vì Cổ Ngọc không nói lời nào nổ máy xe ô tô, phá hỏng lan can, còn đụng vào xe của y, hất chiếc xe sang một bên, vọt vào trụ sở quân khu. Ầm ầm một tiếng vang lớn. Đầu xe của Cổ Ngọc bị đâm làm hơi nước bốc ra không ngừng, nắp capo trên xe của Trần Pháp Toàn cũng bung lên, trước mắt thật không lộn xộn. Cổ Ngọc hoàn toàn vô sự xuống xe, còn vỗ vỗ tay. Đáng tiếc, một chiếc xe hơn 300.000 tệ, sớm biết sẽ đụng xe, thì đã mua chiếc Hummer. Trần Pháp Toàn tức giận đến mặt mày xanh mét, y còn không nói gì, lái xe của y và cảnh vệ đều nổi giận, đều giơ súng ra, bao vây quanh Cổ Ngọc. Hạ Bạc Viễn tức giận hét lớn. Làm càn. Cảnh vệ của Hạ Bạc Viễn cũng không cam lòng yếu thế, một bước lên trước Cổ Ngọc, bảo vệ xung quanh cô, cùng cảnh vệ của Trần Pháp Toàn giằng co, không chịu lùi bước. Tình thế súng đã sẵn sàng. Cũng may, cảnh vệ của Hạ Bạc Viễn không rút súng, nếu không, sẽ thành sự kiện chính trị. Nếu lão Cổ biết được tình thế bây giờ, đồng chí Bạc Viễn, anh cũng bị mắng đến không còn mặt mũi. Như thế nào để ra thủ đô? Rồi tới tỉnh Tương, sẽ thành một kẻ nhu nhược. Một thanh âm ở phía sau Hạ Bạc Viễn vang lên, cùng với một tiếng cười lạnh, Hứa Quan Hoa bước ung dung, vẻ mặt tự nhiên, cùng cảnh vệ đi tới trước mặt Cổ Ngọc. Lại thâm một thiếu tướng. Hứa Quan Hoa sao lại đến đây? Trần Pháp Toàn hít một hơi khí lạnh. Cùng là quân hàm thiếu tướng, Hứa Quan Hoa hiện tại là cán bộ phó trưởng ban của Tổng cục Chính trị tương đương với phó trưởng ban tổ chức trung ương trong quân đội.
cán bộ chức quyền to quản lý trong quân đội, anh ta là một trong những nhân vật thực quyền trong quân đội, hơn nữa nổi danh về thủ đoạn cứng rắn, mạnh mẽ và trở mặt không ai bằng. Hạ Bạc Viễn và Hứa Quan Hoa có tình đồng môn, bị Hứa Quan Hoa trước mặt mọi người mắng một câu, cũng không xấu hổ, ngược lại ha hả cười. Anh Quan Hoa, tôi luôn luôn kính nể sự gan dạ sáng suốt của anh, hổ thẹn, hổ thẹn. Hứa Quan Hoa đi đến trước xe của Pháp Toàn, đột nhiên làm ra một động tác khiến tất cả mọi người đều chấn động, anh ta vừa nhấc chân một cước liền đá vào xe Trần Pháp Toàn, lúc này trên xe liền in lại một dấu chân to. Ai phá xe, chặn xe của cô bé Cổ thì ra đây. Nếu lão Cổ biết cô bé bị ức hiếp ở tỉnh Tương, tôi sẽ không còn mặt mũi trở về gặp ông ấy. Sau đó Hứa Quan Hoa dường như mới phát hiện xe của Trần Pháp Toàn, vẻ mặt kinh ngạc. Trần Pháp Toàn, xe của cậu sao vậy? Lần sau cậu nhớ phải đổi biển số xe, nếu không chạy đến thủ đô, xe của cậu thế nào cũng bị tháo thành tám mảnh. Không đúng, chắc cũng không đến được thủ đô, vừa ra khỏi tỉnh Tương liền bị lật xe rồi. Tất nhiên ngụ ý là chê bai Trần Pháp Toàn không là cái quái gì, người ở tại tỉnh Tương là một nhân vật một mẫu ruộng chỉ có 3 phần đất, ra khỏi tỉnh Tương, không thu thập người đâu vào đấy ai không biết lại cho rằng người còn dùng được. Sau khi nói xong, Hứa Quan Hoa bỗng nhiên lại thay đổi bộ mặt, ôn hòa niềm nở cười. Chỉ đùa một chút, ha ha, chỉ đùa một chút thôi, đồng chí Pháp Toàn, xin chào, xin chào. Sau đó chủ động chìa tay ra bắt tay Trần Pháp Toàn. Trần Pháp vừa bị đụng xe lại bị đánh vào mặt, đã sớm đỏ bừng mặt, Hứa Quan Hoa chìa tay ra, y lại không thể không nắm chặt, trên mặt cảm giác như vừa ăn một quả đắng có khổ mà không nói nổi. Nuốt không xuống lại phun không ra, có bao nhiêu khó chịu thì phải chịu bấy nhiêu. Hứa Quan Hoa chỉ vừa chạm vào tay Trần Pháp Toàn lập tức buông ra, tỏ vẻ vô cùng quan tâm hỏi han. Đồng chí Tô Chỉ Kiều còn chưa ra sao? Tôi vừa rồi ở cùng đồng chí Trương Hiểu, anh ta nói có việc tạm thời cũng chưa về, nhờ tôi đến gặp mặt đồng chí Tô Chỉ Kiều trước. Đồng chí Tô Chỉ Kiều thật quá không nhiệt tình rồi, tôi tới cửa đây rồi, sao đến giờ vẫn chưa thấy anh ta? Hứa Quan Hoa làm nhân vật thực quyền của Tổng cục Chính trị, có vẻ tự cao tự đại, hơn nữa anh ta hôm nay cũng có ý nhúng vào, Cổ Ngọc chịu ức hiếp, sao có thể không giữ thể diện mà hòa nhau. Với thân phận của Cổ Ngọc, còn có thể bị ức hiếp ở quân khu tỉnh Tương, nếu truyền tới tai Cổ Lão, thực sự có người sẽ phải chịu xui xẻo. Trần Pháp Toàn nghĩ đến nhân vật quyền thế ngập trời đứng phía sau y, đúng vậy, nhân vật từng lưu lại dấu ấn dày đặc ở trong nước, nhưng chớ quên. Người đã không còn ở trên đài nữa rồi, mặc dù trong ở quân đội cũng có sức kêu gọi không nhỏ, cũng có vốn kiêu ngạo, nhưng phải xem nhằm vào là ai, phải ghi nhớ, Lão Cổ là người ra sao. Ở trong mắt Hứa Quan Hoa, Lão Cổ là nhân vật có lực ảnh hưởng và lực kêu gọi chưa từng thấy trong quân đội. Cổ Ngọc lần đầu tiên ra tay, tuy rằng náo loạn một hồi động tĩnh không nhỏ, nhìn như lỗ mãng, nhưng là mở ra một thời khắc tốt đẹp. Chương 1367 kết thúc trò chơi bịt mắt bắt dê. Nửa giờ trước Hứa Quan Hoa và Trương Hiểu vốn còn cùng ngồi với Hạ Tưởng, đàm luận thế cục tỉnh Tương cùng với khí hậu Tương Giang, còn có một số chủ đề chút thoải mái, tăng thêm sự hiểu rõ, giao lưu cảm tình. Lần này đến Tương Giang, Hứa Quan Hoa thứ nhất là có một công vụ, hai là đến trợ giúp Trương Hiểu một tay, bởi vì gần đây Trương Hiểu ở quân khu đang bị loại trừ một cách nghiêm trọng, càng ngày càng không tốt. Hứa Quan Hoa là dòng chính của Lão Cổ, Trương Hiểu thì không phải, nhưng hai người sau khi biết nhau liền kết tình bằng hữu thâm sâu, xem như mới quen đã thân, quan hệ cá nhân thâm hậu, ở lập trường chính trị cũng gần, tuy rằng không cùng trận doanh, với nghĩa rộng mà nói, Trương Hiểu là trận doanh của Tổng Bí Thư, nhưng cũng không ảnh hưởng tới mối giao tình đặc biệt không tồi giữa hai người. Sau khi cùng Hạ Tưởng nói chuyện với nhau vài phút, Hứa Quan Hoa không ngờ biết được Cổ Ngọc đã ở Tương Giang, Cổ Ngọc ở Tương Giang cũng không bất ngờ. Nhưng Cổ Ngọc đi quân khu tỉnh khiến cho anh ta càng kinh ngạc hơn. Bởi vì, quân khu tỉnh Tương dù sao cũng xa thủ đô, hơn nữa quân đội cũng nhiều phe phái mọc lên như rừng, chỉ chấp hành mệnh lệnh từ thượng cấp của mình, không nghe theo người khác, anh ta lo lắng Cổ Ngọc sẽ chịu thiệt, liền cáo biệt Trương Hiểu và Hạ Tưởng, vội vàng tới quân khu tỉnh Tương. Thật may, tới rất đúng lúc, gặp phải một hồi náo nhiệt không lớn không nhỏ. Đụng vào xe một phó tư lệnh viên quân khu, không tính là chuyện lớn gì. Nếu ở thủ đô, không cần anh ta ra mặt, chỉ cần một viên trung tá sẽ dám đập tan xe Trần Pháp Toàn. Bởi vì Cổ Ngọc là cháu gái Lão Cổ, có thể không hỏi nguyên nhân mặc kệ lai lịch đối phương, trực tiếp ra tay,
bởi vì ở trong quân đội còn có người dám không biết trời cao đất rộng không nể mặt lão cổ, chính là tự mình tìm phiền phức. Đập xe cũng coi như còn nhẹ, không âm thầm ngáng chân, Trần Pháp Toàn sẽ thắp hương thơm rồi. Tuy nhiên Hứa Quan Hoa cũng có thể đoán được điều gì, Trần Pháp Toàn nhìn như không biết trời cao đất rộng, trên thực tế, vẫn là tự cho rằng mình có hậu trường cứng rắn, mạnh mẽ, cho rằng lão cổ không có khả năng tóm được y, có lẽ cũng là mượn cơ hội sinh sự, dụng ý muốn làm Hạ Bạc Viễn mất mặt. Lại có lẽ Trần Pháp Toàn giận chó đánh mèo chút giận sang cổ ngọc, hay là y cũng rõ vào thời điểm mấu chốt khi y một bước thăng tiến lên thiếu tướng, đúng là lão cổ lên tiếng mới khiến y lỡ mất dịp tốt lên quân hàm thiếu tướng. Lão cổ lúc ấy là vì muốn đề bạt Hạ Bạc Viễn, cho nên mới cản đường Trần Pháp Toàn. Cũng không có gì, chính trị vốn là có anh không tôi, cũng không phải lão cổ có thành kiến gì với Trần Pháp Toàn, chỉ có điều bởi vì lập trường bất đồng, đều do khác đội. Nhưng Trần Pháp Toàn nếu muốn mượn cớ trả thù, mà có lời đắc tội với lão cổ, cũng đừng trách lão cổ về sau cố ý chĩa mũi nhọn vào y. Hứa Quan Hoa chỉ đoán đúng phân nửa, Trần Pháp Toàn quả thật cố ý sinh sự, nhưng là có chuyện quan trọng khác ràng buộc tâm tư của y, khiến y thẹn quá thành giận, phải tích cực, không muốn nhượng bộ. Bởi vì Lâm Tiểu Viễn ngồi bên trong xe của y. Lâm Tiểu Viễn ở quân khu đã là không an toàn, đã có tin tức truyền ra, Hạ Tưởng phải tự mình ra mặt bí mật cùng với Trương Hiểu thảo luận bí mật, chính là vì muốn đưa Lâm Tiểu Viễn đi từ quân khu, bởi vậy tất yếu phải lập tức rời vị trí của Lâm Tiểu Viễn. Không ngờ lại bị Cổ Ngọc ngăn lại, Trần Pháp Toàn còn tưởng rằng Cổ Ngọc đã biết có Lâm Tiểu Viễn bên trong xe, liền cố ý lấy ra khí thế đè người, muốn cướp đi đầu cơ. Chẳng qua không nghĩ tới, sự tình xuất hiện sự nghịch chuyển kinh người, Cổ Ngọc đủ mạnh mẽ, cứng rắn, trực tiếp đụng vào xe của y. Xe bị hỏng, Lâm Tiểu Viễn muốn rời đi cũng không được, Trần Pháp Toàn có thể nào không nhớn nhác. Nhưng lại không có cách nào, Hứa Quan Hoa dưới khí thế thoải mái hăm dọa người, y chỉ có thể nén giận. Hứa Quan Hoa vừa ra mặt liền nắm giữ thế cục, tất nhiên cũng liên quan đến thân phận lớn lao của anh ta. Cũng là bởi vì thủ đoạn vừa đấm vừa xoa của anh ta bức bách được Trần Pháp Toàn không còn lực đánh trả. Trần Pháp Toàn một bên thầm mắng Hứa Quan Hoa cố làm ra vẻ, một bên lại không thể không bội phục Hứa Quan Hoa thủ pháp lão luyện, quả thật vừa đánh vừa kéo, làm cho người ta có khổ không nói nên lời. Chính vì không biết nên như thế nào cho xong việc, Tô Chỉ Kiều cuối cùng phải hiện thân. Tô Chỉ Kiều thân là chính ủy quân khu tỉnh Tương, là nhân vật số một trên thực tế của quân khu tỉnh. Ông ta hơn 50 tuổi, bước đi cường tráng, tươi cười trong sáng, dưới sự vây quanh của mấy người tiến tới cửa, nhiệt tình bắt tay hàn huyên với Hứa Quan Hoa. Tô Chỉ Kiều là người ở thành phố Hạ Giang, trước kia ở thành phố Hạ Giang đảm nhiệm phó chức ở khu canh gác, sau đó điều đến quân khu tỉnh Tương, ông lên chức, con đường của ông ta vẫn coi như thuận buồm xuôi gió, khả năng tiếp theo sẽ thăng tiến lên trung tướng, đúng là lúc tiền đồ sáng ngời. Nhưng ông ta cũng không dám qua loa ở trước mặt Hứa Quan Hoa, Hứa Quan Hoa là nhân vật thực quyền số một trong Tổng cục Chính trị, tiền đồ cũng không thể nói hết. Bốn bộ tổng giải phóng quân, bộ tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị có thực quyền nhất, mà Hứa Quan Hoa so với y còn trẻ hơn vài tuổi, thậm chí có tin đồn nói, lão cổ sẽ một đường nâng đỡ Hứa Quan Hoa đến vị trí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Bốn bộ tổng giải phóng quân là chỉ bộ tổng chính trị, bộ tổng tham mưu, bộ tổng cục hậu cần và bộ tổng trang bị. Lãnh đạo chức trưởng của hai bộ đầu tiên thuộc cấp bậc phó chức quốc gia, hai bộ sau thuộc cấp bậc quân khu lớn, tức cấp bộ và cấp tỉnh. Tô Chỉ Kiều chỉ nhìn lướt qua hai chiếc ô tô bị đâm cho tán loạn tại hiện trường, làm bộ không thấy, thậm chí không có phát biểu một câu ý kiến nào, chỉ cầm chặt tay Hứa Quan Hoa nói. Vừa mới nhận được điện thoại của Trương Hiểu, tôi liền ra nghênh đón, không nghĩ tới vẫn chậm một bước, Quan Hoa, anh khẳng định là trách tôi rồi. Ha ha. Buổi tối uống liền hai chén, xem như nhận lỗi. Vừa nói là chịu lỗi, một câu hai ý nghĩa, dường như lại ám chỉ sự bừa bãi trong sân. Trước kia, Hứa Quan Hoa và Tô Chỉ Kiều đã từng có qua lại, biết trình độ của con người này, có thể nói, cũng sẽ không đề cập tới chuyện đâm xe, ha hả cười. Tôi cam đoan tuyệt đối không có oán giận anh, tuy nhiên cô bé Ngọc có phải có chỗ bất mãn hay không, thì tôi cũng không dám cam đoan. Tô Chỉ Kiều giống như lúc này mới nhìn thấy Cổ Ngọc. Cô ấy là... Cổ Ngọc, cháu gái lão cổ. Cháu gái lão cổ. Vẻ mặt Tô Chỉ Kiều vô cùng phong phú, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lập tức lại tràn trề nhiệt huyết. Hoan nghênh, rất hoan nghênh. Lão cổ là một trong cựu thủ trưởng tôi tôn trọng nhất,
tôi cũng sớm nghe nói ông có cháu gái một hòn ngọc quý trên tay, hôm nay may mắn được gặp, là chuyện vui lớn rồi. Một bên khách sáo hàn huyên, một bên dẫn dắt Hứa Quan Hoa, Cổ Ngọc tiến vào đại viện. Cổ Ngọc có chút không muốn đi, nhưng biết vấn đề trên trường giao tiếp cũng phải cần ứng phó, liền đánh mắt về phía Hạ Bạc Viễn. Hạ Bạc Viễn ngầm hiểu, khẽ gật đầu, y liền ở lại giữa sân, không đi cùng. Chờ Hạ Bạc Viễn và Tô Chỉ Kiều mấy người đi đã xa, liền nói. Pháp Toàn, làm sao bây giờ? Trần Pháp Toàn vốn định thừa dịp mọi người đi rồi, để Lâm Tiểu Viễn xuống xe, không nghĩ tới Hạ Bạc Viễn lại không đi vào, y liền đau đầu. Tôi bồi thường, phí sửa xe đều tính cho tôi, được không? Hạ Bạc Viễn thật ra còn không biết Cổ Ngọc đến quân khu gây nên chuyện gì, vừa rồi Cổ Ngọc đánh mắt y còn tưởng rằng là Cổ Ngọc chưa tiêu cơn giận. Còn muốn đụng xe Trần Pháp Toàn, còn muốn Trần Pháp Toàn bỏ tiền sửa xe, hiện tại nếu Trần Pháp Toàn thức thời, chủ động đáp ứng sửa xe, y cũng thấy tốt nhất là hãy thu tay. Thế thì tốt rồi, vậy phiền anh. Nói xong, khoát tay, xoay người đi. Trần Pháp Toàn còn tưởng rằng Hạ Bạc Viễn rất khó đối phó, không nghĩ anh ta nói đi là đi, trong lòng liền hiểu được, náo loạn một hồi, hóa ra không phải vì Lâm Tiểu Viễn, thật sự là sợ bóng sợ gió một hồi rồi. Thầm mắng Hạ Bạc Viễn và Hứa Quan Hoa vài câu, vừa rồi quá mất mặt, bị Hứa Quan Hoa giáp mặt uy hiếp vài câu, không ngờ khiến y nói không nên lời, dường như y là buồn vậy, về sau nhất định phải tìm cơ hội trả lại, thấy nguy cơ đã qua, Trần Pháp Toàn liền gọi điện thoại, lại gọi hai chiếc xe, cho Lâm Tiểu Viễn đổi xe, y ở lại hiện trường phụ trách giải quyết tốt hậu quả, lại gọi thêm vài cảnh vệ hộ tống Lâm Tiểu Viễn ra khỏi Tương Giang, xuống lĩnh Nam, theo đường thủy xuất ngoại. Hai chiếc xe quân đội vừa hộ tống Lâm Tiểu Viễn đi, Trần Pháp Toàn mới thở dài một hơi. Mặc kệ Hứa Quan Hoa có phải vì Lâm Tiểu Viễn mà đến hay không, mặc kệ Cổ Ngọc đại náo một hồi có phải cũng là vì Lâm Tiểu Viễn hay không, cũng không quản Hạ Bạc Viễn có phải cũng muốn bắt Lâm Tiểu Viễn hay không, dù sao bọn họ đã uổng phí tâm cơ, Lâm Tiểu Viễn đã ở ngay dưới mắt bọn họ, thành công rời đi. Trần Pháp Toàn còn có một chút vui mừng chính là, hôm nay tuy rằng bị Hứa Quan Hoa dẫm một chân, nhưng y vẫn thành công áp chế Hạ Bạc Viễn đầy kiêu ngạo, cũng coi như thắng một ván nhỏ. Hạ Bạc Viễn trước kia luôn luôn mơ hồ muốn đè y một lần, hôm nay y nhất thời cứng rắn, mạnh mẽ, Hạ Bạc Viễn có chỗ dựa là Cổ Ngọc cũng không kiên cường đứng lên, về sau nếu lại cùng y so chiêu, cũng không cần sợ y. Trần Pháp Toàn lại không biết chính là, mới chưa tới vài ngày, y đã bị Hạ Bạc Viễn âm thầm tính toán một phen, tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, khiến y đau không thể nói. Thất bại của vài ngày sau Trần Pháp Toàn đương nhiên sẽ không biết trước, nhưng nửa giờ sau khi thất bại lại khiến cho y nổi trận lôi đình. Sau khi chiếc xe chở Lâm Tiểu Viễn rời khỏi trụ sở quân khu không lâu, có mấy chiếc xe ô tô lén lút theo đuôi ngay sau đó. Xe quân đội ra khỏi nội thành, thì rẽ về hướng Nam, hiển nhiên là muốn thẳng đến đường cao tốc mà đi, bởi vì là xe quân đội nên địa phương không có quyền kiểm tra, rất thuận lợi mà rời khỏi thành phố, mắt thấy còn cách đường cao tốc không xa lắm. Bỗng nhiên, có một chiếc ô tô tăng tốc vượt qua hai xe quân đội, sau đó lại nhanh chóng phanh lại, ý đồ bắt buộc xe quân đội dừng xe. Xe quân đội cũng ý thức được điều gì, không ngờ không ngừng xe, còn tăng ga về phía trước, bày ra tư thế cá chết lưới rách. Xe phía trước cũng không nhường, hiển nhiên là không sợ xe hỏng người chết, tiếp tục lại dẫm chân ga tới cùng, mắt thấy giây phút sẽ đụng nhau sau, cũng là cuộc đọ ý chí giữa hai bên, xe quân đội đành buông tha, đột nhiên dẫm phanh phanh lại. Nhưng vẫn chậm một chút. Bởi vì hiển nhiên không ngờ xe phía trước ngoan cường như thế, hai xe chạm vào nhau rất mạnh. Chương 1368, sắp bắt đầu. Đối với Lâm Tiểu Viễn mà nói, hôm nay chắc chắn là một ngày cả đời khó quên. Kỳ thật, lúc tìm người bảo lãnh chờ xét xử, y cũng không nghĩ phải lập tức bỏ trốn ra nước ngoài, bởi vì y cảm thấy sự tình cũng không lớn. Còn có thể linh động hòa hoãn, y cũng không có ý thức được Hạ Tưởng đã truy ra tài khoản bí mật của y do phi pháp mà có được, đang khẩn trương thu lưới lần cuối cùng. Nhưng Hồ Quân Do và Dương Diêu Nhi lại tố cáo chân tướng của y trước sau gì cũng gặp nguy. Một khi tài khoản bí mật bị công bố, con số trên 780 triệu quá lớn, nhất định sẽ khiến người đời khiếp sợ, chẳng những tính mạng y khó bảo toàn, mà cha y là giám đốc sở giám sát, sợ là cũng sẽ tức khắc ngã quỵ. Lâm Tiểu Viễn luống cuống. Sau khi nghe được Diệp Thiên Nam đã thay y sắp xếp toàn bộ, trước tiên trốn ở trong quân đội vài ngày, sau đó khi lực lượng cảnh sát ít chú ý mới thong dong trốn đi,
Thật ra Diệp Thiên Nam che giấu là nhằm mục đích khác, chính là con thuyền buôn lậu gần đây không an toàn, Lâm Tiểu Viễn tạm thời không đi được. Lâm Tiểu Viễn tin là thật, nghe theo sự sắp xếp. Hơn nữa, sau khi nghe Dương Diêu Nhi nói xong, cũng không gọi điện thoại cho Lâm Hoa Kiến, sợ bị nghe trộm. Nghĩ đến kế hoạch đầu cơ trục lợi từ dầu mỏ thất bại như vậy, có lẽ cũng không phải thất bại, mà là y không thể tiếp tục tham dự trong đó, lòng y tràn ngập lửa giận, hận không thể tự tay giết chết Hạ Tưởng, mặc kệ là bóp chết hay là đập chết, dù sao khiến Hạ Tưởng bị chết càng thảm càng tốt. Hạ Tưởng quả thực chính là khắc tinh trong đời hắn, tại sao lại cứ chăm chăm theo sát y? Thật vất vả lo lắng đề phòng tới tận hôm nay, có tin truyền đến, có thể rời bến, Trần Pháp Toàn cũng nể tình, tự mình hộ tống y ra khỏi thành phố. Ai ngờ ở cửa quân khu liền xảy ra chuyện. Ai to gan lớn mật dám ở cửa quân khu trực tiếp đâm vào xe phó tư lệnh viên, đã chán sống rồi sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, phó tư lệnh viên cũng không đè bẹp được đối phương, liên tiếp hai vị thiếu tướng xuất hiện đột ngột đè ép Trần Pháp Toàn, thậm chí một người trong đó còn đá xe. Lúc ấy Lâm Tiểu Viễn chỉ cảm thấy một lòng lo lắng, nếu chẳng may đối phương càng điên, giơ tay kéo mở cửa xe, y coi như đã xong rồi. Lúc ấy, tình thế vô cùng hiểm nghèo, Lâm Tiểu Viễn sợ tới mức thiếu chút nữa không thở nổi. Không ngờ đại náo một hồi cuối cùng cũng lặng yên, kết thúc. Không chỉ kết thúc, hắn lại có thể đổi một chiếc xe khác, lại lần nữa ra đi, ngay dưới mắt đối phương, tránh được một khó khăn. Thật sự là một sự trải qua làm người ta suốt đời khó quên, làm cho người ta có cảm giác chính là sinh tử lưỡng trọng thiên. Chỉ có điều, Lâm Tiểu Viễn vui sướng còn chưa được bao lâu, đã bị quán tính thật lớn của chiếc xe quăng về phía trước. Bên trong xe, y vô cùng khiếp sợ cố gắng tỉnh táo lại, vào lúc y dùng sức vượt qua quán tính đứng thẳng dậy, cửa xe đã bị mở ra, một khuôn mặt 3 phần trêu tức còn 5 phần chân thật tươi cười liền đập vào mắt. Giống như thời thơ ấu khi chơi trò chơi bịt mắt bắt dê, Hạ Tưởng mang biểu cảm rất sinh động rất hình tượng rất gian ác, bắt được ngươi rồi, còn có một chút đắc ý như vậy, nhưng dù cố tình đến mấy cũng khó dằn nổi sự hưng phấn và niềm vui bất ngờ. Dường như thật sự đang chơi trò bịt mắt bắt dê mà không phải là bắt được tội phạm lớn bỏ trốn. Lâm Tiểu Viễn trong lòng phát ra một tiếng thở dài bi ai, Hạ Tưởng chính là một người làm cho người ta căm hận tới cực điểm, mong có thể một phát súng bắn chết rồi lại khiến cho người ta có chút thưởng thức. Bộ dạng hắn vĩnh viễn là thong dong tự tại, dường như tất cả đều rất quan trọng nhưng lại có dáng vẻ dường như không phải thật sự đến giải quyết, thực sự hận không thể đánh một phát vào mặt hắn. Chỉ tiếc, Lâm Tiểu Viễn biết. Một đấm này, y chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có cơ hội đánh. Tuy nhiên cũng chưa hẳn là y không thể xoay chuyển, còn có không ít người sẽ bảo vệ y, Lâm Hoa Kiến thì không cần phải nói, Dương Hằng Dịch, Hồ Định, cả Diệp Thiên Nam, một giám đốc sở, một phó chủ tịch thường trực tỉnh lại thêm một phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tương, mấy nhân vật có cấp bậc quan trọng đồng loạt mở miệng, đừng nói là Hạ Tưởng, ngay cả Trịnh Thịnh cũng không thể không nhượng bộ. Trong nháy mắt, Lâm Tiểu Viễn đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Y thản nhiên xuống xe, cố gắng duy trì cân bằng, còn chủ động chìa tay ra bắt tay Hạ Tưởng. Chủ nhiệm Hạ, vất vả rồi. Không vất vả, vì nhân dân phục vụ còn có thể kêu khổ kêu mệt sao? Hạ Tưởng cười hiểu ý, thấy Lâm Tiểu Viễn thật ra cũng khá, đến giờ còn có thể cố làm ra vẻ, cũng không làm y mất mặt, giơ tay bắt tay với y. Tiểu Viễn, Tổ quốc không tha thứ cho anh, đừng đi ra nước ngoài. Trung Quy vẫn phải quay trở lại. Anh mù quáng nhiều lần đi ra nước ngoài, sớm muộn gì cũng phải trở về, còn khiến quốc gia tốn không ít tiền. Lâm Tiểu Viễn muốn cười, lại không cười được, trên mặt lại không thể giữ được ý cười giả bộ, hung tợn nói. Hạ Tưởng, anh đừng đắc ý quá sớm, anh đem 4 cậu ấm tỉnh Tương chúng tôi đuổi tận giết tuyệt, anh cẩn thận kẻo không thể còn mạng mà ra khỏi tỉnh Tương. Con đường dài 2.500 mét tôi cũng quyết tâm đi hết, huống chi một tỉnh Tương. Tiểu Viễn. Anh nên mở rộng lòng đi, đừng nghĩ ngợi lung tung, sớm nói rõ vấn đề một chút mới là thỏa đáng. Hạ Tưởng vẫn làm ra vẻ hoàn toàn không ác ý tươi cười, lại giơ tay lấy ra một tấm khăn tay xoa xoa tay, sau đó ném khăn tay đi. Hành động miệt thị như thế khiến Lâm Tiểu Viễn rốt cục không khống chế được, y nổi trận lôi đình. Hạ Tưởng, anh chờ đấy. Lời còn chưa nói hết, đã bị cảnh sát từ sau lưng nắm lấy hai tay, trực tiếp còng lại. Sau đó cũng không biết là ai dẫm lên lưng y một cái, y liền cong đầu gối, bịch, một tiếng quỳ xuống trước mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hơi nghiêng mình, cười nói. Không cần khách khí, lại càng không cần quỳ trước mặt tôi.
nếu anh có thể quỳ gối hãy quỳ gối trước dân chúng vô tội đã chết trong sự cố vừa rồi, nếu vậy coi như anh còn chưa mất hết lương tâm. Vài người lính vốn đang giơ súng, hùng hổ, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể sống mái với cảnh sát, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Trương Hiểu lạnh lùng đứng ở trước mắt, khí thế lập tức giảm đi, súng trong tay liền không tự chủ được mà buông xuống. Tư lệnh viên đích thân tới, bọn họ dù vênh váo tự cho là mình có nhiệm vụ trong người, cũng không dám ngắm súng vào tư lệnh viên. Trương Hiểu chỉ dẫn theo vài cảnh vệ, anh ta nhìn mấy tên lính cũng không nhiều lời, vung tay lên. Hạ súng. Cảnh vệ tiến lên, cầm mấy cây súng do mấy người kia vừa giao nộp. Trương Hiểu còn nói thêm. Tòa án quân sự sẽ cho các ngươi một phán quyết công bình. Mấy người trước mắt là ai, Trương Hiểu cũng không biết, bởi vì là người trong đại binh, không phải ai cũng có thể biết hết, nhưng anh ta biết rõ, mấy người này đều là thân tín của Trần Pháp Toàn. Trần Pháp Toàn và Tô Chỉ Kiều liên kết sỉ nhục anh ta, không phải một ngày hai ngày. Trần Pháp Toàn dưới sự giúp đỡ của Tô Chỉ Kiều, đối với mệnh lệnh của anh ta bằng mặt không bằng lòng, cũng là chuyện thường. Anh ta tuy là tư lệnh viên, nhưng bởi vì ở quân khu có ít người tùy tùng, liền ỷ vào kinh nghiệm lý lịch sâu hơn so với Tô Chỉ Kiều, dùng để nói chuyện coi như cũng hữu dụng. Gần đây có tin đồn truyền ra là Tô Chỉ Kiều sắp được thăng chức, hy vọng Tô Chỉ Kiều đã trên anh ta một cái đầu. Y ở quân khu giờ không được như xưa, cái khác không nói, chính Trần Pháp Toàn trước kia làm một vài việc còn lén lút sau lưng anh ta, không dám quá đáng, hiện tại gần như chẳng thèm kiêng nể. Sau khi Trương Hiểu thấy Hạ Tưởng và Diệp Thiên Nam mâu thuẫn công khai, liền lựa chọn hướng về Hạ Tưởng thể hiện thiện ý và dựa vào hắn, tất nhiên có Hứa Quan Hoa tiến cử, cùng sự cân nhắc của anh ta ở bên trong, bởi vì anh ta biết, nếu Trần Pháp Toàn tiếp tục khiêu chiến quyền uy của anh ta. Nếu nói anh ta cùng với Trần Pháp Toàn so chiêu, phải có hậu thuẫn kiên cố, Hạ Tưởng, chính là người tốt nhất hắn đã chọn. Bởi vì Trần Pháp Toàn và Tô Chỉ Kiều tại địa phương có trợ lực lớn nhất là Diệp Thiên Nam. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, chân lý này, ở bất luận thời đại nào, bất luận dưới tình huống nào, gần như đều có thể sử dụng. Hôm nay cùng Hứa Quan Hoa, Hạ Tưởng gặp mặt, khiến trong lòng Trương Hiểu cũng chắc không ít. Biết Hạ Tưởng đã chạm tới trung tâm ích lợi của Trần Pháp Toàn, anh ta cũng nên ra tay. Sau khi Y và Hạ Tưởng trở về quân khu tỉnh, chuẩn bị liên kết ép Trần Pháp Toàn giao ra Lâm Tiểu Viễn, không ngờ vừa đến cửa quân khu, Hạ Tưởng lại không vào, đề xuất ở xa xa âm thầm quan sát. Trương Hiểu thấy khó hiểu, nhưng cũng nghe theo sự bố trí của Hạ Tưởng, đợi cho sự việc đâm xe được xử lý xong, sau khi Lâm Tiểu Viễn từ trên chiếc xe bị đâm hỏng bước xuống, Y mới bừng tỉnh ngộ. Không thể không bội phục Hạ Tưởng có con mắt tinh tường và phán đoán chuẩn xác. Có thể từ thế cục hỗn độn nhìn ra một điểm quan trọng, và có quyết định hơn hẳn người thường, Hạ Tưởng đã có đầy đủ tố chất cơ bản của người làm đại sự. Trương Hiểu ngoại trừ khâm phục Hạ Tưởng ra, còn không khỏi lại nghĩ tới ám chỉ của Hứa Quan Hoa, không chỉ có lão cổ ra sức ủng hộ Hạ Tưởng, còn có Tổng Bí Thư cũng rất kỳ vọng ở Hạ Tưởng, thậm chí còn có sự ủng hộ của thế lực gia tộc đối với Hạ Tưởng. Lại liên tưởng đến tuổi và cấp bậc hiện tại của Hạ Tưởng, anh lại càng áy náy kinh hãi, chẳng lẽ nói dưới việc lực lượng ở khắp nơi được gắng sức bồi dưỡng, Hạ Tưởng cuối cùng muốn trở thành một thời đại. Không dám nghĩ thêm, Trương Hiểu chỉ biết, nếu hiện tại anh ta đúng lúc đứng vào hàng ngũ, đúng lúc hướng Hạ Tưởng mà dựa vào, đợi đến thời đại của Hạ Tưởng, địa vị của anh ta ở quân đội và so với hiện tại, khẳng định không thể đồng nhất. Mãi đến lúc thuận lợi bắt được Lâm Tiểu Viễn, Trương Hiểu xem như đã một lần hoàn thành chọn lựa trọng đại nhất trong cuộc đời. Anh ta tự mình ra mặt trợ giúp Hạ Tưởng bắt giữ Lâm Tiểu Viễn, tương đương với trực tiếp đánh vào mặt Trần Pháp Toàn, đồng thời, gián tiếp hoàn toàn đứng đối lập với tổ mấy người do Diệp Thiên Nam cầm đầu, từ nay về sau, chỉ có thể cùng Hạ Tưởng sóng vai, rốt cuộc đã không còn đường thối lui. Thế cục tình tương, từ lúc Lâm Tiểu Viễn xa lưới, chẳng những tỉnh ủy nổi lên một lần tẩy xóc bài trọng đại, quân khu tỉnh cũng bắt đầu một vòng đọ sức và giằng co mới. Trên đường trở về, Hạ Tưởng nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe điện thoại xong, hắn cười nhìn Trương Hiểu nói. Quan Hoa nói, anh ta hẹn Cổ Ngọc và Hạ Bạc Viễn, cùng nhau gặp mặt. Đồng thời, Phó Chính ủy quân khu Dương Thành Đỗ Tri An nghe nói Quan Hoa ở tỉnh Tương, cũng cố ý tới cùng anh ấy ôn chuyện, cũng vừa khéo náo nhiệt một chút. Quân khu Dương Thành là đại quân khu, quản lý quân khu tỉnh Tương. Phó Chính ủy Đỗ Tri An tuy rằng cũng là thiếu tướng, nhưng chủ quản nhân sự quyền to hơn. Trương Hiểu hiển nhiên biết Đỗ Tri An, đáng tiếc cũng chưa từng gặp. Hiện tại có Hứa Quan Hoa giới thiệu, xem như là một sự kiện rất tốt.
Hơn nữa, Hạ Bạc Viễn và anh ta mặc dù là đồng sự, nhưng quan hệ rất bình thường, có Hứa Quan Hoa ở giữa giật dây, tin tưởng cũng có thể gần gũi hơn nhiều. Lại có cháu gái lão Cổ ở đó, Hạ Tưởng ở giữa, trong nháy mắt Trương Hiểu liền cảm thấy sắc màu trước mắt thật rực rỡ, một cuộc hội họp quá tốt làm cho người ta hài lòng. Theo sát bước chân Hạ Tưởng, quả nhiên là một bước đi đúng rồi, hơn nữa còn là một bước quan trọng. Lâm Tiểu Viễn trực tiếp do Trần Tập Minh chỉ huy cảnh sát đưa đi, binh lính thì do cảnh vệ của Trương Hiểu xử trí, chỉ có Hạ Tưởng chắp tay sau lưng, bước chân nhàn nhã, như lững thững dạo chơi trong sân vắng, khiến cho Trương Hiểu càng thêm khâm phục thái độ bình tĩnh Hạ Tưởng. Kỳ thật Hạ Tưởng hiểu rõ ràng, Lâm Tiểu Viễn xa lưới, chính thức khiến thế cục Tỉnh Tương bước vào giai đoạn thứ hai, một trận đo sức kịch liệt khác, sắp khai hỏa. Nhưng trước khi khai hỏa bắt đầu, anh ta còn có chút thời gian thảnh thơi, cùng mấy người cấp cao trong quân đội gặp gỡ, cũng là một lần chạm trán với nhiều ý nghĩa trọng đại, kế hoạch lâu dài, coi như giai đoạn trước là diễn thử, vì con đường sau này của anh ta, lại một lần nữa mở rộng tầm nhìn. Ngay vào lúc Hạ Tưởng, Trương Hiểu và Hứa Quan Hoa mấy người gặp nhau, bên trong tỉnh ủy Tỉnh Tương, lực lượng khắp nơi, đã bắt đầu va chạm rồi. Chương 1369, thay đổi lớn đang được chờ đợi. Diệp Thiên Nam đối với việc bước tiếp theo đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh Yến, cảm thấy rất tự tin, cũng rất mong chờ. Nếu lần đề bạt này thuận lợi, một chủ tịch tỉnh 50 tuổi, trong cả nước, cũng không phải nhiều, tuy không phải rất hiếm, nhưng cũng đủ để cho người ta âm thầm kính sợ rồi. Lạc quan hơn một chút nữa, nỗ lực lên bí thư tỉnh ủy, 56 tuổi bước vào bộ chính trị, lúc 60 tuổi, nói không chừng có thể trở thành một nhân vật tầm cỡ. Đến lúc đó đứng trên đỉnh cuộc sống cảm thấy thật vinh quang bao nhiêu. Diệp Thiên Nam trong lòng cũng có tính toán, Thủ tướng thật ra cũng đang xem y như một người sau này có thể làm việc lớn mà bồi dưỡng. Mặc dù, thế lực bình dân bây giờ nhân tài như lá mùa thu, có xu thế suy thoái, nhưng y vẫn rất lạc quan, cho rằng thế lực bình dân vẫn có đủ sức mạnh để thực hiện một công cuộc cách mạng thay đổi thật tuyệt vời. Thật ra nếu xem xét kỹ lưỡng, Diệp Thiên Nam không tán thành với cách nói của thế lực bình dân. Tuy nói bây giờ chính trị trong nước đã hình thành ba thế lực, nhưng trên thực tế, chỉ cần lên đến những vị trí cấp sở trở lên, đâu còn chỗ nào có ngôn ngữ của thế lực bình dân. Bây giờ thậm chí những thế hệ cấp cục đời tiếp theo cũng được coi là con nhà quan rồi, lấy con số khổng lồ hơn 100.000 cán bộ cấp cục trở lên mà tính, trong nước đã có một số lượng con nhà quan khổng lồ như thế nào. Thế lực bình dân, chẳng qua là cách nói dễ nghe một chút mà thôi. Bây giờ ngay cả con trai của một trưởng ban kiểm lâm cũng không cho mình thuộc thế lực bình dân nữa. Tư tưởng chức vụ của những người làm quan trong nước đã thâm căn cố đế, nào có cán bộ cấp sở nào lại nhận con cháu mình là dân chúng bình thường. Nói đùa à? Diệp Thiên Nam không muốn mà cũng không nghĩ rằng Diệp Địa Bắc là bình dân gì đó, tuy Diệp Địa Bắc bây giờ quả thật không chức không vị, chỉ là dân chúng bình thường, nhưng trong ý thức của phần lớn người, bình dân tức là một đại từ có nghĩa là không quyền không thế. Không quyền không thế cũng không sao, chỉ cần không phải người ba không, không tiền không thế lại không có tiền là được rồi. Diệp Thiên Nam cố chấp cho rằng, cái gọi là bình dân tức là một nhóm người không quyền không thế không tiền, y từ tầng lớp bình dân từng bước mà tiến đến ngày hôm nay, nên chắc chắn sẽ không để thế hệ tiếp theo của y sống một cuộc sống bi thảm không quyền không thế không tiền nữa. Nhưng Diệp Thiên Nam lại không thể không thừa nhận, cách nói của thế lực bình dân quả thật rất có tình nghĩa. Có thể khiến cho phần lớn dân chúng tin phục và ủng hộ, nếu như có thể cho toàn dân tham gia tuyển cử, thế lực bình dân chắc chắn chiếm được hơn một nửa số phiếu. Trong thâm tâm, Diệp Thiên Nam lại cho rằng, thế lực bình dân chẳng qua cũng chỉ là một loại hàng nhái của thế lực gia tộc mà thôi, bởi vì chưa có được rễ sâu cây lớn như thế lực gia tộc, lại hâm mộ ghen tị rồi căm hận đối với thế lực gia tộc, nhưng lại không làm gì được, đành phải quảng cáo dùm beng rằng mình là thế lực bình dân để phân chia giới hạn. Mượn tay tư bản chính trị. Nói trắng ra là, thế lực bình dân đang mong muốn sống cuộc sống của thế lực gia tộc, nên muốn lật đổ thế lực gia tộc, sau đó xây dựng một thế lực gia tộc mới thay vào đó. Tư bản chủ nghĩa quyền quý, lũng đoạn, hô mưa gọi gió, thế lực gia tộc có đặc quyền, sống những ngày tháng tốt đẹp, được làm quan rồi, ai còn muốn quay lại làm dân chúng bình thường chứ? Diệp Thiên Nam cũng biết vì thanh danh của thế lực bình dân, cấp trên cũng đã bỏ rất nhiều tâm sức. Nhưng đáng tiếc, sau lưng mỗi một người làm quan đều có thế hệ làm quan thứ hai, một con số con nhà làm quan khổng lồ, số lượng ngày càng lớn, hơn nữa còn có xu thế hình thành giai cấp. Tuy cũng hiểu rõ thực tế, Diệp Thiên Nam cũng hiểu rõ được rất nhiều đạo lý,
sau đó cũng khâm phục cấp trên quả thật nhìn xa trông rộng hơn y, con đường làm quan, không chỉ ở việc đấu tranh chính trị, ở việc dẫm đạp lên đối phương, ở thanh thế. Thanh thế chính là lòng dân, là ý dân, chính là chạy lấy đà để lên chức. Nếu lần này có thể thuận lợi tiến thêm một bước, đảm nhận vị trí chủ tịch tỉnh Yến rồi, Diệp Thiên Nam quyết định để Diệp Địa Bắc đến Bắc Kinh phát triển, không để lại tỉnh Yến để đi theo y nữa. Y phải lấy được tiếng thanh liêm, công chính, phải lưu lại hình ảnh tốt đối với người dân tỉnh Yến, là một người dám làm và khiêm tốn. Đương nhiên, hình tượng bên ngoài không liên quan gì đến thủ đoạn bên trong, thế lực của Hạ Tưởng để lại ở tỉnh Yến, y chắc chắn sẽ không tiếc sức mình mà càn quét hết sức, bởi vì Hạ Tưởng không những là lực lượng đối địch mạnh nhất của y hiện nay, cũng là người có khả năng sẽ là đối thủ cạnh tranh của y trong tương lai nhất. Sau này, Hạ Tưởng có lẽ cũng sẽ tiến vào bộ chính trị, thậm chí cũng có thể sẽ trở thành một trong những ủy viên thường vụ, thậm chí còn, nhưng bất luận thế nào, giai đoạn này phải dẹp hết căn cơ của hắn, khiến dưới tay hắn không có người nào còn có thể dùng, sẽ khiến bước tiến của hắn trở nên chậm hơn. Lại xét tình hình trước mắt, sau khi Lâm Tiểu Viễn trốn đi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Lâm Hoa Kiến, nhưng nhìn về tương lai, lại có thể giữ được cục diện thực lực bốn người tốt nhất. Sau đó nếu lại triển khai cái gọi là thần đông hội chiến thì, Diệp Thiên Nam nghĩ đến đắc ý, bất chợt cười lên, bọn Trịnh Thịnh và Hạ Tưởng sẽ phát hiện những nỗ lực trước đây của bọn họ, toàn bộ đều làm trang sức cho y. Thế cục tỉnh tương, sẽ lật sang một trang hoàn toàn mới, Hạ Tưởng và Trịnh Thịnh sẽ là người thua cuộc, còn y và Phó Tiên Phong mới là người cười cuối cùng. Nghĩ đến Phó Tiên Phong, Diệp Thiên Nam lại càng cảm thấy buồn cười, đường đường là một trong những người đại diện cho thế lực gia tộc. Một Phó Tiên Phong, một chủ tịch tỉnh của tỉnh tương, trong mắt y chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung thấy gió liền lùi. Thật sự lắc lư đến nỗi khiến người ta tưởng tượng không nổi, khiến cho Diệp Thiên Nam mặc dù muốn hợp tác với Phó Tiên Phong, nhưng cũng âm thầm khinh bỉ sự đối nhân xử thế của Phó Tiên Phong. Về cơ bản, những việc được âm thầm bố trí xem như vẫn thuận lợi, Lâm Kiến Hoa cũng mặc nhận sự sắp xếp của y, tuy nhiên cũng có chút bất mãn. Lo rằng Lâm Tiểu Viễn trốn không thoát được tỉnh tương rồi lại rơi vào cùng cực, nhưng dưới sự thuyết phục của y, cuối cùng cũng đã chấp nhận hiện thực. Còn có một chuyện khá trăn trở điều tra của Diêu Kim Giai, đã gặp khó khăn. Đào Kim Bậc cũng là một người y tỉ mỉ bố trí, muốn nhân cơ hội bẻ gãy một cánh tay của Hạ Tưởng, nhưng lại xuất quân bất lợi, một Lý Tòng Đông trước đây rất ôn hòa yếu đuối lần này lại cương quyết mạnh mẽ, từ chối không phối hợp, cũng không giải thích bất cứ vấn đề gì. Công bố rằng gã rất trong sạch, không hề phạm sai lầm gì. Nếu thật sự muốn đối phó với một người nào đó, nhưng nếu là cán bộ cấp sở trở lên, không dám nói 100% có vấn đề về kinh tế, nhưng 80% thì cũng không có gì quá đáng, quan trọng là có nắm được chứng cứ xác thực hay không, càng quan trọng hơn nữa là có người bảo vệ cho người đó hay không. Siêu Kim Giai cho rằng y thân là cán bộ của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Hơn nữa trong tay đã nắm được một số chứng cứ bước đầu về việc Lý Tòng Đông nhận tranh chữ danh nhân, hoàn toàn có thể dùng phương thức thẩm vấn để đột phá, không nhất định phải kéo Lý Tòng Đông xuống, chỉ cần Lý Tòng Đông nhận tội cúi đầu là được. Lý Tòng Đông lại thề thốt phủ nhận tranh chữ danh nhân của gã đều là tranh thật, chất lượng rất tốt, một bức cũng đáng giá đến mấy chục ngàn con số mấy chục ngàn, thật sự có thể khiến một lãnh đạo ủy ban kỷ luật như y kinh hãi. Siêu Kim Giai liền quyết định xuất kích trực diện. Làm sáng tỏ thân phận của mình với tỉnh ủy tỉnh tương, để tỉnh ủy phối hợp với y, áp chế Lý Tòng Đông. Kết quả lại vấp phải tường đá. Trịnh Thịnh trốn tránh mà không gặp. Lý do rất đầy đủ, công việc bận rộn, không thể sắp xếp thời gian được. Siêu Kim Giai vô cùng tức giận, nhưng dù tức giận nữa cũng không thể làm gì được. Trịnh Thịnh dù sao cũng là bí thư tỉnh ủy, y không còn cách nào khác, đành phải lùi một bước, yêu cầu gặp Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, cùng một hệ thống với Ủy ban Kỷ luật Trung ương, chắc chắn Hạ Tưởng sẽ vui mừng đón tiếp, không ngờ điều khiến Diêu Kim Giai bất ngờ là, Hạ Tưởng cũng không gặp y, lý do đưa ra thật khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, bí thư Hạ bị cảm, sợ lây bệnh cho y, chờ hết bệnh rồi tính. Nếu nói không gặp là biểu hiện không tôn trọng y, vậy đưa ra một lý do hoang đường lại càng biểu hiện rõ một việc, hoàn toàn không để y trong mắt, là đang đùa giỡn với y. Siêu Kim Giai lập tức nổi nóng, báo cáo ngay tình hình với Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Ủy ban Kỷ luật Trung ương làm thế nào để nói chuyện với tỉnh ủy tỉnh tương, hay ép buộc đối với Ủy ban Kỷ luật tỉnh tương, Siêu Kim Giai không quan tâm, y chỉ biết một việc, ba ngày sau, Trịnh Thịnh và Hạ Tưởng vẫn không có người nào quan tâm đến y,
giống như y không hề tồn tại vậy. Diêu Kim Giai liền bị nằm ở thế lưng chừng, lên không được xuống cũng không xong, hơn nữa nhân viên ủy ban kỷ luật tỉnh Tương ngoài mặt khách sáo với y, thực tế chỉ cần y quay người, liền cười lạnh và nhạo báng sau lưng. Tiến thoái lưỡng nan, làm thế nào cũng thấy khó xử, Diêu Kim Giai thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, y tìm gặp riêng Diệp Thiên Nam, Diệp Thiên Nam khuyên y nên đợi thêm, tiếp tục áp chế Lý Tòng Đông, bởi vì sự việc có thể sẽ có chuyển biến lớn. Cái cơ hội mà Diệp Thiên Nam chờ đợi chính là sau khi tin tức Lâm Tiểu Viễn thuận lợi xuất ngoại, khỏi động thần đông hội chiến, sau đó trong hội nghị thường vụ quyết đánh một trận chiến lâu dài, Trịnh Thịnh đại bại, Hạ Tưởng méo mặt xám mày, sĩ khí giảm hẳn, uy vọng của y và Phó Tiên Phong ở tỉnh ủy được nâng lên nhanh chóng, còn Lý Tòng Đông thấy tình hình không ổn, tất nhiên sẽ bước khỏi Hạ Tưởng. Sau thần đông hội chiến, Phó Tiên Phong nắm được đại cục, y cũng có thu hoạch lớn, nhân cơ hội sắp xếp người bên mình. Sau đó có thể yên tâm mà rời khỏi tỉnh Tương để đến tỉnh Yến, từ đó bắt đầu một cục diện hoàn toàn mới. Về phần trong thần đông hội chiến, liệu có người cắn Diệp Địa Bắc và y hay không, y không quan tâm. Bởi vì Diệp Địa Bắc có rất nhiều mối làm ăn là hợp tác với phía quân đội, tuy có người dám nói, thì cũng không ai dám điều tra. Hoặc có người nào không biết nhìn xa trông rộng mà cắn vào y cũng không sợ, chỉ cần trực tiếp thề thốt phủ nhận là xong. Ủy ban kỷ luật tỉnh ngay cả cái quyền đặt câu hỏi cho y cũng không có, chứ đừng nói đến vấn đề điều tra y nữa. Y không có vấn đề gì không quan trọng, quan trọng là, không phải ủy ban kỷ luật tỉnh nói là xong, ủy ban kỷ luật trung ương nói mới tính, trung ương nói mới tính. Đối với một phó bí thư tỉnh ủy trẻ sắp được thăng chức lên chủ tịch tỉnh còn trẻ tuổi mà nói, một Hạ Tưởng, không, thậm chí bao gồm cả Trịnh Thịnh nữa, đều không thể ngăn cản được bước chân của y. Đợi sau khi y ngồi lên được ghế cao rồi, tất cả những chứng ngại vật đã từng ngăn cản bước chân y, đều phải được giải quyết sạch sẽ, đều phải đòi lại được công bằng. Diệp Thiên Nam thỏa thuê mãn nguyện. Một mình ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ cả nửa ngày, gần như cho rằng sự việc đã được định rồi, y liền yên tâm gọi điện thoại cho Trịnh Thịnh, lần đầu tiên thể hiện thái độ quan tâm của mình đối với vấn đề điều chỉnh nhân sự. Nhưng khiến Diệp Thiên Nam không ngờ tới chính là, Trịnh Thịnh không những trả lời nhiệt tình. Hơn nữa còn thuận thế nói.